Chương 471, ứng chiến. May mà phòng hội nghị ở lầu 3, dựa vào thân thủ thất đoạn của Trương Cường, trên không trung có thể khống chế tư thế tốt, có lẽ ngã không chết, chỉ chịu đau bên ngoài một chút. Muốn làm gì, đây là tổ hạch tâm số 8. Thiết Chiêm Hùng giống to một tiếng, Mã Dương Xuân, Thái Chính Dương, Triệu Quát, Cố Thiên Kỳ đều đứng lên, chuyện này cũng không thể nhịn được vì sát thần của tổng bộ cũng quá mức rồi. Tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người sát thần Lang Phá Thiên và Lạc Tuyết Phiêu Mai, khí thế toàn thân đại phát, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hừ, nếu Trương Cường có vết thương nào, tôi sẽ khiến sát thần thành tử thần. Anh muốn so đấu phải không? Đi! Diệp Phàm cực kỳ giận dữ, tuy nhiên trên mặt vẫn tương đối bình tĩnh, lạnh lùng hừ một tiếng đang chuẩn bị đi ra phòng họp, đột nhiên quay mặt sang về phía Lạc Tuyết Phiêu Mai hừ nói. Cô không phải muốn tôi thành đầu heo sao? Được, nếu tôi thua sẽ tùy ý để cô xử trí, tuy nhiên nếu tôi thắng thì nên làm gì bây giờ? Anh quyết định đi, do anh chọn lựa. Lạc Tuyết Phiêu Mai tức giận, kiên quyết nói, đôi mắt trừng lên sắp bằng quả bóng bàn. Bà xã sao, tôi nhất định sẽ không cưới cô quá dữ tợn, tôi sợ không cẩn thận sẽ biến thành đầu heo mất, làm vợ nhỏ còn được, người hiện đại gọi là nhân tình, quyết định như vậy đi, gọi tôi một tiếng ông xã là được, có dám đánh cuộc không? Ở đây có anh Thiết, anh Mã, anh Thái, Triệu tướng quân, Cố tướng quân làm chứng. Diệp Phàm ngạo mạn, liếc nhìn sắc mặt Lạc Tuyết Phiêu Mai đã sắp biến thành màu gan heo. Cô ả này thật sự rất đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng trời sinh căng mọng, nước da lại càng trắng trẻo, sáng bóng. Dáng người cao ráo, khoảng 1m7, khuôn ngực tròn căng. Tuy nhiên thắt lưng của cô ả này lại rất nhỏ nhắn, so với Tứ Mỹ Thủy Châu chỉ có hơn chớ không kém, có thể so sánh được với Ngọc Kiều Long của Ngư Dương, Xuân Lan Thu Cúc khó phân cao thấp. Đánh cược, tôi muốn một cái chân khác còn lại của anh, đồ điên cuồng. Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng không kìm được, đôi môi run run, có lẽ rất tức giận đồng chí Diệp Phàm. Diệp Phàm, không được. Thiết Chiêm Hùng vung tay lên muốn ngăn cản. Thế nào, đồng chí Thiết Chiêm Hùng đường đường là tổ trưởng tổ hạch tâm số 8, là người duy nhất có thể xưng là đại soái của tổng bộ cũng là một tên hèn nhát, không phải toàn bộ thủ hạ đều như vậy chứ. Lang Phá Thiên không nể mặt một chút nào. Nói thẳng ra, ngay cả đám người Mã Dương Xuân cũng bị nhét vào. Nhất thời dẫn tới mấy người này cũng phẫn nộ, tuy nhiên bọn người Mã Dương Xuân vẫn cố gắng nhẫn nhịn, gã này là người không thể chọc vào. Anh Thiết, không sao. Danh hiệu, đại ca, này em đã quyết định rồi, ngoài ra còn kiếm một tiên nữ làm vợ nhỏ, cho dù thua cũng chỉ khiến em tan vỡ mộng xuân. Đáng giá. Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười, khiến đám người Thiết Chiêm Hùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nếu tiếp tục ngăn cản có lẽ không dễ nói chuyện, vì đây là quyết đấu, có điểm giống như tinh thần võ sĩ đạo thời cổ đại. Chuyện này trong tổ A đặc cần cho phép, chỉ cần hai bên đồng ý, cho dù có một bên tử vong cũng không cần chịu trách nhiệm. Tổ đặc cần khích lệ các đội viên thường xuyên tỉ thí lẫn nhau, có lợi cho mọi người cùng nhau tiến bộ, cạnh tranh đương nhiên phải tàn khốc. Ví dụ như Mã Dương Xuân tiến vào giai đoạn thân thủ đạt đến lục đoạn, nếu cảm giác có thể chiến thắng Thiết Chiêm Hùng, có thể đề xuất khiêu chiến. Thiết Chiêm Hùng đến lúc đó chỉ có hai con đường, một là nếu không ứng chiến thì tự động nhường chức vụ tổ trưởng cho Mã Dương Xuân, một con đường khác chính là dùng nắm đấm đánh ngã Mã Dương Xuân tiếp tục giữ được vị trí. Tuy nhiên mặc dù nói có quy định như thế, bình thường mà nói tổng bộ vẫn có điều chỉnh thích hợp. Trương Cường, cậu không sao chứ? Diệp Phàm đi ra nhìn thấy Trương Cường đang tức giận xoa nắn cái mông đã sưng to gần gấp đôi. Sát thần Lang Phá Thiên thật đúng là thâm độc, độ mạnh yếu đắn đo vô cùng chính xác, những chỗ khác của Trương Cường cũng không bị thương, chỉ có cái mông ngã sưng lên, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của gã, Diệp Phàm cũng thấy buồn cười, bỡn cợt nói. Không tệ, cái mông hiện tại càng trở nên gợi cảm, có lẽ Hương Thảo lại càng thích. Anh Diệp, không sao, sát thần không thẹn là sát thần, lợi hại, thủ đoạn âm độc, Trương Cường vốn định nữa lại nhải mấy câu. Thấy Lang Phá Thiên trầm mặt đi ra ngoài vội vàng nuốt vào câu nói sau cùng, hỏi. Anh Diệp, chuyện gì vậy? Quyết đấu, tôi có thể chống đỡ được 10 chiêu của gã thì gã sẽ gọi tôi là đại ca, cô nương kia làm nhân tình của tôi, ha ha, làm chồng nhỏ thì thích hơn, nữ nhân gọi đại ca thì có gì hay đâu, nếu không đỡ được, tôi sẽ mất hai chân cho bọn họ. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười, trong lòng cũng không lo lắng. Dựa vào thân thủ khai nguyên thất đoạn của hắn.
Cho dù thân thủ này là do dược liệu trợ lực đột phá nên có điểm khuyết thiếu, tuy nhiên muốn chống đỡ 10 chiêu của sát thần thì có là gì? Theo lý mà nói dù thế nào cũng có thể có 5 thành chắc chắn. Thất đoạn và lục đoạn so sánh với nhau cũng là một khoảng cách, hơn nữa tiểu lý đao của mình cũng không phải hư danh. Cho nên Diệp Phàm tràn đầy niềm tin, tuy nhiên hắn cũng biết rõ, sát thần hẳn là cũng có sở trường, cũng không thể khinh thường quá mức. Anh Diệp, chuyện này. Trương Cường rất lo lắng, ánh mắt mở to như chuông đồng, hết sức lo lắng cho Diệp Phàm. Phải biết rằng sát thần là nhân vật tàn ác có thể chống đỡ được 10 chiêu của cao thủ siêu giai Ngụy Đoan Huyết Cẩu, trưởng lão Lao Sơn có thân thủ cửu đoạn. Những cao thủ đỉnh cao lục đoạn của tổng bộ đều vô cùng sợ y, chuyện này thật sự vô cùng đáng sợ. Hy vọng chiến thắng của anh Diệp căn bản bằng không, cặp chân xem ra không giữ được rồi. Trương Cường buồn bã, chỉ hận mình không có cách nào giúp đỡ, tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường. Đu Ân Xuân, gọi toàn bộ anh em ở sân luyện tập phía sau núi giải tán đến đài ngắm cảnh. Thiết Chiêm Hùng cau mặt, miệng mấp máy không thốt ra được lời nào, vẻ mặt bất đắc dĩ, bình thời là anh hùng oai phong một cõi lúc này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Thật ra trên thế giới này không ai dám nói chuyện gì cũng có thể làm được, ngay cả chủ tịch nước cũng không thể. Trong hai người người này bất luận là người nào bị thương đối với y mà nói đều là tổn thất không nhỏ, đương nhiên, nói lý ra y cực kỳ không muốn thấy Diệp Phàm bị thương, bởi vì Diệp Phàm đã giúp y không ít việc, quả thực là công binh xưởng chế tạo cao thủ. Mặc dù nói hắn chỉ mang chức cố vấn xuông của Liệp Báo, tuy nhiên mục đích thật sự của y chính là đem hắn bồi dưỡng thành thiếu soái tổ hạch tâm số 8. Quan trọng nhất là hắn có quan hệ rất tốt với vị cao nhân lánh đời kia, có thể chế tạo lôi âm cửu long hoàn để tăng cường công lực, nếu hắn bị thương vị cao nhân lánh đời kia còn không tức giận, sau này còn muốn có được dược hoàn đó là không có khả năng. Còn có một chuyện làm Thiết Chiêm Hùng hết sức lo lắng, chính là Diệp Phàm có vị sư phụ siêu giai hay không. Người có thể nuôi dưỡng được loại cao thủ ngũ đoạn mới 19 tuổi như Diệp Phàm, sư phụ của hắn tuyệt đối là một nhân vật đại sư, có lẽ còn là một vị cao thủ siêu giai cửu đoạn. Nếu hai chân của Đồ Nhi bị phế, có lẽ sát thần sẽ gặp đại phiền toái, nói không chừng sư phụ của hắn còn có thể chút giận lên cả tổ A Đặc Cần Hoa Hạ, mang đến tổn thất khôn lường cho quốc gia, tức giận lôi đình của loại cao thủ này cho dù là quốc gia cũng sẽ run sợ. Đương nhiên, những điều này Thiết Chiêm Hùng hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ khó lòng mà xuống. Tuy nhiên Thiết Chiêm Hùng cũng âm thầm quyết định, cho dù là cuộc đọ sức này gây ầm ĩ đến tổng bộ cũng phải bảo vệ cặp chân của Diệp Phàm, nếu không chuyện này sẽ cực kỳ hỗn loạn. Sân luyện tập sau núi của Liệp Báo cũng không chỉ là một nơi tập luyện, phạm vi tương đối lớn. Thật ra chính là một nơi núi non bao vây tứ phía, phạm vi đạt đến 20.000 mét, vách núi thẳng đứng cao và dốc bao vây xung quanh giống như sơn cốc tự nhiên. Núi non xung quanh cao gần 5-600 mét, trên núi bao trùm cổ thụ dày đặc nhìn không hết tầm mắt. Trong sơn cốc còn có một đầm sâu như hồ băng khác thường, dài rộng cũng có vài dặm, đáy đầm rốt cuộc sâu bao nhiêu trước mắt vẫn chưa kiểm tra được. U, u, một chuỗi tiếng báo động màu đỏ phát ra, một chiếc sừng trâu cực lớn giống như kèn lệnh thổi lên, vì năm ngoái khi đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng, đội viên của Liệp Báo tựa hồ bỏ mạng mất khoảng một thành. Thiết Chiêm Hùng tựa hồ chạy một lượt Hoa Hạ, phát huy hết công lực miệng lưỡi, mới chiêu mộ được 20 võ giả nhị đoạn từ các đại thế gia, môn phái, và lựa ra 20 tinh anh từ trong bộ phận cảnh sát, an ninh, quân đội cũng đang ở trong núi tiến hành tập luyện sinh tồn tàn khốc. Những tinh anh này bình thời đều là cao thủ bắn súng, vật lộn, của các bộ phận, nhân tài ở phương diện nào cũng có. Khi tập trung lại một chỗ, mọi người đều không ai phục ai, chuyện đánh nhau thường xuyên xảy ra. Kỳ quái là huấn luyện viên của Liệp Báo cũng không ngăn cản, hình như còn hơi cổ vũ, khích lệ. Tuy nhiên chỉ có một lệnh cấm là không cho phép ra tay độc ác đả thương tính mạng và làm người khác tàn phế. Nếu dùng một câu nói của Thiết Chiêm Hùng chính là giết chết mở đường máu mới là cường giả, Liệp Báo không hoan nghênh bọn hèn nhát, nếu không được thì sớm rút lui. Đương nhiên cấp bậc của 20 cao thủ mà Liệp Báo chiêu mộ đặc biệt này rất cao, đều là thượng úy, chương trình huấn luyện cũng không giống nhau. Còn những tiểu tử chọn ra từ các bộ phận cảnh sát, an ninh, lính đặc chủng quân đội lại càng ít thấy thượng úy, về căn bản đều là cấp bậc thiếu úy, trung úy. Bởi vì tuổi tác có hạn chế, giống như từ 18 đến 24 tuổi lại có mấy người có thể lên tới cấp bậc sĩ quan cấp tá, giống như Tề Thiên bọn họ đều thuộc về nhân tài kiệt xuất, hơn nữa có gia thế tương trợ mới có thể thăng tiến nhanh như vậy.
thủ trưởng dẫn đội trái lại có 3 nhân vật cấp thiếu tướng, tuy nhiên cấp bậc thiếu tướng của bọn họ ở sân huấn luyện chỉ có thể phục tùng chỉ huy của đại tá Thiết Chiêm Hùng. Thiết Chiêm Hùng mặc dù chỉ đeo quân hàm đại tá, nhưng thực quyền còn cường ngạnh hơn trung tướng trong quân đội bình thường, trưởng ban bộ công an chưa hẳn làm gì được y, phó trưởng ban của bộ an ninh còn phải thường xuyên nhờ Thiết Chiêm Hùng giúp đỡ. Nghe được tiếng báo động màu đỏ và đạn tín hiệu vang lên, gần 50 gã học viên tập luyện cấp tốc từ trong ao bụi cỏ, hố bẫy chui ra. Bằng tốc độ nhanh nhất tập trung trên một tháp nhỏ hình lô cốt của sân huấn luyện Liệp Báo, ở đó cũng được trang bị một màn hình lập thể 3D cực lớn. Hình ảnh và âm thanh từ sân huấn luyện truyền đến có thể đạt đến hiệu quả sống động như thật, ở đây cũng là đài tham quan theo dõi của sân huấn luyện Liệp Báo, có ý nghĩa đặc thù. Thiết Chiêm Hùng có lẽ cũng muốn nhân cơ hội này khiến những con ếch ngồi đáy giếng cao ngạo như Khổng Tước, Gà Trống trông thấy cái gì mới gọi là cao thủ cấp siêu năng chân chính. Chương 472, Chiến. Chi Liên, không biết có chuyện gì, đang tập luyện tự nhiên chạy đến lô cốt này làm gì. Mới vừa rồi tên cảnh sát mặt đen thiếu chút nữa bị tôi đánh thành đầu heo, ha ha ha. Một nữ thượng úy tướng mạo thanh tú bực mình vì cảm giác đang ở trong tình trạng tốt nhất. Tôi nào biết, Thiên Nguyệt, cô có thấy nữ quân nhân huấn luyện ma quỷ địa ngục lần này tới cũng không ít, có lẽ phải mười mấy người. Quán quân đánh trận, bắn súng của bộ đội chúng ta đều ở đây, nơi này rút cuộc là nơi nào? Hình như cũng không nhìn thấy mấy người, thần thần bí bí. Tới nơi này lâu như vậy, cả ngày chỉ làm bạn với cỏ dại, hoa dại, cổ thụ, heo rừng. Nữ sĩ quan quân nhân tên là Chi Liên cũng bất mãn, tuy nhiên sự hưng phấn lại chiếm tới 9 tầng, nhìn xung quanh nói. Thiên Nguyệt, lần này cô trở về, quân hàm trên vai có lẽ cũng đổi thành hai vạch một sao. Đồng chí thiếu tá Tào Thiên Nguyệt của tôi, ha ha ha. Đúng vậy, các thủ trưởng vừa mở miệng là kêu phải giữ bí mật. Lão đầu tử nhà tôi còn nói cơ hội lần này hết sức hiếm có, cứ dặn dò tôi phải giữ nghiêm kỷ luật bộ đội. Hừ hừ, lỗ tai sắp biến thành cái kén rồi. Gần đây ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu không cho phép gọi, có tức không chứ? Tào Thiên Nguyệt lẩm bẩm, quay đầu nhìn Lâm Chi Liên, đột nhiên cười nịnh bợ. Cô còn không phải như vậy, trở về chẳng lẽ không đổi sao, thiệt là. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa cũng bị cạo thành ma thú rồi. Một thanh niên có quân hàm thiếu tá vẻ mặt căm phẫn lạnh lùng nói. Không có cách nào, 10 ngày phá 5 đôi giày, tôi nghi ngờ loại giày quân đội chế tạo đặc biệt này có phải mặt hàng nhái không? Một thượng úy mặt đầy mụn tiếp lời. Toàn thể đứng dậy, cấm thanh. Đột nhiên truyền đến một tiếng hô vang dội, đầy uy nghiêm, không lâu sau, một thiếu tướng có khuôn mặt béo mập đưa ánh mắt sắc bén, hô lớn. Nghiêm! 50 học viên và 10 huấn luyện viên đều đứng thẳng người. Hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Thiết soái, nhân viên huấn luyện lần này tổng cộng có 50 người, toàn thể đã đến đông đủ, xin mời chỉ thị. Đội trưởng hô dõng dạc. Tốt, nghỉ, hoan nghênh mọi người đến Liệp Báo huấn luyện, tôi nghĩ, các vị đều là các cao thủ đỉnh cao đến từ các binh chủng, đơn vị, bộ phận khác nhau. Các vị giữ bí mật điều lệ hẳn là còn thành thục hơn tôi, tuy nhiên các vị phải nhớ kỹ. Tất cả những thứ nhìn thấy ở đây hôm nay đều thuộc về cơ mật đặc biệt cấp quốc gia. Ta bất kể các vị là cháu tướng quân hay là đời sau của chủ tịch nước, nếu ai dám can đảm để lộ bí mật ra ngoài, cho dù chuyện rất nhỏ, Thiết Chiêm Hùng này lập tức đưa các vị ra tòa án quân sự, những điều lệ quy chế đều nhuộm máu đỏ, cũng không phải nói khoác. Mọi người hiểu chưa? Thiết Chiêm Hùng nghiêm túc nói. Hiểu. Trong suy nghĩ của mọi người, cao thủ như thế nào mới được xem là cao thủ siêu cấp? Ai trả lời? Thiết Chiêm Hùng lại hỏi. Báo cáo thủ trưởng, tôi từng nhìn thấy một tiền bối võ lâm chân chính, một cước đá xuống đã đá vỡ một tảng đá dày một ngón tay, nếu đổi thành gạch có lẽ có thể đá vỡ 3 khối, lợi hại. Vị thiếu tá kiêu ngạo trước đó hơi có vẻ đắc ý, hai mắt sáng rực trả lời. À, tảng đá dày như vậy cũng có thể đá gãy, thật lợi hại. Trong đội ngũ nhất thời nổ vang những tiếng thán phục, đưa tới một trận xôn xao. Tuy nhiên, chỉ có một số võ giả quốc thuật Liệp Báo chiêu mộ không lên tiếng, có lẽ còn đang khinh thường, thầm nghĩ, 3 miếng gạch là cái gì, trong nhà lão tử còn có cao thủ ngũ đoạn, 5 miếng gạch không thành vấn đề. Ha ha, vị tiền bối đó cũng được. Thiết Chiêm Hùng bình thản khen một câu. Không phải cũng được, có lẽ được xem là cao thủ tuyệt thế, ngày xưa gọi là võ lâm đại hiệp, giống như nhân vật Phong Thanh Dương, tôi nói có đúng không thủ trưởng?
vị thiếu tá kiêu ngạo đó có vẻ không phục cãi lại, có lẽ cho rằng Thiết Chiêm Hùng quá mức xem nhẹ vị tiền bối kia. Hừ, 20 vị quân nhân phía bên tôi, cậu thấy bọn họ đều là cấp bậc thượng úy, thiếu tá, nói không khách khí, tùy tiện chọn trong bọn họ ra một người đều là cao thủ võ lâm theo suy nghĩ của các vị. Thiết Chiêm Hùng chỉ vào 20 cao thủ liệp báo mới chiêu mộ được hô to một tiếng. Ngô Khảm, bước ra khỏi hàng, biểu diễn cho các vị này xem. Vâng. Ngô Khảm bước lên phía trước mấy bước, tiện tay nhận lấy một thanh côn thô to, giống to một tiếng A, từng thớ thịt trên bắp tay nổi lên, một luồng nội kình cường hãn tựa hồ như sắp từ trong cơ thể bắn ra, đương nhiên, không lợi hại như vậy, đó là độc quyền của cao thủ nội gia. Tuy nhiên, cơ bắp dưới sự trợ lực của khí cơ chướng to đến mức mọi người đều nhìn thấy rất rõ, ép mấy nữ quân nhân bên cạnh sắp đứng không vững, thân hình xinh đẹp khẽ lắc lư. Đương nhiên, Ngô Khảm nhiều nhất chỉ có cảnh giới khai nguyên tứ đoạn, không thể có khí nội kình phun ra, chỉ tạo thành cảm giác khí thế hào hùng cho các nữ quân nhân mà thôi, đả kích về tâm lý. Sau một phút, cây côn sắt dài khoảng 1m5 bị gã mạnh mẽ uốn thành một vòng màu xanh đen, còn đeo lên cổ một nữ quân nhân như vòng cổ. Chiếc vòng cổ này cũng thật thô to, nếu đeo lên tuyệt đối có hiệu quả chấn động, vị nữ quân nhân đó xin Thiết Chiêm Hùng, hỏi cô ấy có thể mang tặng chiếc vòng cổ côn sắt này cho cô ấy mang về là kỷ niệm. Thiết Chiêm Hùng cho phép, làm mười mấy đôi mắt hâm mộ ước ao. Ha ha, tài nghệ của Ngô Khảm chỉ thuộc về trình độ trên trung bình trong 20 đội viên liệp báo. Được rồi, tôi không nói nhiều, hôm nay mọi người hãy mở to hai mắt nhìn xem cái gì mới được gọi là cao thủ tuyệt thế. Thiết Chiêm Hùng vừa nói, hào hứng nổi lên, chỉ lên màn hình lớn phía đông. Không lâu sau, hai đạo kiếm quang ngân bạch sắc từ phía đông nhẹ nhàng hiện ra. Kỳ quái, thủ trưởng bảo chúng ta nhìn cái gì, nơi đó giống như có hai đường màu bạc, lẽ nào là dấu vết hình đạn đạo bay qua? Cái này chúng ta đều xem qua rồi. Phần lớn quân nhân đều nghĩ như vậy. Trong chớp mắt, a, hiện trường tràn ngập tiếng kêu kinh hãi. Đặc biệt là mười mấy nữ quân nhân giống như nhìn thấy minh tinh điện ảnh, hai mắt sáng rực, miệng suýt xoa. À, kiếm thế sao có thể nhanh như vậy, trời ạ. Đẹp trai quá, là thật. Mọi người liều mạng xoa xoa mắt, giống như không thể tin được cảnh trước mắt chính là thật. Thậm chí có một nhóm quân nhân hoài nghi hai người kia có phải đang nghiên cứu chế tạo loại máy phi hành giống như ván trượt cỡ nhỏ hay không. Nếu không làm sao chỉ có thể nhìn thấy hai cây kiếm quang lóe sáng dưới mặt trời. Căn bản không nhìn thấy bóng người, có khi tung bay lay động theo gió, có khi một quyền đánh ra chỉ nhìn thấy quyền ảnh hòa lẫn với quyền côn chạm vào nhau. Tuy nhiên hai cây kiếm này tuyệt đối là người thật, không phải là tia sáng. Từ phía trên mơ hồ tràn đầy một số ánh sáng màu bạc. Nếu như có loại máy phi hành cỡ nhỏ như vậy, có lẽ trong bộ phim chiến tranh giữa các vì sao của Mỹ còn ghê gớm đến cỡ nào. Trên thực tế trình độ khoa học kỹ thuật của loài người tuyệt đối còn chưa phát triển đến mức độ này. Ha ha, mọi người nhìn xem chính là người thật, là hai vị cường giả ngũ đoạn trở lên tiến hành tỉ thí kiếm quyền. Bởi vì thân ảnh và kiếm quang của bọn họ quá nhanh, quyền cước vừa ra đều là hư ảnh, cho nên có phải mọi người hoài nghi bọn họ là tiên nhân nhìn thấy trong TV? Chuyện này tuyệt đối không thể, đối với một số cường giả lánh đời cổ xưa mà thần bí của Trung Quốc chúng ta mà nói, muốn phi hành là chuyện không thể làm được. Tuy nhiên thuật khinh thân của cao thủ siêu giai luyện đến cực hạn cũng có thể đạt đến trình độ gần giống như bay, mấu chốt nằm ở năng lượng nội kình và nắm bắt khí. Lực khí bọn họ phát ra có thể chấn động lòng người, một quyền tung ra cách đó mười mấy mét thậm chí là mấy chục mét cũng có thể đánh nát nhánh cây. Cành cây, cục đá tiện tay đều có thể tái sinh làm vũ khí, loại người giống như bọn họ đã đạt đến trình độ vô chiêu thắng hữu chiêu, nhìn kỹ đi, hôm nay có lẽ là một ngày khó quên nhất trong cuộc đời các vị. Tiểu tử, đếm đi, 10 chiêu. Lang Phá Thiên lạnh lùng vung quả đấm, khẽ quát. Chiêu thứ nhất, đón một quyền Thái Sơn áp đỉnh của ta. Chỉ thấy quyền ảnh chợt lóe, không khí xung quanh giống như bị người ta cường ngạnh đánh xuyên qua. Quyền phong trên không trung tạo thành quyền thế hư ảo nhắm về phía Diệp Phàm đè ép tới. Đến hay lắm, Phá Thiên quyền xuất. Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng, nội kình bá đạo quán chú vào quyền đầu khiến nó trở nên cứng rắn như thép. Phảng phất hình thành một vòng khí màu vàng nhạt phủ lên thành hình chiếc quạt lớn đón đỡ. Thật ra không phải là kình khí, mà là vì quyền thế quá nhanh tạo ra hư ảnh làm cho người ta ảo giác, một số võ giả quốc thuật cấp thấp mê man, chỉ có cao thủ chân chính mới thấy rõ. Trời ạ,
Nội kình phun thẳng tạo thành vòng khí, lẽ nào là so đấu của tiên thiên tôn giả, siêu cửu đoạn. Một nữ quân nhân biết một số cảnh giới quốc thuật cả kinh hét lớn. Không phải là kình khí, mà là quyền ảnh tạo thành ảo giác, ha ha, cô cho rằng, tiên thiên tôn giả là su hào bắp cải có thể nhặt khắp nơi sao, nói một câu không khách khí, chính là cho đến nay tôi vẫn chưa nhìn thấy, tiên thiên tôn giả, có lẽ, đó chỉ là một truyền thuyết thần bí mà thôi, tuy nhiên Hoa Hạ chúng ta cổ xưa mà thần bí, có lẽ có cái loại cao thủ này. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Thình thịch, quyền phong quá mức sắc bén, không khí chung quanh vỡ ra như khí nổ chấn động màng nhĩ mọi người đang quan chiến kêu ong ong. Hai người đồng thời bắn lui chừng 10 bước, Diệp Phàm cảm giác cánh tay một trận tê dại, ngay cả khí huyết cũng một trận sôi trào, xương cốt đều ở kêu lên ken két. Thầm nghĩ, không thẹn là sát thần, nếu như cứng rắn đối đầu, khí nội kình của mình dựa vào dịch quả thái tuế nâng lên, hình như còn không bằng nội kình dựa vào tu luyện thu được của Lang Phá Thiên. Người ta là thật, của mình tương đối hư ảo, có cảm giác như miếng bọt biển, phải dùng phương thức kỹ xảo để giành thắng lợi. Tiểu tử, có bản lĩnh đấy, ăn tiếp một quyền của ta. Quyền bạo xuất. Lang Phá Thiên cũng hơi cảm thấy bất ngờ, một quyền này cũng dùng ba tầng nội kình lại có thể không khiến cho tên tiểu tử họ Diệp kia trực tiếp chấn động mê man. Cho nên quyền thứ hai lại càng sắc bén, quyền khí mới ra, kéo quyền phong trên không trung tạo thành một trận gió bạo liệt, phản xạ ánh sáng mặt trời vàng rực. Từ xa nhìn lại giống như là một khí cầu màu vàng. Không khí tựa hồ cũng đang run sợ. Trên màn hình lắp đặt trên lô cốt truyền đến âm hưởng khí nổ dữ dội. Thật lợi hại, một quyền như vậy lại có thể khiến không khí phát run. Tâm tình của vị thiếu tá kích động không thôi, hai mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Chương 473, kịch chiến. Cậu nhìn lầm rồi, không phải là không khí đang run rẩy, là quyền phong tạo thành không khí sóng gợn vặn vẹo, nhưng thật ra là một loại ảo ảnh. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Kiên nhẫn giải thích mấy câu cho những tên gà mờ. Hừ, Phá Thiên. Diệp Phàm cũng bị ngạo khí ngất trời của người thanh niên này kích thích, đem nội khí cất giữ như nước thủy triều xông ra. Không lâu sau trên nắm tay hắn tạo thành một thứ giống như vỏ giáp màu xanh, thật ra không phải là vỏ giáp thật, mà là kình khí rót vào trong nắm tay, có thể khiến da thịt biến thành màu xanh, xa xa nhìn lại giống như là trên nắm tay có choàng một tầng áo giáp mỏng như lụa. Một đạo hư ảnh thoảng qua hung hăng đụng vào nắm tay Lang Phá Thiên. Ánh sáng giống như dải băng vặn vẹo lướt nhẹ trên không trung. Hai luồng khí dữ dội một lần nữa chạm vào nhau, Diệp Phàm như đại điểu bị khí tức dữ dội chấn động bắn ra đến hơn 10 mét. Lần này khí huyết sôi trào càng thêm lợi hại, một ngụm máu tươi bị ép ngược lại trong bụng. Lang Phá Thiên lui về phía sau hơn 10 mét, công lực mạnh yếu liếc qua là biết. Tuy nhiên sắc mặt Lang Phá Thiên rất khó coi. Lần này tuy nói bên ngoài hình như Diệp Phàm rơi xuống thế hạ phong, nhưng trên thực tế bị thương nặng hơn lại là Lang Phá Thiên. Bởi vì gã cảm giác quyền phong của mình giống như đụng vào một chiếc áo giáp cứng rắn. Nắm tay dù sao cũng là da thịt, làm sao có thể đụng đến áo giáp. Một trận ù tai, Lang Phá Thiên cảm giác xương tay của mình giống như bị nứt ra, cảm giác tê dại đau đớn vô cùng rõ ràng. Đôi mắt bén nhạy của Lạc Tuyết Phiêu Mai đang dùng ống nhòm quan sát ở phía xa cũng cảm nhận được tình huống của Lang Phá Thiên. Trong lòng lại càng kinh ngạc, thiếu chút nữa cắn nát đầu lưỡi của mình, thầm nghĩ. Tên thiếu niên họ Diệp này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, quyền phong lợi hại không hề thua kém sát thần. Hắn mới 19 tuổi, hình như cảnh giới tu vi của hắn hơi thấp một chút so với Lang Phá Thiên, có lẽ cũng có cảnh giới khai nguyên lục đoạn. Nếu như chờ hắn tiến vào cảnh giới tiệt lưu lục đoạn, không phải có thể chống đỡ được với cao thủ thất đẳng rồi sao, đúng là thiên tài. Ta phải làm sao đây, vốn cho là Lang Phá Thiên đánh đổ hắn là chuyện cầm chắc trong tay, bây giờ nhìn lại cũng không ổn như vậy, hai bên cân bằng. Nếu quả thật thua thì phải làm sao? Đến lúc đó tiểu tử này ra mặt dày bắt ta làm nhân tình gì đó của hắn, khó nghe muốn chết, vợ nhỏ còn dễ nghe hơn, làm sao đây, mình phải nhảy lầu mất. Lúc này Lạc Tuyết Phiêu Mai không ngừng hối hận. Trái tim phập phồng như biển rộng sóng lớn, người luyện võ trọng nhất là hứa hẹn, nếu quả thật phải thực hiện hứa hẹn chắc mình phải đào lỗ chui xuống rồi, trong lòng cô ả bất chợt ê ẩm. Hừ, gọi đại ca còn được, kêu ta làm vợ nhỏ của hắn, ta chết cũng không chịu. Lạc Tuyết Phiêu Mai giống như đã hạ quyết tâm, quyết định quỵt nợ. Lúc này khuôn mặt cô ả đỏ bừng như hoa đào, thật là người và hoa tôn nhau lên. Tuy nhiên Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng biết,
nếu như mình thật sự quyết nợ thì cả đời này mình phải trốn trong nhà không dám xuất hiện, nếu như vậy thì có khác gì xuất ra, nếu không đi ra ngoài sẽ mất mặt chết đi được. Tốt, tốt, tốt. Một quyền cuối cùng, Phật Liên vạn phóng. Lang Phá Thiên ngược lại bị khơi dậy cuồng hứng huyết tính giống như dã thú, đã lâu rồi không gặp được võ sĩ có thể đánh đã ghiền như vậy. Chỉ thấy một đoàn kình khí xương cắt kéo theo gió thổi như đạn bắn từ bên trong thân thể tràn ra, tốc độ tung quyền của hai quả đấm càng lúc càng nhanh, dần dần cả cơ thể đều bị bao trùm bên trong quyền ảnh. Từ xa nhìn lại, cả người giống như là một kim thải nhàn nhạt sáng rực, quyền ảnh bao vây liên hoa phát ra tiếng ù ù vang dội. Khí thế tương đối quỷ dị kinh người, trên khán đài tất cả đều kinh ngạc, toàn bộ như biến thành xác ướp, không có ai phát ra một tiếng động nhỏ, giống như sợ phá vỡ loại cảnh tượng quái dị này. Mẹ kiếp, người ta nói người kiếm hợp nhất là cảnh giới tối cao của kiếm đạo, Lang Phá Thiên hình như đã làm được cảnh giới người kiếm hợp nhất. Cao thủ, tuy nhiên có lẽ cũng chỉ là chiêu số kỳ lạ thôi, nếu thật sự muốn làm được cảnh giới người quyền hợp nhất, cảnh giới của gã còn chưa đủ, đó là độc quyền của tiên thiên tôn giả. Diệp Phàm cũng âm thầm bội phục không dứt, lại xấu hổ ném ra mấy thanh tiểu lý đao. Linh cơ vừa động, nghĩ tới kiếm chiêu của sư phụ, Nguyệt Vũ Liên Thai Vạn Hoa Khai. Nếu đã có thể huyễn xuất ra kiếm hoa tại sao không thử xem có thể lấy quyền thay kiếm hay không? Hiện tại dù sao cũng không kịp ứng đối rồi, Diệp Phàm thủ thế một trận sôi trào, tinh hoa quả thái tuế lúc trước cất ở đan điền vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, kích động đan điền, bức bách khí nội kình từ trên nắm tay toát ra. Không trung nhất thời thoáng hiện hỏa tinh dạng sương mù màu vàng nhạt, quyền ảnh dựa theo phương thức kiếm chiêu huy vũ xuất ra. Nhất thời trên không trung tạo thành, Nguyệt Vũ Liên Thai Vạn Hoa Khai, do những quả đấm tổ hợp mà thành, xen lẫn với tiếng nổ vang ầm ầm. Ầm. Giống như hai nhiệt khí cầu đụng xe nổ tung, thế kim phong và thế hoàng phong cuồng loạn đan xen với nhau trên không trung. Dẫn động không khí trong không gian hơn 10 thước chung quanh đều vang lên tiếng nổ ầm ầm. Không khí trên không trung chạm vào nhau nổ tung liên tiếp. Ầm ầm. Cuối cùng hai hư ảnh quả bóng cao su đập vào nhau, thoáng cái đã giao thủ mấy chục đạo quyền. Hồ nước màu lam dưới đất cũng bị thế gió thổi tung run rẩy như sóng cuồng, hình thành từng vằn nước giống như dạng dây thừng dài hẹp điên cuồng lắc lư loạn xạ, như biểu diễn vũ điệu lục xà. À, đây quả thực là thiên thủ quan âm biểu diễn như mộng ảo, đẹp quá. Thiên Nguyệt thất thanh kêu lên. Bị tướng quân trừng mắt liếc nhìn, hoảng sợ vội vàng bưng kín đôi môi nhỏ nhắn anh đào của mình. Đây là người sao? Chi Liên thầm nói, cái miệng nhỏ hét lên cao, nước miếng chảy ra từ lúc nào mà không biết. Tiểu tử, còn 7 chiêu nữa chớ đắc ý. Khuôn mặt Lang Phá Thiên đã biến thành màu đỏ như máu, có lẽ thật sự tức giận. Y nằm mơ cũng không ngờ được tung ra 3 quyền lại có thể không chiếm được tiện nghi. Nếu như ngay cả một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi cũng không thu thập không được, sau này y thật sự không còn mặt mũi nào lăn lộn ở tổng bộ. Kiếm mãn thương khung. Lang Phá Thiên lại giống to một tiếng, tiếng hú chấn động đập ông ông vào màng nhĩ những người ở trên khán đài. Một bảo kiếm giống như dao găm màu đen nhánh có khắc hung lang ở trên, cũng không biết từ chỗ nào thoáng cái lộ ra ở không trung. Trên thân kiếm tràn ra khí thức màu đen giống như khói thuốc, bên trong xen lẫn tinh điểm màu vàng. Thanh kiếm này dưới sự bổ trợ của nội kính cuồng bạo của Lang Phá Thiên lại càng kinh người, luồng tử khí huyết sát làm cho Diệp Phàm tựa hồ cũng ngửi thấy được một mùi máu tươi sặc mũi. Thủ thế của Lang Phá Thiên khiến người ta hoa mắt, bảo kiếm trên không trung giống như linh xà vặn vẹo. Không lâu sau, trên trăm đóa hoa hình kiếm ngũ giác chồng chất xoay tròn nhẹ nhàng bay ra, tạo thành thế hợp kích hung hăng đâm tới. Xem ra lần này Lang Phá Thiên thật sự nổi giận rồi. Hôm nay không thắng được thì không còn mặt mũi trở về, thậm chí có tính toán ra tay tàn khốc với Diệp Phàm ngay tại chỗ. Tốt, Nguyệt Vũ Liên Thai Vạn Hoa Khai lên cho lão tử. Diệp Phàm cũng không chịu yếu thế, lỗ chân lông quanh người đột nhiên như mở ra. Không khí trong không trung giao hòa, kiếm thức nhàn nhạt từ trên tiểu lý đao phát tán mở ra, đâm vào không khí giòn vang. Kiếm thức phảng phất như vừa nuốt vừa phun. Không lâu sau trong không trung huyễn hóa ra 30 đóa hoa sen lớn như quạt hương bổ đón đánh về hướng trăm đóa hoa kiếm năm cánh của sát thần. 100 đóa kiếm hoa trên không trung tách ra phóng tới, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ rất chói mắt, tất cả cao thủ đứng trên đài quan sát đều muốn rớt con mắt. Huynh đệ, cậu nói kiếm hoa kia có phải là thật không? Một quân nhân vóc người thấp bé hỏi. Có lẽ là hư ảo, tuy nhiên thoạt nhìn tưởng như thật,
quả thực đạt đến trình độ lấy giả loạn thật, kinh khủng. Một người quân nhân khác thuận miệng trả lời. Ai, nhìn thấy loại này kiếm hoa cao năng này, những võ lâm đại sư nhìn thấy trước kia đều là chó. Một quân nhân khác không nhìn được bật thốt mắng, đột nhiên tỉnh ngộ lại vội vàng nhìn trộm sang mấy tướng quân, phát hiện bọn họ đã ngẩn người, hơi sợ thầm nói. May là hư ảnh kiếm hoa quá mê người, nếu không có lẽ xong đời rồi. Thiết đầu nhân, cậu nói kiếm hoa của anh Diệp lợi hại hay là lăng lợi của sát thần? Trương Cường không nhịn được hỏi. Không biết được, nhìn từ bên ngoài kiếm thế của Lang Phá Thiên nhiều gấp 3 lần kiếm hoa của Diệp Phàm, tuy nhiên kiếm hoa của Diệp Phàm hình như lại lớn hơn. Kiếm hoa của Phá Thiên có lẽ càng chân thật hơn một chút, Diệp Phàm mờ ảo một chút, có lẽ đây chính là nguyên nhân chênh lệch về công lực cảnh giới tạo thành cường độ mạnh yếu của nội kình không đồng nhất. Hơn nữa, ai? Tôi cũng không nói rõ được. Tuy nhiên nếu như cảnh giới của Diệp Lão Đệ giống như Phá Thiên, tôi dám đánh cuộc, Diệp Lão Đệ thắng tuyệt đối. Ai, hậu sanh khảo ý, tôi đúng là đánh giá thấp năng lượng của Diệp Lão Đệ, có lẽ hắn cũng là cao thủ khai nguyên cảnh lục đoạn. Thiết Chiêm Hùng thuận miệng không khỏi thở dài nói, thầm hoảng sợ, một cao thủ lục đoạn 19 tuổi, chuyện này chỉ có thể dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung. Thiết đầu nhân, anh nói Diệp Phàm Lão Đệ là một cao thủ cấp lục đoạn. Con người Mã Dương Xuân đột nhiên trừng lớn. Y vốn cho rằng Diệp Phàm chỉ là một cao thủ cấp ngũ đoạn, mà gã tiến vào cấp ngũ đoạn cũng lâu lắm rồi, khí tức nội kình hẳn là cao hơn Diệp Phàm không ít, nếu như Diệp Phàm là cao thủ cấp lục đoạn, gã thật sự không còn biết nói gì. Biển số xe 002 dành cho hắn là hoàn toàn xứng đáng. Thật ra Thiết Chiêm Hùng bị gọi đùa là đại soái Liệp Báo, nếu như Diệp Phàm đeo biển số xe 002 thì hắn là thiếu soái rồi. Các thành viên bên trong tổ hạch tâm số 8 liếc mắt là có thể nhìn ra ẩn ý trong đó, có thể đoán được hắn chính là người nối nghiệp tương lai của Liệp Báo. Có khả năng, đẳng cấp quốc thuật không dễ phân biệt, chỉ có thể là một loại cảm giác. Hơn nữa khi đánh nhau mới có thể cảm giác được từ trên khí thế của đối phương, đẳng cấp thấp hơn gã cũng khó phát hiện, trừ phi kêu Diệp Lão Đệ trở lại căn cứ sau khi trải qua máy kiểm tra năng lượng mới có thể xác định cuối cùng. Thiết Chiêm Hùng cũng không có cách xác định. Nói chuyện có chút thần bí khó lường, khiến cho Mã Dương Xuân và chính ủy Thái Chính Thu vẻ mặt buồn bực. Ngay vào lúc này, trên đảo nhỏ trong hồ đột nhiên truyền đến một trận tiếng kiếm khí va chạm giòn vang. Kiếm hoa trên không trung toàn bộ đụng vào nhau, hai người đã nhảy lên độ cao khoảng 2 mét, đấu trên không trung rồi đến trên mặt nước. Sau khi một tiếng quái lạ vang lên, Diệp Phàm bị nện vào trong hồ nước. Lang Phá Thiên cũng như cá dùng kiếm hoa xé mặt nước chui vào. Thủy thế trong hồ như suối phun tràn ngập không trung, phun lên chiều rộng gần 10 mét, hơi nước cao gần 7-8 thước, cùng với tiếng xoẹt xoẹt vang lên trong hồ nước giống như được nấu sôi nổ tung. Chương 474, phong phạm của đại sư thất đoạn. Hai nhân ngư lại từ trong hồ bay vút lên trên núi, kiếm quang sắc bén giáng vào cổ thụ ngàn năm trên núi. Tiếng đại thụ bị chém gãy sụp đổ vang lên không dứt bên tai. Đá vụn mảnh gỗ như thiên nữ tán hoa bay toán loạn trên không trung, hai bên liên tiếp tung ra 3-4 chiêu. Hỏa Lang Phệ Thiên. Lang Phá Thiên giống to một tiếng, kiếm khí trên không trung nhanh chóng ma sát làm bắn ra từng tia lửa mảnh, ngưng tụ thành một hỏa cầu lớn như chiếc hộp bổ về phía Diệp Phàm. Chuyện này cũng có vẻ khó tin, vì kiếm thế của Lang Phá Thiên quá nhanh, ma sát không khí sinh ra tia lửa ở dưới kiếm thế tan ra khép lại rồi một lần nữa hình thành. Không ngờ tiểu tử này còn có tuyệt chiêu này. Diệp Phàm thối lui đến mặt hồ, theo thế âm dương tâm pháp đánh ra. Một luồng lực hút khổng lồ từ trên thân kiếm truyền vào trong hồ. Hồ nước màu lam hình thành một luồng hơi nước nhàn nhạt bay vút lên không trung, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thủy long to như chiếc đũa, toàn thân là hơi nước đánh về hướng hỏa cầu. Cái này cũng là chân thật, là tuyệt kỹ sư môn của Diệp Phàm, tên là Long Phệ Cửu Thiên. Lấy khí nội tức mạnh mẽ trong cơ thể xoay tròn làm động lực, giống như một máy hút bụi mô hình nhỏ, hấp thu kiếm thế nội kình trên hơi nước ép xuống hình thành một thủy long bằng chiếc đũa sử dụng long cân thủy tiên. Growl. Mơ hồ có tiếng long ngâm từ trong miệng thủy long bắn ra, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác tinh hoa thái tuế, hỏa long tường thiên, còn sót lại trong đan điền mơ hồ chuyển động, từ bên trong bắn ra một luồng khí tức nội kình quỷ dị đâm vào trong long kiếm tạo thành từ hơi nước. Kiếm hoa tiếp xúc với hơi nước tạo thành một con rồng sống động như thật, treo trên bầu trời xoay tròn một vòng huyễn hóa ra một sợi dây,
giống như dây chói tiên chói chặt kim hỏa cầu Lang Phá Thiên phát ra. Thật ra kiếm thế của Lang Phá Thiên bị vây rồi. Phát! Lang Phá Thiên giống to một tiếng, chỉ là không nghe thấy tiếng giòn vang mà chỉ nghe một tiếng trầm trầm thì Thủy Long đã vẫy đuôi đánh tan hỏa cầu. Lạc Tuyết Phiêu Mai đang xem chiến ở nơi xa khẽ run người, trong lòng hoảng sợ cực kỳ, ngơ ngác lẩm bẩm nói. Tiểu tử họ Diệp đó rốt cuộc là người nào, ngay cả kiếm hoa Thủy Long cũng có thể khiêu vũ ra ngoài, chẳng lẽ hắn là tiên thiên tôn giả không xuất thế? Nghe nói có tôn giả đột phá tiên thiên có thuật chú nhan vì ăn loại trái cây quái lạ nào đó có thể dưỡng nhan, giữ được dáng vẻ trẻ tuổi lâu dài, tốc độ thoái hóa chậm đi không ít. Cô ta suy nghĩ một lát cảm thấy có vẻ hoang đường, lắc đầu thầm nói. Không thể nào, hiện tại làm gì còn loại đồ thần bí đó, cho dù trong cung Vu Sơn của mình cũng chỉ thấy có ghi chép trong sách cổ đại, chưa từng gặp qua, có lẽ căn bản là một loại truyền thuyết thần thoại thượng cổ mà thôi. Đây thuần túy là hư cấu, mẹ nói có một số dược liệu chế biến tốt sẽ có hiệu quả dưỡng nhan, sử dụng lâu dài có thể làm cho người trẻ đi mười mấy tuổi, một cụ già trăm tuổi nhìn qua giống như một người trung niên 50 tuổi. Nếu muốn thối lui đến 20 tuổi thì tuyệt đối không thể. Mẹ đã sắp 50 rồi, nhìn qua không khác gì mình. Đây là bí thuật của Vu Sơn cung chúng ta. Một chiêu cuối cùng, thiên kiếm ấn sư tử, xuất. Lang Phá Thiên điên cuồng gào thét một tiếng rung động núi cao. Kiếm thế cuồng bay, không lâu sau trong hư ảnh hiện ra một ấn triện phía trên có khắc hình sư tử nhất tôn uy vũ. Đôi mắt Ưng Diệp Phàm nhìn thấy thiếu chút nữa kêu lên. Mẹ kiếp, bảo kiếm này cũng có thể múa ra nhất tôn sư tử ấn, hình dáng giống như phiên thiên ấn trong phong thần. Lai lịch của gã họ Lang này không đơn giản. Cát bay. Hình bóng của kiếm ấn kia ùn ùn kéo đến đè ép xuống tới. Ầm, hư ảnh Thủy Long đã bị sư tử ấn này đánh mấy phát tan rã như nước mưa. Hư ảnh của thiên kiếm sư tử ấn quay tròn nhào tới trên đầu Diệp Phàm. Lang Phá Thiên nghiêm mặt hô lớn. Tiểu tử, có phục hay không? Phục coi như xong, không phục thì ta không khách khí. Kiếm hoa của kiếm sư tử bạo xuất ra có thể lấy mạng cậu đấy. Hừ, vẫn còn lại một chiêu này, thắng bại khó liệu, cười đến cuối cùng mới là anh hùng, tôi còn chờ anh gọi đại ca. Còn cả vợ nhỏ của tôi cũng không thể để mất được, ha ha. Diệp Phàm không hề tỏ ra yếu thế, cười điên cuồng. Kiếm quang chợt lóe, tiểu lý đao bắn ra, nhắm hướng sư tử kiếm đánh tới. Được. Lang Phá Thiên giận đến mức đôi môi run rẩy, thẹn quá thành giận, tàn ác hạ quyết tâm, bất kể tiểu tử này sống hay chết, nếu thật sự tàn phế cũng không trách được mình, vì mình đã nói hết tình hết nghĩa, cho nên chiêu chỉ một chút. Sư tử kiếm lấy khí thế vô cùng áp về hướng Diệp Phàm. Một tiếng, khóa, giòn vang, Diệp Phàm học lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nội phủ sôi trào, giống như bị thương. Thanh kiếm kia có thể huyễn hóa ra sư tử kiếm thật lợi hại, khí thế hào hùng cũng không quá đáng, nặng nề ép xuống tiểu lý đao, Lang Phá Thiên gượng cười, giấy lên từng điểm nội kình hướng về phía Diệp Phàm đè ép xuống. Trên đỉnh, Diệp Phàm quát to một tiếng. Đan điền một trận run sợ, khí nội kình dữ dội rót vào trong kiếm. Lại có thể được hắn bước ra từng tia khí tức nội kình, chuyện này cũng ghê gớm, đây chính là đặc thù của tiên thiên tôn giả. Khí tức nội kình hữu hình không giống với vô hình, đây là khí tức nội kình thật sự. Tuy nhiên sư tử kiếm quá mức kỳ lạ, hơn nữa còn nặng như Thái Sơn. Tiểu lý đao nhẹ nhàng làm sao địch nổi sư tử kiếm. Kiếm quang và hư ảnh xung quanh lần lượt đan xen vào nhau. Mọi người đứng trên đài quan sát chỉ nhìn thấy hai luồng bóng ảnh cái trên cái dưới rằng co mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp Diệp lão đệ cầm cự không được bao lâu rồi, ai? Thiết Chiêm Hùng lẩm bẩm, vẻ mặt như đưa đám. Y sợ sau khi Diệp Phàm thua, Lang Phá Thiên muốn thực hiện hứa hẹn, cộng thêm đánh cuộc của Lạc Tuyết Phiêu Mai, chính là cặp chân của Diệp Phàm. Thảm cảnh này không phải là kết quả Thiết Chiêm Hùng muốn nhìn thấy. Ừ, dù sao cảnh giới công lực xê xích quá nhiều. Trương Cường cũng ủ rũ. Lên! Diệp Phàm lại hét lớn một tiếng, như sư tử mạnh mẽ khiếu thiên. Nội kình trong xoang như chiều dâng tuôn ra, 20 cây tiểu lý đao, như điện quang hàn tinh hợp lại bắn ra, xoay tròn sôi trào, mạnh mẽ như sấm cương, ma sát không khí, khiến nhiệt độ trong không trung đột nhiên tăng cao, không khí phát ra tiếng tách tách, như giang đậu. Dưới loại nhiệt độ cao bóp méo hình dáng, kiếm huyễn ra sư tử bao phủ xuống không khí cấp tốc căng phồng. Dẫn động không khí xung quanh bắt đầu rối loạn từng đợt,
từng đạo sóng gợn hình vằn nước vô cùng rõ ràng xuất hiện trước mặt các quan quân. Năng lượng ẩn chứa bên trong khiến Thiết Chiêm Hùng đang trên đài lo lắng không thôi. Mặc dù đài quan sát cách địa điểm tỉ thí khá xa, hơn nữa đài quan sát đều được đúc từ tinh thép, có lẽ có thể chịu được một kích toàn lực của cao thủ siêu đoạn vị như Tiên Thiên Tôn giả. Tuy nhiên Thiết Chiêm Hùng cảm giác có chút không ổn khi thấy nhiệt độ thiêu đốt cao phát ra từ trên thân kiếm Diệp Phàm, không khí cách xa hơn 10 mét giống như đều khẽ run sợ, tựa hồ có khuynh hướng sụp đổ. Hơn nữa trọng lực cường hãn phát ra từ trên thanh kiếm sư tử cũng đang ảnh hưởng đến thần kinh yếu ớt của những người đứng trên đài quan sát. Hừ, vẫn không phục. Lang Phá Thiên cảm giác lâu như vậy vẫn không khiến Diệp Phàm mất mặt được, khí thế trên người bùng lên mãnh liệt. Kiếm thế sôi trào, ảo ảnh sư tử kiếm phảng phất mở miệng to như chậu máu. Thế tay từ xa vung lên, nhận được trợ lực sư tử kiếm rung động, sắp áp lên đầu Diệp Phàm. Đây cũng là tuyệt kỹ sư môn của Lang Phá Thiên, cũng chính là tuyệt kỹ sử dụng khi tính mạng gặp nguy hiểm nhất, có thể trong chớp mắt đề cao nửa lần kinh khí. Bàn tay và hư ảnh của sư tử kiếm của Lang Phá Thiên hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tựa như kim dương phản nhật, thậm chí ngay cả ánh mắt trời chói mắt cũng bị bọn chúng ánh xạ tựa hồ hơi tối tăm. Dưới sự phát triển trái ngược, bản thể nhỏ bé của Diệp Phàm và Tiểu Lý Đao giống như một con rắn đang đẩy một ngọn tháp khổng lồ. Tất cả những quan quân đứng trên đài quan sát đều chắc chắn 100% là vị cao thủ đó thua chắc rồi. Phá! Diệp Phàm cảm giác bên trong cơ thể vang lên một tiếng thật lớn, giống như khí lưu luôn bị cái gì ngăn cản đột nhiên thông suốt, giống to một tiếng. Chuyện quái dị xảy ra, lúc này đột nhiên từ đáy hồ tràn ra một tia hơi nước như tước điểu bị hút vào trong thân thể Diệp Phàm. Tia khí trong hồ nước khí tuy nói chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng sau khi bay vào trong miệng Diệp Phàm lập tức cảm thấy năng lượng tinh thuần khổng lồ của nó. Trong đan điền giống như nước sôi cuộn trào, khí thể bắt đầu bành trướng. Diệp Phàm biết tinh hoa thái tuế còn thừa lại trong đan điền của mình vô tình dung hợp với khí trong ở hồ nước này đạt được tình trạng tốt nhất, thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có lẽ bây giờ mình coi như đã bước chân hàng ngũ cao thủ thất đoạn chân chính. Trước kia chỉ là một loại giả tượng, khi ở dưới áp lực không ngờ lại đột phá giống như kỳ tích. Lỗ chân lông quanh người nhất thời kích động, kỳ tích xảy ra. Dưới trọng áp khí thế như núi của sư tử kiếm, khí tức phát triển đến cực điểm. Khí lưu bị ngăn cản trong cơ thể Diệp Phàm giống như con đê thối nát, cuối cùng không ngăn cản được khí cơ trong cơ thể Diệp Phàm va chạm nhau, cùng với sự tương trợ của tinh hoa thái tuế trong ngoài phối hợp. Điều này ý nghĩa là Diệp Phàm đã chân chính bước chân vào cánh cửa cao thủ thất đoạn, thực sự thuộc về đại vũ sư hạ đẳng. Lúc này dưới sự tương trợ của khí cơ thông lạc quanh người, Diệp Phàm một trưởng đánh ra, 20 thanh tiểu lý đao hợp thành một đao, hư ảnh nhìn qua như mũi đao bén nhọn, phản xạ mặt trời, lấp lánh đánh vỡ uy áp của sư tử kiếm. Ầm! Một tiếng vang kịch liệt, hồ nước nhất thời phun cao hơn 10 mét. Diệp Phàm từ trên không trung vung đao chém xuống, một đạo bóng ảnh kiếm khí giống như bộc phá từ trên trời đánh xuống. Hình như ngay cả vách đá dựng đứng cũng bị phá vỡ. Trong không trung hiện ra một chiếc cầu vồng rực rỡ dài đến 5-6 mét. Trong tiếng hưng phấn, hỏa tinh đánh trúng sư tử kiếm, ánh lửa lóe ra bị một kiếm bổ tới hơn 10 mét, lảo đảo giống như võ sĩ say rượu đang ngự kiếm ngã xuống dưới hồ. Lang Phá Thiên phun ra hai ngụm máu, người lao thẳng vào trong hồ, vội vàng nhào tới thu hồi bảo kiếm của mình, cúi đầu liếc nhìn. Sắc mặt y sầm xuống, bởi vì bảo kiếm này nghe sư phụ y nói là dùng huyền cương luyện thành. Vậy mà để bị đối phương lưu lại một vết nứt như con giun. Hô! Cơn tức giận trong bụng Diệp Phàm như chưa phát tiết xong, một đạo tà ảnh lại từ trên không bổ xuống tới. Sát thần, ăn một kiếm của ta! Keng! Trong lúc vội vã Lang Phá Thiên giơ bảo kiếm nghênh đón, bị thế kiếm của Diệp Phàm đánh bay vào trong nước như một viên đạn pháo, cũng không biết ở trong đó bao lâu, chỉ trông thấy một cột nước chừng 10 mét tóe lên. Thật lâu không thấy y ló đầu ra, người không biết còn tưởng là vận động viên nhảy cầu biểu diễn. Ha ha! Diệp Phàm hứng khởi, cảm thấy còn chưa đã nghiền, một đạo kiếm ảnh kinh thiên bổ vào trên núi. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, đá núi cứng rắn như vậy mà bị kiếm thế đánh vỡ mấy mét. Đá vụn, cành gãy, cỏ dại, hoa nát bay lên mù trời như một bầy bươm bướm. Chương 475, Thần Phục. Hỏng bét! Sân luyện tập của mình. Thiết Chiêm Hùng thầm kêu, vội vàng theo dây trượt trượt đến trong hồ, từ cách xa đã gào lớn. Diệp lão đệ, giơ cao đánh khẽ, đừng đánh nữa,
đánh nữa thì sân tập đặc biệt của Liệp Báo thành nơi đổ rác bây giờ. Ầm, hồ nước cuộn trào, một luồng thủy tiễn từ trong hồ phun thẳng lên 7, 8 mét giống như một dòng suối tự nhiên, từ trong đó xuất ra một thân ảnh, dĩ nhiên chính là sát thần Lang Phá Thiên. Ha ha ha, thống khoái, đã lâu không thống khoái như vậy, kiếm thế đại ca như hồng a. Lang Phá Thiên tuy nói toàn thân ướt đẫm nhưng không có vẻ gì mất hứng mà ngược lại hưng phấn dị thường. Người này có một tính cách quái dị là chỉ phục cường giả, kính trọng cường giả, từ đại ca trong miệng gã tuyệt đối không hàm hồ. Ha ha, sư tử kiếm của Lang lão đệ lợi hại a, thiếu chút nữa bị ngươi chém thành bánh thịt rồi. Diệp Phàm lên tiếng trêu chọc. Ha ha, lợi hại cái gì? Cuối cùng chẳng phải là bị đại ca phá sao? Hơn nữa xuất ra sư tử kiếm còn bị đại ca để lại một vết nứt, thật là xui xẻo a. Kiếm của đệ là từ tinh phẩm huyền cương luyện thành. Lang Phá Thiên buồn bực, nói vẻ hơi xót xa, đảo mắt nhìn qua Diệp Phàm, có vẻ kinh ngạc. Ừ, kiếm thế của đại ca hình như càng sắc bén rồi, chẳng lẽ trong chiến đấu lại đề thăng? Kỳ quái, sau này sẽ phải kiếm anh tập luyện rồi, ha ha. Tiến cấp thế thì không, chỉ là nội kình tinh thuần hơn. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ không đem tiểu lý đao bảo mệnh tiết lộ cho ai. Tuy nhiên khi thấy đôi mắt sói của Lang Phá Thiên cứ xăm soi trên người thì khẽ rùng mình. Lang lão đệ, tôi xem sau này cậu muốn luyện quyền thì tìm Trương Cường lão đệ đi, tôi tương đối lười, thỉnh thoảng luyện là được, ha ha. Diệp ca, em tuy nói thích đánh nhau, Lang ca là sát thần, anh nói vậy chẳng phải bảo em đi làm bao cát sao? Trương Cường bên cạnh nghe vậy thì run bắn. Vội vàng kêu khổ. Thầm nghĩ, tập luyện với sát thần khác gì tìm chết. Mặc dù không chết nhưng mỗi lần cũng phải nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng rồi. Tục ngữ nói, nếm trải khổ đau mới nên người, muốn lên cấp thì dễ nhất là chiến đấu, làm bao cát có cái gì không tốt. Hơn nữa Lang lão đệ còn có thể thỉnh thoảng còn chỉ điểm vài thứ, sư phụ cao minh như vậy đi đâu mà tìm, chỉ là Lang lão đệ sau này lúc luyện quyền cũng lưu tình một chút, ha ha. Diệp Phàm danh mãnh nhìn hai người, cả hai đều là phần tử hiếu chiến, cái này thì đúng là hợp. Tuy nhiên vận mệnh của Trương Cường chắc chắn sau này là thảm rồi vì bị Lang Phá Thiên nhớ kỹ. Trương lão đệ thật ra thì không cần lo lắng, tôi tuy nhìn vậy nhưng kỳ thực hạ thủ là rất có chừng mực. Lang Phá Thiên nhìn qua Trương Cường, nói vẻ hứng thú, quyền đầu khẽ nắm kêu lên lách cách. Tới sẽ tới rồi, chẳng qua hạ thủ nhẹ một chút, trên mặt cũng không thể đánh. Trương Cường cũng bị khơi dậy chiến ý, hai luồng quyền phong lập tức nổi lên, cả hai đã lâm vào trạng thái chiến đấu. Diệp Phàm đang muốn trở về, thì lại nghe một giọng nữ ngọt ngào đến có thể làm chết người nói vẻ ngượng ngùng. Tiểu lão công, muội tử Lạc Tuyết Phiêu Mai ra mắt với anh, mong rằng anh có thể tha thứ cho sự vô lễ của tiểu muội lúc trước. Chuyện này thì gọi Diệp ca đi, tiểu lão công thì miễn, chỉ là đùa giỡn thôi. Hơn nữa đại ca có thể có một tiểu muội như em đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Hắn thầm nghĩ, làm của tiểu lão công của cô, lão tử chắc ngại mạng dài quá rồi, nếu buổi tối ngủ chung cô chọc cho một đao thì xuống hoàng tuyển địa phủ báo cáo đi. Chọc không nổi, còn chưa biết Phu Sơn cung thế nào hay sao. Diệp Phàm liếc trộm Lạc Tuyết Phiêu Mai phong tư chắc tuyệt. Cô gái này mặc váy màu đỏ, thân hình uyển chuyển như rắn nước. Ngang lưng thắt một cái băng gấm màu vàng làm mỗi bước chân cặp ngọc phong lại nhún nhảy. Khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt. Diệp ca, anh đã nhận tiểu muội em đây thì cũng nên có chút quà kỷ niệm đi, hôm nay gần đầu gặp mặt cũng không thể ít đấy. Khuôn mặt Lạc Tuyết Phiêu Mai khẽ ửng hồng, ánh mắt như nước hồ xuân, lại có thể trước mặt đám người Thiết Chiêm Hùng chìa tay ra với Diệp Phàm, thấy hắn có vẻ trần trừ thì hờn dỗi. Chẳng lẽ Diệp ca gọi tiểu muội muội là giả, ai? Coi như em tự tác đa tình vậy. Cặp mắt của mấy người Thiết Chiêm Hùng, Trương Cường chỉ thiếu rớt luôn xuống đất. Trương Cường theo phản xạ cũng sờ sờ túi mình, mặc niệm cho thứ đồ gì đó trong túi Diệp ca sắp ra đi. Được rồi, để cô nói thêm chắc anh biến thành lão hà tiện Grandet rồi. Cho em này. Diệp Phàm bước nhanh tới chỗ cặp da của mình lấy ra một cái bình nhỏ ném qua, cười nói. Không có vật gì tốt, cầm lấy cái này đi. Đây là cái gì? Lạc Tuyết Phiêu Mai tò mò. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, nghe nói đặc biệt cho nữ nhân trừ mụn dưỡng da, hiệu quả cũng không tệ. Diệp Phàm ra sức làm giảm công dụng, chỉ e làm cho mọi người hứng thú. Diệp ca, cho em một viên đi, hiệu quả không lớn vậy thì chắc cũng không quý lắm, em dày mặt xin một viên vậy,
ha ha. Trương Cường thò liền tay ra vì đột nhiên nghĩ đến bạn gái Lôi Hương Thảo, Diệp ca cho đồ nhất định là mặt hàng tốt, lần trước không phải là Lôi Âm Cửu Long Hoàn có thể trợ lực đột phá. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn tuyệt sẽ không kém mấy thứ mỹ phẩm khác. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, a. À. Lạc Tuyết Phiêu Mai hô lên thất thanh, đặt tay lên miệng trông cực kỳ mê người, cặp mắt đẹp nhìn sững vào Diệp Phàm, nhìn đến hắn toát mồ hôi, tựa như bị sói theo dõi. Ngươi, các ngươi, cho ngươi. Diệp Phàm liếc mấy cặp mắt sói xung quanh rồi vội vàng ném một cái bình ngọc cho Trương Cường, cuối cùng sợ run mà chạy. Ha ha, khanh khách. Phía sau truyền đến một cười rung trời. Mẹ kiếp, một đám sói, mình đúng là thành nơi cung cấp hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, sắp biến thành tán đan đồng tử đến nơi. Diệp Phàm làu bào. Tuy nhiên điều làm Diệp Phàm vui mừng chính là tiến vào cảnh giới thất đoạn. Hắn cũng cảm thấy hơi kỳ quái là vừa rồi ở trong hồ hình như có một chút sương mù màu xanh tiến vào đan điền mới có thể đánh thông. Đây có lẽ là linh khí tự nhiên của trời đất, trong thế giới còn rất nhiều điều kỳ lạ mà khoa học kỹ thuật hiện đại chưa thể giải thích rõ. Không nghĩ tới a, Lang lão đệ, cậu nói công lực của Diệp Phàm cao hơn cậu, chẳng phải là cảnh giới lục đoạn luyện kính sao? Nỗi khiếp sợ của Thiết Chiêm Hùng quả thực thể biểu đạt. Y vẫn luôn trầm ổn nhưng lúc này nhảy vọt khỏi ghế đi vòng vòng quanh phòng. Tuyệt đối sẽ không sai đoàn trưởng Thiết, ha ha ha, rất giỏi, chính là một thiên tài tuyệt thế, chưa từng thấy qua một cao thủ nhất lưu chỉ mới 19 tuổi như vậy. Sát thần Lang Phá Thiên rất bội phục. Chuyện này chắc tôi phải báo cáo kịp thời với tổng bộ, mới 19 tuổi đã là cao thủ lục đoạn luyện kính, chắc không bao lâu sẽ đột phá thất đoạn. Chắc chỉ trong 5 năm tới thôi. Thiết Chiêm Hùng kích động. Chuyện này cũng có chút không ổn, tính tình Diệp ca rất cổ quái, nghe nói lý tưởng của hắn không ở tổ đặc cần mà lăn lộn trên quan trường. Người có chí riêng, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu, nếu như hắn cố ý không muốn gia nhập tổ đặc cần quốc gia, anh vừa báo tin chẳng phải lợn lành chữa lợn què sao? Phải biết rằng tính tình cao thủ đều vô cùng cổ quái, gây chuyện không tốt thì ngay cả quan hệ cũng không có. Chuyện này, đoàn trưởng Thiết chắc anh còn phải chó ba khoanh mới nằm. Người ba năm mới nói không khéo thì hỏng. Lang Phá Thiên thận trọng. Tôi cũng luôn suy nghĩ chuyện này, vốn là định đem liệp báo giao cho hắn. Tuy nhiên xem ra nước chỗ này của tôi quá cạn rồi, không thể lưu được một cự long như hắn, rồng A, sẽ có một ngày bay lên trời. Lấy năng lực của hắn chắc là phải nhìn ra thế giới mới đúng, nếu không thật là đáng tiếc. Thiết Chiêm Hùng cũng rất buồn bực. Nếu báo chuyện này lên tổng bộ lại sợ Diệp Phàm kiên quyết không chịu gia nhập tổ đặc cần, chuyện này vỡ ra sau này muốn tìm hắn bàn chuyện cũng khó. Nếu như không đem chuyện này trình lên tổng bộ chỉ sợ sau này lãnh đạo biết lại nói mình giấu giếm. Báo lên thì có công lớn, không báo thì nguy hiểm là tương đối lớn. Chuyện hôm nay Diệp Phàm chiến thắng Lang Phá Thiên cũng khó mà che giấu, thật đúng là phiền toái. Thật ra thì báo là nhất định phải báo, chỉ nghĩ cách báo làm sao. Chúng ta có thể đem tính tình Diệp Phàm nói ra, chẳng hạn như có thể nguy đến tính mạng mà không nhượng bộ, để cho tổng bộ hiểu được mà không bắt ép hắn vào đội. Sau đó, Lang Phá Thiên nhìn Thiết Chiêm Hùng không nói. Cậu nói là chúng ta đưa chỗ tốt nhưng không buộc hắn vào đội, nếu hắn thích lăn lộn quan trường thì cứ để kệ hắn, chúng ta không can thiệp cũng không tương trợ, tôn trọng đầy đủ tâm tính cao thủ. Tuy nhiên chỉ có một yêu cầu nhỏ là khi có chuyện trọng yếu thì hắn phải ra mặt giải quyết. Dĩ nhiên chuyện như vậy đều là những chuyện khó khăn. Hắn chỉ là làm con cờ trọng yếu trong bóng tối, coi như là một lá vương bài của tổ đặc cần chúng ta. Thiết Chiêm Hùng cười nói, cảm giác cũng thấy thoải mái. Ừ, chuyện ngày hôm nay yêu cầu mọi người tuyệt đối giữ bí mật, không được truyền ra ngoài. Trước hết báo cho tổng bộ một tiếng để nghe ý kiến bọn họ rồi hãy nói. Lang Phá Thiên gật đầu. Tướng quân Trấn, tôi có chuyện quan trọng phải báo với ngài. Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại màu đỏ nội tuyến tới thủ lĩnh Trấn Quốc Hải ở tổng bộ của tổ đặc cần ở thủ đô Yên Kinh. Anh xác định sao, hắn mới 19 tuổi đã là cao thủ quốc thuật lục đoạn, thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Vừa nghe Thiết Chiêm Hùng báo cáo xong, Trấn Quốc Hải cũng nhảy dựng lên kích động, đã nhiều năm như vậy y chưa hề kích động. Đối với vị trí thủ lĩnh của tổ chức thần bí nhất quốc gia như y mà nói, chưa ai từng thấy y xúc động, bình thường đều như một hòn núi lớn. Chiêm Hùng, anh lập tức dẫn hắn đến tổng bộ, tôi muốn gặp hắn. Trấn Quốc Hải nói giọng hơi run run. Chương 476, Vương Bài Phó Soái. Chuyện này không ổn,
hắn không thích gia nhập. Thiết Chiêm Hùng đem chuyện Diệp Phàm không muốn gia nhập Liệp Báo trở thành quân nhân chính thức nói ra, yêu cầu tướng quân trấn nghĩ lại. Ai đáng tiếc, một thiên tài kiệt xuất có tiềm lực giống như núi lửa lại không thể toàn lực cống hiến cho quốc gia, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên cao thủ cũng có tính cách của cao thủ, chúng ta tôn trọng lựa chọn của bọn họ, dù sao chỉ cần bọn họ đang ở trong nước, khi đất nước nguy cấp bọn họ cũng có thể xuất lực. Đầu tiên cứ ổn định hắn trước rồi hãy nói, kiếm một chức vụ nhàn tản buộc lấy để hắn muốn thoát thân hoàn toàn cũng không được, để tôi xem, thu xếp cho hắn vị trí nào tốt. Thượng tướng Trấn Quốc Hải suy nghĩ. Thiết Chiêm Hùng lặng lặng chờ trước điện thoại. Không lâu sau, điện thoại chỉ thị đến. Trấn Quốc Hải nghiêm túc nói. Trước hết, đặc cách để bạt hắn lên cấp bậc đại tá, chức vụ tạm định là thủ trưởng số 2 của Liệp Báo, không cần đồn trú lâu dài ở Liệp Báo, để cho hắn tự do trở lại công tác ở chính phủ, khi có tình huống khẩn cấp thì liên lạc với hắn. Tiền lương cũng không cố định, mỗi lần làm nhiệm vụ chủ yếu phát trợ cấp, cũng chính là người làm thuê cho quốc gia. Chỉ có sự kiện đặc biệt lớn cần hắn xuất hiện mới dùng, hắn chính là một lá bài chủ chốt ẩn danh của tổ đặc cần chúng ta. Thật ra đây là chuyện thường xảy ra trong cơ cấu tình báo các quốc gia, thân phận bên ngoài của một số át chủ bài thường thường là minh tinh, quan viên chính phủ, nhân viên quan trọng trong giới kinh doanh. Có nhân viên tình báo ẩn núp cả đời cũng không lộ mặt. Cho nên những điều này đều có tiền lệ rồi. Ha ha ha! Chúng ta cũng có một lá bài chủ chốt tương lai rồi. Chờ khi hắn có thể đột phá đến bát đoạn, cửu đoạn có lẽ tôi đã về hưu. Trấn Quốc Hải đột nhiên có cảm giác đau buồn, suy nghĩ thận trọng vẫn cảm thấy không yên lòng, cảm thấy Diệp Phàm quá trọng yếu, lại dặn dò nói. Thân phận của hắn nhất định phải giữ bí mật, giới hạn trong giai tầng lãnh đạo bên trong tổ hạch tâm số 8 biết là được. Những tổ viên bình thường khác cũng không được tiết lộ thân phận thật sự của hắn. Người ngoài cho dù sau này trong nhiệm vụ biết một số gì đó, bình thường mà nói sẽ phỏng đoán hắn chỉ là người tổ chúng ta tạm thời mời tới tương trợ thi hành nhiệm vụ mà thôi. Thủ lĩnh Trấn, hắn mới tròn 19 tuổi, hiện tại giữ cấp bậc trung tá, nếu để bạt hắn lên đại tá có phải hơi nhanh một chút hay không, chuyện này sợ mọi người không phục. Thiết Chiêm Hùng nói ra lo lắng của mình, trong lòng cũng hơi có chút ê ẩm, thầm nghĩ. Lão tử vì tổ A đặc cần mà lập được bao nhiêu chiến công hiển hách. Cảnh giới quốc thuật cũng không thấp, đến bây giờ vẫn chỉ là đại tá, tiểu tử này thật may mắn, mới 19 tuổi vì có tiềm lực, thủ lĩnh Trấn thoáng cái để bạt lên đại tá, lão tử là con nuôi có phải không? Ha ha ha, lời nói ra nói vào nhất định cũng có người nhắc tới. Mấy lão gia hỏa quân ủy nếu biết nhất định sẽ không phục. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần chọc ra chuyện này, cũng không có mấy người biết được. Hơn nữa một đại tá cũng không xem là gì. Tướng quân đương nhiệm của quốc gia chúng ta có hơn 1.000, tính cả đại tá thì càng nhiều. Bọn họ có biết cũng không cần lo lắng gì, khi tấn thăng quân hàm trong tổ đặc cần, chỉ tiêu quốc thuật chiếm số định mức lớn nhất, khoảng 6 thành. Diệp Phàm đã là một cao thủ lục đoạn, lẽ ra nên cho hắn chức vụ tướng quân tương ứng. Trong tổ chúng ta cũng không có mấy người có cảnh giới lục đoạn, bọn họ đều là nhân vật cấp thiên tài. Nếu như có ai đề xuất ý kiến, lão tử sẽ kêu y đập vỡ 6 miếng gạch ngay tại chỗ để xem, hừ. Tuy nhiên trong lòng tiểu tử anh có phải cũng có chút không phục. Đúng là gừng càng già càng cay, Trấn Quốc Hải chỉ cần một câu đã đoán ra được bất mãn trong lòng Thiết Chiêm Hùng. Ha ha ha, tôi nào dám, có quân hàm đại tá trên vai, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Quyền lực quốc gia cấp cho tôi cũng rất lớn, có quân hàm đại tá trên vai đã rất thỏa mãn, tục ngữ không phải nói, biết đủ thuần vui, sao? Thiết Chiêm Hùng giả bộ bình thản, cười khan trong điện thoại. Hừ, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi. Ai, tổ A đặc cần mặc dù nói quyền lực rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng lớn nhất. Nhiệm vụ có thể khiến cho người ta mất mạng, cho nên cho các anh quyền lực cực lớn đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên trong tổ chúng ta đối với chức vụ tướng quân lại có quy định cứng nhắc, so sánh với bộ đội bình thường số lượng chỉ nhiều hơn khoảng 2 phần. Trái lại sĩ quan cấp tá. Sĩ quan cấp úy trái lại không có hạn chế, anh muốn để bạt bao nhiêu đều được, chỉ có đại tá thăng lên chức tướng quân là có hạn chế. Đại tá ở bên Mỹ cũng được tính là chuẩn tướng. Thật ra thì ở phương diện tướng quân tổ A chúng ta so với bộ đội bình thường thiệt thòi rất lớn, bởi vì tất cả các anh đều là tinh anh. Tổ A chúng ta tổng cộng chia làm 8 tổ nhỏ, biên chế thành viên chính thức trong mỗi tổ nhỏ chỉ có mấy người. Tổ công kích chiến long các anh thì nhiều hơn một chút.
có chừng 20 người. Thành viên chính thức phân tổ đặc cần có chừng 3-4 người, cho nên tập hợp tất cả thành viên tổ A chính tông cả nước hợp làm một khối còn chưa đầy nửa đại đội. Những người khác đều là bên ngoài và làm tạp vụ, không coi là biên chế chính thức. Đây cũng là quốc gia suy nghĩ đến cho tổ A quyền lực quá lớn, đương nhiên nhân số cũng cần khống chế, không thể quá nhiều, để tránh tạo thành quyền lực lan tràn. Số lượng tướng quân nói tương đối là ít một cách đáng thương. Trong tổ 8 cao thủ lục đoạn, thất đoạn toàn là tướng quân, thành viên chính thức tổ A chúng ta so sánh với quân đội bình thường không đến một nửa đại đội nhưng tướng quân lại có 10 người. Bình quân 8 thành viên chính thức thì sinh ra một tướng quân, tỷ lệ này quả thực là hiếm thấy, cũng khó trách các lão quân ủy đỏ mắt khen tị, nói ra nói vào không ít. Phía bên bọn họ, tu vi chỉ đạt đến cảnh giới khai nguyên của quốc thuật lục đoạn, xếp hạng cuối, cho nên chỉ có thể đề bạt quân hàm đại tá. Lấy Lang Phá Thiên ra mà nói, y nhỏ hơn cậu mấy tuổi, tuy nhiên y đã là thiếu tướng rồi. Chuyện này đương nhiên cũng có nguyên nhân của nó, y là người chịu trách nhiệm bảo vệ Trung Nam Hải, cả ngày đi theo bên cạnh nhân vật số 1, gần quan được ăn lộc cũng bình thường, cho nên trong lòng anh buồn bực cũng rất bình thường. Theo lẽ thường chỉ tiêu quốc thuật mà nói, trình độ của Diệp Phàm còn cao hơn Phá Thiên, cũng nên cho hắn cấp bậc thiếu tướng, tuy nhiên cống hiến của hắn còn ít, sắp xếp cho chức vụ đại tá là hoàn toàn hợp lý. Cạnh tranh trong tổ rất lớn, áp lực cũng rất lớn. Chiêm Hùng, với năng lực của anh ở trong quân đội bình thường đã sớm là tướng quân rồi, tuy nhiên ở bên trong tổ đặc cần có chút thiệt thòi cho anh. Tuy nhiên Chiêm Hùng, anh thăng lên chức thiếu tướng cũng là chuyện không còn xa. Tháng trước tôi tới văn phòng chủ tịch nước đã đặc biệt đề cập tới chuyện này, yêu cầu đặc biệt tăng cường thêm số lượng chức vụ tướng quân, chủ tịch sau khi suy nghĩ đã đồng ý, đặc biệt phê chỉ thị. Cho nên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này chính là lúc trao công lao cho anh, tôi đợi anh trở về, tôi sẽ đích thân trao tặng công lao cho anh. Giọng nói Trấn Quốc Hải tràn đầy mê hoặc nhất thời khiến trái tim Thiết Chiêm Hùng như cuồng loạn, cảm xúc dâng trào. Tuy nhiên có một điểm tôi muốn thận trọng nhắc nhở cậu, nếu tiểu tử đó muốn lăn lộn quan trường thì cứ để cho hắn lăn lộn, các anh tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện của chính quyền, tương trợ cho hắn. Tránh cho cấp trên có ý kiến. Quốc gia đã giao cho các anh quyền lực quá lớn, nếu như lại nhúng tay vào chính quyền thì rất phiền toái, tránh cho các lãnh đạo cao cấp quốc gia đem lòng sinh nghi, thu hồi quyền lực trong tay các anh thì lợi bất cập hại. Các anh phải tuyệt đối nhớ lấy, tôi tin tưởng anh làm người phụ trách tổ hạch tâm số 8, nhất định là hiểu rõ nhất một số tướng quân có quyền lực đặc thù tham chính sẽ mang tới tai họa ngầm cho quốc gia. Đây là kỷ luật sắt khi thành lập tổ đặc cần, đã trải qua hội nghị thường ủy cục chính trị trung ương nghiêm khắc thảo luận quyết định. Không cho phép bất luận người nào trà đạp, vượt tuyến, làm tốt việc lớn trong bổn phận của các anh, bảo vệ an toàn quốc gia chính là cống hiến quan trọng nhất đối với quốc gia. Còn nữa, nếu đồng chí Diệp Phàm đã lập chí làm quan, theo như các anh nói như vậy, chính là làm một lá bài chủ chốt ẩn náu lâu dài. Đương nhiên, khi quốc gia cần hắn, hắn phải đứng ra. Đây là nghĩa vụ của mỗi người dân Trung Hoa, thân phận là cực kỳ bí mật, các anh phải chú ý. Khẩu khí của Trấn Quốc Hải hết sức nghiêm nghị. Vâng thủ trưởng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ luôn luôn nhớ kỹ kỷ luật sắt của tổ A đặc cần, tuyệt đối không sai phạm một bước. Thiết Chiêm Hùng sau khi cúp điện thoại tâm tình hết sức kích động, vì quân hàm 2-4 sao trên vai mình sắp đổi thành 1 sao mà kích động. Tướng quân là mơ ước của mỗi quân nhân, Thiết Chiêm Hùng cảm giác con đường mà mình phải bước nhẹ nhàng đi không ít. Buổi tối, bên trong phòng họp tổ hạch tâm số 8, tiến hành một nghi thức trao thưởng đặc thù. Trong phòng họp có Thiết Chiêm Hùng, Mã Dương Xuân, Thái Chính Thu, Trương Cường, Triệu Quát, Cố Thiên Kỳ, Lang Phá Thiên. Thật ra Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng không phải là thành viên chính thức của tổ A đặc cần quốc gia, chỉ vì mẹ của cô ta, cũng chính là cung trưởng thần nữ cung Vu Sơn Mai Thiên Tuyết nợ tổ A đặc cần một nhân tình rất lớn, cho nên lần này đáp ứng lời mời phái con gái của mình là Lạc Tuyết Phiêu Mai tới phối hợp giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về. Thật ra Vu Sơn thần nữ cung cũng chỉ là gọi cho dễ nghe, thật ra thì đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Tên gọi là cung, tuy nhiên chỉ là một kiến trúc theo kiểu miếu điện cổ xưa ở trên núi. Bên trong cũng không còn mấy người, giống như một am ni cô đã xuống dốc. Thế hệ trẻ tuổi căn bản đều trà trộn lên thành phố lớn, dung hợp vào xã hội, cũng không có gì khác biệt với người bình thường. Dưới lá quốc kỳ trang nghiêm, Thiết Chiêm Hùng nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm, tổng bộ chính thức mời đồng chí làm phó soái Liệp báo,
không cần quản chuyện, không cần ở lại Liệp Báo lâu dài. Cậu chỉ làm một lá bài chủ chốt sự bị ẩn giấu ở xã hội, quốc gia cũng sẽ không kêu anh làm bao nhiêu lần nhiệm vụ, tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống, công tác bình thường của cậu. Tuy nhiên cũng sẽ không lợi dụng đặc quyền của Liệp Báo tương trợ cho công tác chính quyền của cậu, nhưng khi gặp chuyện cực kỳ quan trọng, Liệp Báo cần cậu ra tay, lúc đó tôi tin cậu sẽ không từ chối. Mỗi lần như vậy quốc gia sẽ trả cho cậu trợ cấp đi công vụ nhất định, cậu có đồng ý đảm nhiệm chức vụ này không? Tôi đồng ý, làm một người dân Hoa Hạ, nếu có thể vì quốc gia mà cống hiến một chút công sức đó là tự hào của tôi thích cuộc sống tự do, quốc gia có thể không can thiệp là chuyện tôi hoan nghênh nhất. Khi gặp nhiệm vụ trọng đại, thân là người Hoa Hạ có nghĩa vụ ra sức vì nước, tôi không có ý kiến. Diệp Phàm cũng nghiêm túc trả lời. Tốt, tốt. Thiết Chiêm Hùng nói liên tục hai chữ tốt. Toàn thể đứng dậy. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên hô. Tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng lên. Báo cáo, trải qua phê chuẩn của Tổng Bộ, tướng quân Trấn Ních Thân phê chuẩn, trao tặng cho đồng chí Diệp Phàm cấp bậc thượng tá, chức vụ tạm định là phó soái Liệp Báo. Nghi thức trao tặng bắt đầu, xin mời tư lệnh Triệu của căn cứ trao tặng cho đồng chí Diệp Phàm. Giọng nói trang nghiêm của Thiết Chiêm Hùng quanh quẩn thật lâu bên trong phòng họp, sau khi mặc y phục vào, Diệp Phàm đương nhiên cũng hô lời thề. Một số đồng chí trong nhà bất kể trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt vẫn đứng trang nghiêm, mặt không chút thay đổi. Tướng quân Trấn Quốc Hải vốn muốn trao tặng cho Diệp Phàm cấp bậc đại tá, sau đó suy nghĩ đến nhân tài trong tổ đặc cần quá nhiều, chức vụ thiếu tướng lại tương đối ít. Chương 477, lên thượng tá. Nếu như sớm đưa cho Diệp Phàm cấp bậc đại tá, sau này hắn lập được chiến công lớn, cứ luôn đè ép không để cho hắn thăng cấp bậc thiếu tướng cũng vô lý. Cho nên suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn trao tặng cấp bậc thượng tá trước cho Diệp Phàm thì tương đối thỏa đáng, sau này lập công lớn lại tăng đại tá, đợi đến lúc hắn lập nhiều công lớn hơn, có thể thăng thiếu tướng có lẽ cũng phải mấy năm nữa. Đến lúc đó trong tổ có thể dư thừa ra quân hàm tướng quân thì trao tặng cho Diệp Phàm. Vì bên trong tổ đặc cần có hai lão gia hỏa sắp 80 tuổi rồi, có lẽ cũng không đợi được mấy năm nữa là về hưu. Hơn nữa trao tặng cấp bậc thượng tá cũng có thể ngăn ngừa miệng lưỡi của mấy lão gia hỏa quân ủy, một công được mấy việc, chỉ là hơi thiệt thòi cho Diệp Phàm. Tuy nhiên suy nghĩ đến phương diện khác, Diệp Phàm không muốn trở thành tổ viên chính thức, thích công tác ở địa phương. Công tác ở địa phương, cấp bậc cao thấp cũng không ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của hắn, huống chi Diệp Phàm cũng không là một người thích khoa trương, có lẽ cấp bậc này sẽ thích hợp với tính cách của hắn. Sau khi trao tặng hoàn tất, ăn xong bữa tiệc đơn giản, Diệp Phàm lật xem tài liệu của tổ hạch tâm số 8, mới biết mình bây giờ đã là quan quân của tổ A đặc cần quốc gia. Hắn cũng biết thêm binh đoàn Liệp Báo và quân đoàn hai quân khu lĩnh Nam đều là tổ chức bên ngoài phục vụ đặc biệt cho tổ hạch tâm số 8. Căn cứ tư lệnh trung tướng Triệu Quát chỉ là một tổng chỉ huy hậu cần mà thôi, đặc biệt phục vụ bảo đảm hậu cần cho tổ hạch tâm số 8. Hơn nữa tổ hạch tâm số 8 cũng là một tổ chức tương đối khổng lồ, ở phía Nam mấy tỉnh đều sắp đặt một số cơ sở bí mật. Ngay cả các bộ phận an ninh, công an, đặc công, cảnh sát vũ trang, quân đội của mấy tỉnh phía Nam trong tình huống đặc biệt cũng phải tiếp nhận điều hành đặc thù của tổ hạch tâm số 8. Quyền lực có thể nói là rất lớn. Đương nhiên, cũng có quyền hạn nhất định, trừ những lúc gặp chuyện lớn khẩn cấp có liên quan đến an toàn quốc gia cần phối hợp với bọn họ mới ra tay, bình thường mà nói Thiết Chiêm Hùng đều sẽ không để ý đến những bộ phận này. Thân phận của Lang Phá Thiên vẫn khiến Diệp Phàm thực sự kinh ngạc, y này lại là tổ trưởng của tổ bảo vệ Trung Nam Hải, cũng chính là tổ hạch tâm đặc cần số 1. Bất cứ lúc nào cũng ẩn náu bảo vệ bên cạnh thủ trưởng số 1 của quốc gia, chức vụ đối ngoại bên ngoài chính là phó cục trưởng của Cục Cảnh vệ Trung ương, đây là một vị trí tương đối quan trọng. Diệp Phàm có thể tiến vào tổ A đặc cần, cảm giác tương đối kích động và kiêu ngạo, chỉ là không biểu hiện ra. Đương nhiên, một số bí mật liên quan đến của tổ A đặc cần đều thuộc về cơ mật trọng yếu nhất, có lẽ ngay cả Vu Kiến Thần Cục trưởng Cục Công an thành phố cũng không biết được chuyện lớn trọng đại này. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp có lẽ do trưởng ban sở công an tỉnh tự mình hạ lệnh. Cho nên tổ chức thần bí tổ hạch tâm số 8 này chỉ có mấy thủ trưởng cảnh sát vũ trang, trưởng ban công an, trưởng ban an ninh còn biết đến sự tồn tại của nó, bên dưới cấp huyện thì không rõ. Đây cũng là vì suy nghĩ đến phương diện giữ bí mật. Đêm khuya, trong phòng họp vẫn sáng ánh đèn. Các đồng chí, vì gặp phải tình huống khẩn cấp đột phát, cho nên hành động lần này phải chia làm hai tổ tiến hành.
Tôi và Phó Soái Diệp Phàm chia ra chịu trách nhiệm một tổ, thành viên phía bên tôi do Mã Dương Xuân, Thái Chính Thu tạo thành, thi hành nhiệm vụ đặc thù tới Mỹ. Tổ của Phó Soái Diệp Phàm do ba người Diệp Phàm, Phá Thiên, Lạc Tuyết Phiêu Mai tạo thành, Trương Cường ở lại chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn bên trong liệp báo, những người khác không tham gia vì mục tiêu quá lớn ngược lại dễ bại lộ, thứ hai cũng dễ tạo thành liên lụy thi hành nhiệm vụ. Mọi người tới Nhật thi hành nhiệm vụ đặc thù, đối thủ chính là A tổ chức ninja của Nhật, có lẽ mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cao hơn tổ chúng tôi, tính toán bước đầu, đẳng cấp nguy hiểm của nhiệm vụ đạt tới cấp S. Cho nên, mỗi đồng chí đều phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh, chuyện này tôi cũng không kiêng kỵ, trước khi đi tất cả mọi người phải sắp xếp xong xuôi, ai. Nói đến đoạn sau, giọng nói của Thiết Chiêm Hùng hơi có vẻ khàn khàn, vẻ mặt bi tráng. Thiết Chiêm Hùng vốn yêu cầu Lang Phá Thiên đảm đương tổ trưởng tổ của Diệp Phàm, tuy nhiên Lang Phá Thiên cho là nên cho Diệp Phàm cơ hội tôi luyện. Chim sẻ non không dương cánh khi nào mới có thể bay lên trời xanh, cho nên cuối cùng Lang Phá Thiên chỉ phối hợp giúp đỡ Diệp Phàm quản lý. Sau đó, ba người Diệp Phàm, Lang Phá Thiên, và Lạc Tuyết Phiêu Mai tập trung ở một chỗ bàn bạc một lát rồi mới tản đi. Vừa trở lại liệp báo, Tề Thiên dẫn Diệp Phàm đi xem trụ sở tạm thời phân cho hắn trong đội. Rất khang trang, một ngôi nhà nhỏ ba lầu, độc môn độc viện, ngoài ra còn có một nhà ở cao giáo có kèm hoa viên nhỏ. Ngôi nhà này không hề thua kém khách sạn ba sao, còn đặc biệt điều một nữ quân nhân tên là Hồ Niệm Linh làm nhân viên cần vụ, đặc biệt trông coi ngôi nhà nhỏ, Diệp Phàm cảm thấy thật sự quá lãng phí, vì mình căn bản không ở được mấy buổi tối. Hai mắt Tề Thiên đã sớm sáng bừng, miệng mãi cằn nhằn. Lão đại, ngôi nhà của anh cũng quá cao cấp. Em đường đường là thiếu tá tiểu đoàn trưởng, cũng mới có một phòng đơn có nhà vệ sinh. Ngôi nhà này của anh còn có nữ quân nhân xinh đẹp làm nhân viên phục vụ, quân hàm còn cao hơn em một cấp, chênh lệch lớn quá, ai? Tề Thiên tỏ vẻ không phục, có lẽ muốn trêu chọc Diệp Phàm vui vẻ chút ít. Vậy sao, cậu xem quân hàm trên vai tôi là cái gì? Diệp Phàm cười nhẹ làm Tề Thiên nhìn vào cầu vai của hắn. Trời đất, làm sao trong chớp mắt đã thành thượng tá rồi? Lạy chúa tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, một thượng tá 19 tuổi, trong lịch sử quân ta đó là chuyện chưa từng xảy ra, có lẽ sau này cũng rất khó có người như vậy. Quá kiêu ngạo rồi. Tề Thiên há hốc miệng. Ha ha ha, vận khí mà thôi, vận khí, Diệp Phàm cười thần bí. Vận khí, tại sao em lại không có vận khí như vậy, muốn thăng lên cấp trung tá cũng khó như lên trời, đây là cõi đời gì chứ? Tề Thiên không nhịn được thốt câu bực tức. Đừng nóng vội, xe bánh mì có rồi, chức trung tá cũng sẽ có thôi, từ từ sẽ đến, tiểu tử cậu phải liều mạng, chờ đến lúc cậu đột phá tứ đoạn, tôi sẽ tranh thủ cho cậu chức trung tá. Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Tứ đoạn, em hiện tại mới là cấp tiệt lưu tam đoạn, tuy nói chỉ kém hai cấp nhỏ, tuy nhiên chuyện này vẫn khó như lên trời. Được rồi, chuyện này giống như chỉ có thể là một giấc mộng rất xa xôi. Cả đời này có thể đột phá được hay không cũng khó nói. Tề Thiên lắc đầu, tâm tình có vẻ xuống thấp, liệp báo rất xem trọng cấp bậc quốc thuật, trình độ không lên mà nghĩ đến chuyện đề bạt là quá khó khăn. Hừ, vậy thì từ bỏ đi, liệp báo không có bọn hèn nhát. Nếu không có dũng khí thì dứt khoát nhanh chóng cút ra ngoài quân đoàn số 2 đi, ở đó muốn thăng chức trung tá dễ dàng hơn nhiều. Diệp Phàm nghiêm nghị mắng. Tuyệt không rời đi, Tề Thiên này có chết cũng phải chết ở liệp báo. Hừ, Tề Thiên dương cao đầu. Tốt, có dũng khí mới tốt, tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu có thể đột phá đến cấp luyện kính tam đoạn thì cho cậu đề bạt lên trung tá. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Tề Thiên. Thật sao, vậy, lão tử sẽ liều mạng, chẳng lẽ không đề thăng lên được một cấp nhỏ sao? Tề Thiên giống như một con gà trọi, chí khí chiến đấu dâng cao. Được, lời này mới có lý. Diệp Phàm cười sảng khoái. Lão đại, Trương Cường giống như cũng không vui lắm. Suốt ngày đều tìm Bao Cát chút giận. Tề Thiên sờ sờ đầu nói. Có lẽ là vì chuyện của Lôi Hương Thảo. Cậu nghe ngóng xem nhà Lôi Hương Thảo có chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi, cảm giác lần này mình đi thi hành nhiệm vụ cũng không biết có toàn mạng trở về hay không. Nếu trước khi đi có thể giúp Trương Cường một tay, có lẽ sau này gã còn có thể chiếu cố Tề Thiên một chút. Hình như nghe nói nhị ca của Lôi Hương Thảo là Lôi Hoán Cường vốn là nhị đương gia của Hồng Đao Hội. Đây chính là một tổ chức xã hội đen rất nổi danh của thành phố Thượng Hải. Tuy nhiên hình như gần đây đồn đại là quốc gia bắt đầu truy quét xã hội đen,
Thanh Trừng Hồng Đao Hội, cho nên nhị đương gia Lôi Hoán Cường đương nhiên cũng trong hàng ngũ bị xử lý rồi. Tề Thiên có vẻ vui mừng trên nỗi đau người khác. Lôi gia ở thành phố Thượng Hải không phải rất có danh khí sao? Lẽ nào ngay cả chút chuyện nhỏ cũng không làm gì được? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Chuyện lần này không tầm thường, lại có thể liên quan đến phương diện an toàn quốc gia. Cục An ninh Quốc gia của thành phố Thượng Hải ra mặt, nghe nói nghi ngờ Hồng Đao Hội có liên quan đến Nhật Bản, chứ đừng nói Lôi gia nằm ở nhị lưu thế gia. Cho dù là nhất lưu thế gia giống như Phượng gia Thủy Châu, sau khi người bị bắt vào Cục An ninh cũng không dễ dàng đào ra như vậy. Mặc dù nói phá án an ninh cũng chịu kiềm chế của nhiều phương diện, nhưng nó chính là đại biểu cho an toàn quốc gia. Lấy Phượng gia Thủy Châu mà nói, nếu không có lão tổ tông Phượng Xí Diêu là cao thủ quốc thuật thất đoạn, làm sao để bọn họ kiêu ngạo như vậy? Tuy nhiên cho dù có đại sư Phượng Xí Diêu nhưng cũng phải bận tâm đến cảm nhận của các thế gia, môn phái khác của Hoa Hạ chúng ta, ở Hoa Hạ chúng ta vẫn còn một nhóm võ giả yêu nước. Bình thời bọn họ đều là ẩn thân nơi núi cao, cũng không thích để ý đến chuyện của quốc gia. Nếu quả thật có môn phái nào, thế gia nào làm được quá giới hạn, bọn họ cũng không ngại đứng ra đả kích Phượng Xí Diêu. Thuận tiện mũi nhọn nhắm thẳng vào phía Thanh Thành có một số liên quan với Phượng Xí Diêu, rút cuộc các đại sư, võ giả này là vì yêu nước, hãy là vì ích lợi môn phái của bản thân mà tranh giành cũng không ai nói rõ được. Dù sao đại kỳ mà bọn họ khiêng cũng nhìn không thuận mắt, yêu nước, mở rộng chính nghĩa. Ví dụ như không ngại tiêu diệt cả nhà Phượng gia, vậy đối thủ cạnh tranh lợi ích ở Hoa Hạ của bọn họ không phải ít đi một người sao? Tuy nhiên muốn tiêu diệt cả nhà Phượng gia cũng không phải chỉ có mấy người là có thể làm được, dù sao phía sau có một phái Thanh Thành đang trước mắt Hoa Hạ đều là nổi tiếng. Cho nên thế gia quốc thuật, môn phái võ lâm của Hoa Hạ đều nhìn chằm chằm vào đối phương, thỉnh thoảng đả kích một chút. Còn nói về tình huống trong Tuyết Đưa Than có lẽ là chuyện thời xa xưa, trừ phi là liên minh ích lợi thì không nói làm gì. Ví dụ như Lô gia Thủy Châu và Diệp gia thì tương đối tốt, ở đây có nhiều phức tạp. Đương nhiên, những thứ được gọi là môn phái võ lâm trong xã hội hiện đại thật ra cũng là tồn tại trên danh nghĩa, không có mấy người như vậy, cao thủ thì càng ít. Lấy phái võ đang ngôi sao sáng chói của quốc thuật Hoa Hạ chúng ta ra nói, nhân mã toàn phái, lại cộng thêm người quét dọn, tạp vụ, cũng không quá mấy chục người. Võ gia chân chính có nền tảng quốc thuật trong người chỉ còn lại mười mấy người. Hơn nữa cao thủ cũng không nhiều, có lẽ người có thân thủ tứ đoạn trở lên không vượt qua hai bàn tay. Trong tiến trình xã hội hiện đại hóa, môn phái võ lâm đương nhiên cũng mai một. Cho nên, môn phái bình thường đều nhập thế rồi, ở trong các thành thị đều mở công ty tập đoàn ẩn danh gì đó, đại đa số đều chủ yếu làm ăn sinh sống, luyện võ chỉ là phụ. Có lẽ chủ tịch tập đoàn nào đó mà anh nhìn thấy chính là trưởng môn nhân môn phái cỡ trung trước kia, còn môn phái nhỏ không có tiền phát triển không đi lên được, kết quả về căn bản đều bị tiêu diệt. Tề Thiên vừa nói đến đây Diệp Phàm không kìm được kinh ngạc nói. Không thể nào, thật sự thê thảm như vậy sao? Chương 478, Lôi gia Thượng Hải. Đương nhiên thê thảm như vậy, em từng gặp một ông chủ nhỏ của tiệm tạp hóa, sau một lần uống rượu say, nghe y khoác lác trước kia mình là trưởng môn nhân của bát quái môn gì đó. Lúc ấy em vừa nghe thấy, thiếu chút nữa kinh ngạc rơi hàm, em còn tưởng gặp được võ lâm cao thủ. Thậm chí đứng thẳng còn toát ra ý niệm muốn bái ông ta làm thầy trong đầu. Nếu nói ra chuyện quái dị này, có thể đại ca sẽ cười bể bụng. Mấy tên lưu manh côn đồ chạy tới ăn chùa còn đòi thuốc hút, lấy đi ba cây thuốc Trung Hoa ngay tại chỗ, ông chủ trưởng môn bát quái môn gì đó đương nhiên không chịu, bọn chúng tay đấm chân đá đánh cho ông chủ kia răng rơi đầy đất. Em còn tưởng rằng gặp phải tên lừa gạt trong lòng mắng. Phá trưởng môn gì chứ? Ngay cả mấy lưu manh côn đồ cũng không đối phó được, sau đó không đành lòng, giúp y đuổi mấy tên lưu manh côn đồ đi. Em hỏi y tại sao muốn nói khoác mình là trưởng môn bát quái môn gì đó. Ai ngờ lão chủ kia thật sự lấy ra lệnh bài lưu lại của tổ tông, còn có mấy quyển quyền phổ màu vàng chứng thực y đích xác là truyền nhân của bát quái môn. Tuy nhiên sau đó vẻ mặt y lại như đưa đám nói, bản thân y căn bản không luyện võ, bởi vì không có căn cốt. Mặc dù có luyện qua mấy chiêu, tuy nhiên chỉ là chiêu thức mèo cào, trông thì ngon mà không dùng được, thật ra nền tảng võ công cũng không bằng đám lưu manh côn đồ trên đường, thật tức chết đi được. Anh nói xem, trưởng môn có khác gì thứ đồ rẻ tiền? Quốc thuật Hoa Hạ chúng ta lại có thể xuống dốc tới mức độ này, lúc ấy em thật sự cảm thấy chua xót. Cho nên,
Xã hội hiện đại, tất cả đều là vì tiền, không có tiền môn phái muốn tìm đệ tử cũng khó khăn. Hơn nữa môn phái còn lợi dụng kỹ xảo quốc thuật của mình để làm ăn, nắm đấm lớn thì kiên quyết đạo lý lăn lộn trên xã hội đen. Tề Thiên vừa nói vừa thở gấp ai oán lắc đầu. Những chuyện mới mẻ trong chốn giang hồ hiện đại này vẫn làm người ta cảm giác được mới nghe lần đầu, Diệp Phàm cũng có nhiều hứng thú. Hắn vốn cho rằng đã là xã hội hiện đại, những người gọi là võ hiệp giang hồ gì đó đã sớm không để lại dấu vết, không nghĩ tới còn có khá nhiều môn phái thế gia vẫn đang ẩn náu tồn tại. Tuy nhiên thực lực và thế lực đều giảm bớt đi nhiều so với thời xa xưa, còn không bằng một thành. Võ thuật truyền thống Trung Quốc đích xác là xuống dốc. Súng ống đạn pháo, kỹ thuật điện tử hiện đại, đương nhiên là kẻ đầu trò gây tội, có đạn dược thuận tiện, ai còn muốn đi chịu khổ luyện công, còn không bằng rút súng ra bắn một viên đạn là có thể giải quyết xong một cao thủ ngũ đoạn quốc thuật. Cho dù là cao thủ đẳng cấp lục đoạn thất đẳng cũng đồng dạng không thể lấy người thử súng. Đương nhiên, người có nền tảng quốc thuật trong người cũng mạnh hơn người bình thường không ít. Đồng dạng lấy một khẩu súng nhưng trong tay cao thủ ngũ đoạn thì sát thương sẽ tăng lên. Hơn nữa cao thủ lục đoạn trở lên, người bình thường cầm súng muốn một phát giết chết y cũng tương đối khó khăn, trừ phi là ngăn chặn tay súng ở cách xa khoảng cách sau lưng hơn 10 mét để bắn lén còn có thể. Bởi vì thân thủ bọn họ quá nhanh nhẹn, thường thường người ta còn chưa bấm cò họ đã sớm tránh ra hoặc là đánh ngươi cho tàn phế. Còn làm sao động đến súng được nữa. Đúng, nhị ca của người yêu bị bắt, hơn nữa không biết sống chết thế nào, Lôi Hương Thảo làm em gái nhất định rất buồn, những ngày tháng sau này của bạn trai Trương Cường khẳng định cũng không vui. Diệp Phàm lắc đầu thở dài. Chuyện này cũng không phải làm người ta giàu dĩ nhất, chủ yếu nhất chính là hiện tại gia chủ Lôi gia là Lôi Trương có quan hệ tương đối tốt với Phượng gia Thủy Châu. Cho nên chuyện này lại nhờ cậy đến Phượng gia. Tối hôm qua chúng ta gặp Lôi Trương ở phòng ca hát Đế Lang, có lẽ chính là đi nhờ cậy Phượng gia. Hơn nữa Lôi Hương Thảo ở Học viện âm nhạc Thủy Châu lại là đại mỹ nữ được xếp hạng 10. Cho nên bất đắc dĩ gia chủ Lôi gia lại đem chú ý nhắm vào con gái mình. Hình như nghe nói muốn gả Lôi Hương Thảo cho nhị tiểu tử Phượng Cửu Phi của Phượng gia, chính là kẻ kiêu ngạo chúng ta nhìn thấy tối qua. Chuyện này vừa vặn thỏa mãn tâm sự của Phượng Cửu Phi. Vì tiểu tử đó hình như cũng đang ra sức theo đuổi Hương Thảo, chỉ là trước kia Lôi Hương Thảo không để ý đến gã. Lần này tiểu tử này lại được gãi đúng chỗ ngứa, Lôi gia có việc đến tận cửa nhờ cậy, Phượng gia đương nhiên cũng không chịu bỏ qua cơ hội, bóng gió đề xuất chuyện này. Lão cáo giả Lôi Trương đương nhiên hiểu ngay lập tức, mặc dù nói ông ấy rất thương yêu Hương Thảo, thế nhưng bây giờ tính mạng của con trai cũng không biết có giữ được hay không. Kết quả cũng đành phải hạ quyết tâm nghĩ cách tác hợp chuyện của Hương Thảo và Phượng Cửu Phi. Xui xẻo nhất chính là Phượng Cửu Phi lại là một tên hoa hoa công tử chính tông, ở Thủy Châu rất nổi tiếng về chuyện trai gái. Y dựa vào một thân công phu không tầm thường chà đạp các cô gái không thương tiếc, trên đường được người ta gọi là hoa hoa thái tuế. Lúc ấy khi Lôi Hương Thảo vừa nghe nói đã khiếp sợ, đương nhiên muốn dùng cái chết để đe dọa. Tề Thiên cũng thở dài, trầm mặc một lúc lại thấp giọng nói. Em nghe Trương Cường nói hình như sáng nay Hương Thảo bất đắc dĩ đã dự tính gật đầu. Hương Thảo sao có thể làm như vậy, vậy Trương Cường không phải muốn đi giết người chứ? Trong lòng Diệp Phàm kích động, một luồng tà hỏa xông ra, hừ lạnh nói. Bởi vì hắn ghét nhất là loại con gái thay đổi thất thường, là lơi ong bướm. Người như thế không đáng được nhắc tới. Ai, Hương Thảo cũng đáng thương, có thể anh không biết. Tối hôm qua cô ấy ép Trương Cường uống say túy lúy. Cuối cùng còn khóc lóc nói là muốn hiến thân. Hơn nữa cắn răng nói là tuyệt đối sẽ không trách cứ Trương Cường chuyện gì cả. Tề Thiên cũng có chút lòng chua xót. Cái gì, chẳng lẽ muốn đi tìm cái chết? Diệp Phàm cả kinh hỏi. Có lẽ vậy, tuy nhiên tối qua Trương Cường cũng đặc biệt tỉnh táo, tức thì tỉnh lại nên không tạo ra chuyện đáng tiếc gì, đỏ mắt nói là muốn giết chết Phượng Cửu Phi, cuối cùng Lôi Hương Thảo quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin rồi chạy đi. Còn y thì ở trong câu lạc bộ phá vỡ mười mấy bao cát của người ta. Hôm nay chủ nhiệm câu lạc bộ gọi điện tới đòi tiền, kết quả còn phải bồi thường mấy ngàn đồng tiền mới xong việc. Ai, đi ra ngoài uống vài chén thế nào, chúng ta đi theo Trương Cường, em sợ y sẽ làm việc ngốc nghếch. Phượng gia cũng không phải là dạng dễ chọc vào, nếu quả thật xảy ra chuyện gì có lẽ cả đời Trương Cường sẽ lưu lạc phương trời rồi. Mẹ kiếp, trên đời này kẻ nào có tiền có quyền chính là mẹ. Tề Thiên tức giận kêu lên.
Sao cậu không đi nhờ cậy lão đầu tử nhà cậu, kêu ông ấy nói chuyện với cục an ninh thành phố Thượng Hải, xem có thể đưa nhị ca của Lôi Hương Thảo ra ngoài hay không? Có lẽ chuyện của tiểu tử này không lớn lắm, cục an ninh thỉnh thoảng cũng hay xé chuyện nhỏ ra to. Diệp Phàm buồn cười nhìn Tề Thiên. Chuyện này em không dám, lão đầu tử tuy nói là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, tuy nhiên ông ấy không muốn dính vào bên an ninh nhất. Hơn nữa an ninh người ta là trực thuộc hệ thống an ninh quốc gia, chưa chắc sẽ nể mặt lão đầu tử. Nếu làm vậy không phải là quá mất mặt, chuyện này hoàn toàn không thể. Hơn nữa em cũng nghe ngóng qua, thật ra lúc ấy nhị ca của Lôi Hương Thảo gia nhập Hồng Đao hội chỉ do một phút cao hứng nhất thời uống say, gã căn bản không biết đầu sỏ của Hồng Đao hội là một tên gián điệp, cho nên chuyện của gã không lớn. Em nghi ngờ cục an ninh quốc gia thành phố Thượng Hải có phải bị Phượng gia Thủy Châu mua chuộc hay không, cho nên dùng chuyện này để uy hiếp Lôi gia gả con gái. Hơn nữa Lôi gia tuy nói đã hạ xuống nhị lưu thế gia, nhưng tài sản trong nhà cũng không ít, nếu như có thể cùng Lôi gia kết thành thân gia, thế lực Phượng gia không phải sẽ càng lớn. Lôi gia Thủy Châu càng sẽ bị bọn chúng ép phải nhảy núi. Tề Thiên vội vàng nói. Lôi gia Thủy Châu, có phải gia tộc của Lô Vĩ hay không? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Không sai, chính là gia tộc của nhị ca, gần đây Lô gia và Phượng gia có khuynh hướng sống mái với nhau. Tuy nhiên nếu hai nhà thật sự đấu đá, Lô gia khẳng định sẽ chịu thiệt. Thế lực của Phượng gia quá lớn, ai? Tề Thiên thở dài, lo lắng cho Lô Vĩ. Sống mái với nhau, chém người. Tại sao? Diệp Phàm hỏi. Còn không phải vì chuyện làm ăn, hiện tại làm gì còn lý do đánh giặc. Bọn họ đều vì lợi ích gia tộc ở trong bóng tối hạ độc thủ lẫn nhau. Tề Thiên nhếch miệng nói. Ừ, có cơ hội chúng ta phải giúp đỡ Vĩ tử mới được, nếu Phượng gia đã muốn mượn hơi Lôi gia, chúng ta phải đi phá đến cùng. Thứ nhất trực tiếp giúp Trương Cường, thứ hai cũng gián tiếp giúp Lô Vĩ. Diệp Phàm cười quỷ dị, lộ ra vẻ lạnh lẽo, làm cho Tề Thiên bất giác dùng mình một cái. Thầm nghĩ, đại ca lúc muốn chơi thì cũng nhất định là nhân vật tàn ác, cũng không hòa khí giống như vẻ ngoài của hắn. Hay, một công đôi việc a đại ca, nếu như có thể đem Lôi gia lôi kéo đến Lô gia không phải là càng hoàn mỹ. Tề Thiên lại nảy ra một chủ ý. Chuyện này có lẽ tương đối khó khăn, từ từ sẽ đến. Diệp Phàm lắc đầu. Sau đó hắn đột nhiên cười nói. Được rồi, kêu Trương Cường đi, ba chúng ta đi uống một trận thống khoái. Diệp Phàm gọi điện cho Trương Cường. Trương Cường, chuyện của Lôi Hoán Cường như thế nào? Cậu nói rõ chi tiết cho tôi, không được bỏ sót chuyện gì. Ai, thủ trưởng, lúc ấy nhị ca của Hương Thảo là Lôi Hoán Cường vì bị phụ thân mắng thành phế vật, cho nên giận dỗi mới đi ra ngoài uống rượu. Cuối cùng quen biết đại đương gia Tần Bạo của Hắc, cuối cùng không hề nghĩ ngợi gia nhập vào. Y còn tưởng đó là một tổ chức xã hội đen. Hiện tại trong tay thế gia nào chẳng khống chế một hai tổ chức xã hội đen, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Vì vậy bèn đồng ý làm nhị đương gia Hắc Long hội, y cũng chỉ muốn trở về khoe khoang chứng minh cho lão đầu tử nhìn thấy mình cũng không phải là một phế vật, ai ngờ xui xẻo rơi vào hố bẫy đặt sẵn của bọn Nhật Bản. Trương Cường thở hổn hển. Cục an ninh quốc gia của thành phố Thượng Hải chuẩn bị xử lý như thế nào? Diệp Phàm hỏi tới. Chuyện này cũng khó nói. Có thể nhẹ có thể nặng. Nếu là nặng sẽ là cấu kết với ngoại quốc, có âm mưu phản quốc, nếu nhẹ cũng chính là một người thanh niên lầm đường lạc lối, có lẽ chỉ ngồi tù mấy năm mà thôi. Tuy nhiên nghe nói gia chủ Phượng gia có gọi điện thoại tới hỏi, sau đó nói như thế nào thì em không biết. Trương Cường trái lại hết sức bình tĩnh nói, cũng không biết trong lòng y đang nghĩ gì nữa. Cậu không phải là thành viên chính thức của tổ hạch tâm số 8 sao, lẽ nào không thể lợi dụng đặc quyền đưa Lôi Hoán Cường ra ngoài? Hơn nữa chuyện này đối với cậu mà nói cũng không khó, thứ như quyền lực, lúc nên dùng cũng phải dùng. Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Không được, chuyện này tuyệt đối không cho phép, nếu không sẽ phải lên tòa án quân sự. Hơn nữa chức vụ của em quá thấp, không có quyền liên hệ với Ban An ninh Quốc gia tỉnh. Thủ trưởng ngài cũng biết rõ nhất, có thể chỉ huy động đến Ban An ninh Quốc gia tỉnh chỉ có một mình đoàn trưởng Thiết. Cục An ninh Quốc gia của thành phố Thượng Hải chẳng qua chỉ là cơ cấu cấp dưới của Ban An ninh Quốc gia tỉnh, có biết hay không chúng ta cũng khó nói, biết là một chuyện, có thể giúp anh làm việc hay không lại là một chuyện khác, có lẽ chỉ có thông qua Ban An ninh Quốc gia tỉnh mới có thể làm được. Trương Cường bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì trực tiếp tìm đoàn trưởng Thiết là được. Diệp Phàm nói trắng ra.
Chương 479, lấy quyền tính mưu riêng. Càng không được, đoàn trưởng Thiết mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy. Bây giờ lại sắp ra ngoài thi hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, em tuyệt đối không thể mang thêm phiền toái cho ông ấy. Cho dù là không phiền toái, em cũng sẽ không đề nghị yêu cầu này, quá vô lý. Thái độ của Trương Cường rất kiên quyết, xem ra thật sự cố chấp. Đồ cố chấp. Diệp Phàm ngầm mắng một câu, tuy nói tổ A đặc cần có quy định cứng nhắc, không cho phép tùy tiện nhúng tay vào công việc khác trong nước, tuy nhiên chuyện này cũng có khe hở chui vào, vì chuyện của Lôi Hoán Cường có liên quan đến an toàn quốc gia. Liệp báo không phải là đơn vị bộ đội chuyên nghiệp chuyên xử lý phương diện an toàn quốc gia hay sao? Nếu lợi dụng chức quyền thích hợp cũng rất bình thường. Đêm khuya, ba người ghé vào một quán rượu tên là Khiếu Lang, Trương Cường giống như có cửu oán với rượu, một hơi mãnh liệt uống cạn hai bình vodka, cả mặt đỏ như lửa đốt. Thêm bình nữa, thêm ba bình nữa. Trương Cường thô bạo, vừa vỗ bàn vừa hét lớn. Tiên sinh, ngài đã uống nhiều lắm rồi, có thể đổi mấy chén nồng độ thấp được không? Một mỹ nhân trong quán rượu như hiểu ý người khuyên nhủ. Thật ra cô ta sợ uống nhiều xảy ra tai nạn chết người, loại rượu vodka tên là tuyết khống hương này mặc dù đặc biệt thơm và sướng miệng, nhưng nồng độ tuyệt đối không thấp hơn 50 độ. Tề Thiên và Diệp Phàm cũng biết Trương Cường có thực lực quốc thuật tứ đoạn, mấy bình rượu này hẳn là không lấy mạng của y được, nhiều nhất chỉ say túy lúy một trận, tuy nhiên tiểu thư quầy rượu lại không biết. Có phải cô sợ tôi trả tiền không nổi có phải không, đưa ngay cho lão tử. Trương Cường nổi giận. Đập vào bàn phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiểu tử, kêu gào cái gì? Mấy anh chàng ngồi bàn cách vách muốn thể hiện uy phong trước mặt người đẹp, mở miệng mắng. Bốp! Đám thanh niên đó còn chưa dứt lời, đã nghe thấy cái bàn của mình giống như chấn vang một tiếng, cúi đầu nhìn lại. A! Tiếng kêu sợ hãi mấy trăm dB truyền đến, thì ra ngay chính giữa cái bàn lúc này đang cắm một cây đũa tre. Nhìn kỹ xuống dưới. Mấy người này phát hiện chiếc đũa này lại có thể cả xuyên thấu chiếc bàn gỗ dày đến 2 cm. Trong tay Trương Cường lúc này còn đung đưa một cây đũa còn lại, xem ra chiếc đũa đó chính là Trương Cường phóng tới. Đây là người sao, mẹ kiếp, đúng là mở rộng tầm mắt. Mấy anh chàng đầu bóng loáng khiếp sợ kêu lên, vội vàng đứng lên cúi người, xin lỗi. Xin lỗi đại ca, vừa rồi quấy rầy rồi, hôm nay chúng em mời anh. Hừ. Ai mà thèm mấy đồng tiền dơ bẩn, ngậm miệng cho lão tử. Tề Thiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Mấy tên đầu chọc nhỏ giọng đáp, cung kính không thôi. Trương Cường, Hương Thảo sao đây? Diệp Phàm hỏi. Ai, Diệp lão đại, cô ấy, ngày mai cô ấy sẽ thuộc về người khác. Trương Cường mắt vằn đỏ, nắm tay nắm chặt kêu răng rắc, mấy cô gái rót rượu xinh đẹp sợ hãi cũng không dám đến gần. Tay run rẩy một hồi vẫn không dám đi qua. Cậu nói vậy là sao, nói nhanh lên. Diệp Phàm bắt đầu nóng nảy. Là như vậy đại ca, có lẽ ngày mai người của Phượng gia lại tới thăm hỏi gia chủ Lôi Trương, có thể bóng gió nhắc tới chuyện hôn sự của Lôi Hương Thảo và Phượng Cửu Phi. Buổi tối Hương Thảo lại tới tìm anh Cường, lúc đi vô cùng thê lương, hình như có ý tứ vĩnh biệt. Anh Cường lo lắng nhất chính là Hương Thảo suy nghĩ nông cạn đi tìm cái chết. Hơn nữa làm người ta tức giận nhất là lão gia hỏa Phượng gia nói là phải đợi sau khi hai nhà quyết định xong hôn sự mới giúp đỡ cứu Lôi Hoán Cường ra ngoài. Tề Thiên tức giận bất bình kêu lên. Anh Cường, chúng ta cùng nhau giết chết Lôi gia, dứt khoát cướp Hương Thảo gia là được rồi, hai người hãy trốn ra nước ngoài một thời gian. Mẹ kiếp, sinh mấy đứa trẻ xem bọn chúng còn nói được gì. Hừ, Trương Cường, cậu có niềm tin đoạt lại Hương Thảo hay không? Trong đôi mắt Diệp Phàm đột nhiên hàn mang bạo phát. Đoạt, lão tử còn muốn làm thịt tên khốn khiếp Phượng Cửu Phi, dám cưỡng ép cô gái của lão tử. Trương Cường sau khi say chuyến choáng, trong mắt huyết khí càng vượng, có lẽ đã chuẩn bị xong. Anh Diệp, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng Trương Cường uống rượu với anh. Anh Cường, em cùng đi với anh. Tề Thiên một hơi rót xuống nửa bình rượu hô. Mẹ kiếp, những chuyện khác sau này hãy nói. Sao hả? Không tin tôi sao, chúng ta cùng đi, Trương Cường, tôi đảm bảo đưa em gái Hương Thảo đàng hoàng ra khỏi Lôi gia, cậu có tin không? Diệp Phàm thần bí nói. Còn về chuyện động dao súng, nắm tay chỉ có những kẻ thô kệch không có tài cán mới làm, chuyện đó thì miễn đi. Chúng ta là người văn minh trong thiên hạ, đó là chọn lựa hạ sách. Đại ca,
anh thật sự có cách sao, nói nghe xem. Tề Thiên có vẻ không tin. Sơn Nhân tự có diệu kế, bữa tối ngày mai chúng ta đến Lôi Gia ăn, 2 giờ đúng xuất phát. Diệp Phàm hô một tiếng. Nửa đêm, Thiết Chiêm Hùng vừa chuẩn bị nghỉ ngơi lại bị Diệp Phàm điện thoại quấy rối. Anh Thiết, vụ án Hồng Đao hội có thể điều tới để cho huynh đệ này thử tay một chút không? Em chưa từng thẩm vấn qua vụ án nào có liên quan đến an toàn quốc gia, cũng muốn nếm thử mùi vị xử lý việc lớn quốc gia, ha ha ha. Diệp Phàm cười khan. Thằng nhãi làm cho Thiết Chiêm Hùng cảm giác hơi nghi ngờ, thầm nghĩ. Quái lạ, tiểu tử này, không muốn chính thức gia nhập vào Liệp báo, thoáng cái lại đề xuất thẩm vấn vụ án, ngày kia đã phải lên đường còn muốn thẩm vấn vụ án gì nữa. Bên trong chuyện này không có khúc mắc gì chứ, mặc kệ, tiểu tử này đã thích thẩm vấn, lão tử sẽ để hắn thẩm vấn cho sảng khoái. Cho dù hắn muốn lấy quyền uy giải quyết việc riêng thì cứ để hắn thoải mái một trận, thư giãn một chút đi chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ thuận lợi. Được, chuyện này thì dễ, để tôi gọi điện thoại đem hồ sơ điều tới đây. Bây giờ có phải cậu muốn bắt đầu thẩm tra xử lý rồi không? Thiết Chiêm Hùng cố ý nói thản nhiên, đương nhiên là muốn thăm dò Diệp Phàm. Chuyện đó là đương nhiên, nếu không đêm hôm khuya khoác gọi điện thoại tới làm gì. Hơn nữa ngày kia lại phải lên đường rồi, thẩm tra sớm kết thúc sớm vẫn tốt nhất. Diệp Phàm tiếp tục cười khan nói. Tùy cậu, cần người nào phối hợp thẩm tra xử lý cậu cứ điểm tướng, tất cả lính Liệp báo đều là thủ hạ của cậu, cậu yêu cầu người nào thì chính là người đó, tôi tin tưởng bọn họ tuyệt đối không từ chối. Thiết Chiêm Hùng rất là sảng khoái đáp ứng. Trái lại làm Diệp Phàm có vẻ khá bất ngờ, thầm nói. Quái, anh Thiết đáp ứng dễ dàng như vậy, thậm chí nguyên nhân cũng không hỏi, trong chuyện này không giấu giếm ẩn ý gì chứ. Mình sẽ không trúng bẫy của y, thầm đi thầm lại cũng không thoát khỏi tay, hẳn là không phải, tổng bộ cũng biết tính toán của mình rồi. Hẳn là không cưỡng bức trở thành thành viên chính thức của tổ đặc cần. Mình vẫn làm lá bài chủ chốt ẩn danh thì tốt hơn, cuộc sống như cũ. Tuy nhiên bây giờ vì Trương Cường cũng đành phải vậy. Hiệu suất làm việc của Liệp báo thật sự không phải nói, lúc 3 giờ, hồ sơ đã do Tề Thiên tự mình đưa tới tận tay Diệp Phàm, tiểu tử này cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Diệp Phàm, cũng âm thầm chắc lưỡi hít hà năng lượng của Diệp Phàm. Thầm nghĩ, cha, chẳng trách đại ca nói vô cùng chắc chắn như vậy, thì ra là làm chuyện giải quyết tận gốc, lợi hại. Bản thân đảm nhiệm chức vụ thẩm quan, muốn lấy quyền hành mưu đồ việc riêng là chuyện rất dễ dàng. Cho dù anh trai của Hương Thảo thật sự có chuyện hư hỏng tuyến bán nước gì đó, có lẽ đại ca cũng có thể nhẹ tay một chút. Tuy nhiên việc này thật sự quái dị, Cục An ninh Quốc gia của thành phố Thượng Hải tại sao lại nghe lời như vậy, thoáng cái đã đưa hồ sơ đến, quái lại. Đương nhiên, Tề Thiên có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được ẩn ý bên trong, có lẽ người hiểu rõ chỉ có Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng. Ngay cả Trương Cường cũng không dám xác định tổ hạch tâm số 8 có thể chỉ huy động đến Ban An ninh Quốc gia tỉnh hay không, trước kia chỉ là phối hợp giúp đỡ đi thẩm tra xử lý vụ án. Hơn nữa lần này là Thiết Chiêm Hùng tự mình ra mặt, Ban An ninh Quốc gia tỉnh Nam Phúc nào dám không trực tiếp đưa hồ sơ tới, lập tức đem vụ án Hồng Đao hội chuyển giao cho Liệp báo. Hơn nữa Liệp báo chịu ra mặt tiếp nhận loại vụ án này đối với Ban An ninh Quốc gia mà nói đương nhiên là chuyện tốt, giảm bớt đi phiền toái bên người. Phải biết rằng thế lực của Lôi Gia hiện tại cũng không nhỏ, hiện tại lại trộn lẫn tiến vào Phượng Gia Thủy Châu có thế lực lớn hơn, nếu giải quyết tình cảm thì có vẻ trái luật, nếu không tình cảm thế lực Phượng Gia quá lớn, sau này sẽ gặp phiền phức. Củ khoai lang nóng bỏng tay này bây giờ lại được Liệp báo tiếp nhận, trưởng ban Ban An ninh Quốc gia tỉnh vô cùng cao hứng. Cho nên ông ta vừa nhận được vừa điện thoại của Thiết Chiêm Hùng đã lập tức kêu người chuẩn bị kết quả thẩm tra xử lý thời kỳ trước. Trực tiếp phái người ngay trong đêm mang hồ sơ tới đưa hết cho căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Trong lòng đương nhiên có dự tính chuyện này Ban An ninh Quốc gia không tiếp nhận, cho dù có chuyện nhức đầu gì thì cứ để Liệp báo chịu đau đi. Biệt thự Lôi Gia ở thành phố Thượng Hải thật ra là một ngôi nhà theo phong cách cổ xưa ở Đông Thành chiếm diện tích dài rộng tới 3 dặm. Phòng ốc hết sức cổ xưa, trên gạch ngói bỏ đầy rêu xanh và thực vật dây leo, mang tới cho người ta một loại mùi vị vô cùng tự nhiên. Buổi tối hôm nay nhà Lôi Gia tương đối náo nhiệt, nghênh đón nhị trưởng lão Phượng Gia, đại cao thủ quốc thuật ngũ đoạn Phượng Hoàng Đức, một lão đầu tử gầy gò vô cùng tinh khí. Phượng Gia là một trong tứ đại thế gia cổ xưa Thủy Châu, nghe nói có một số quan hệ mịt mờ với phái Thanh Thành trong mấy môn phái lớn.
Đối với gia chủ Lôi Trương của Lôi gia Thượng Hải mà nói đây là một chuyện đại hỷ sự, Lôi gia trước kia cũng chỉ có một số quan hệ dây dưa về lợi ích với Phượng gia, cũng không hòa thuận gì cả, hơn nữa còn đến mức đi đút lót bọn họ. Hiện tại nếu như hai nhà thành thân gia, sau này chẳng khác nào bám vào Phượng gia, cũng tương đương gián tiếp dính vào phái Thanh Thành, lợi ích thật sự không nhỏ. Hơn nữa đại thiếu gia Lôi Hỏa Vân của Lôi gia vẫn muốn tới phái Thanh Thành khổ luyện quốc thuật mà vẫn chưa vào được. Bởi vì phái Thanh Thành là tông phái võ lâm uy tín lâu năm, hiện tại tuy nói tính cả trưởng lão lẫn tông chủ, người quét dọn tạp vụ, cũng chỉ còn không quá trăm người. Tuy nhiên phương pháp, vũ kỹ, công cụ luyện công và một số phương tiện đặc thù lão tổ tông truyền xuống mấy ngàn năm vẫn đang còn, ví dụ như loại trang bị cọc hoa mai tiêu chuẩn cao, rất cổ xưa, loại thùng đá có đường kính khổng lồ đạt phạm vi 7-8 thước, dây thừng vân vân. Nếu như có Phượng gia tiến cử, Lôi Hỏa Vân cũng rất có khả năng có thể đạt được ước mơ vào phái Thanh Thành khổ luyện võ công. Hơn nữa tác dụng mơ hồ khác nằm ở chỗ nếu một thế gia có một môn phái quốc thuật cổ xưa chống đỡ sau lưng cũng có thể có một số tác dụng chấn tộc. Thật ra tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ thế gia tiến hành cũng tương đối phức tạp và tàn khốc, Lôi gia cũng không chỉ có một hệ của Lôi Trương, chỉ riêng anh em của Lôi Trương cũng có mấy người, những người này lẽ nào không muốn ngồi lên vị trí gia chủ. Con trai không muốn đi cai quản quyền nhân sự quyền tài sản của tập đoàn Lôi Thị, cho nên nội bộ Lôi gia cũng thường xuyên phát sinh tranh chấp. Nhất hệ của Lôi Trương có Phượng gia và phái Thanh Thành chống đỡ, còn sợ các anh em khác sao? Chương 480, đến tận cửa quấy rối. Lúc này tiệc rượu còn chưa bắt đầu, không khí trong đại sảnh rất hòa nhã. Lôi Trương và Phượng gia nhị trưởng lão Phượng Hoàng Đức cười nói vui vẻ như một đôi bạn già, thật ra thì đều là giả dối. Còn Lôi Hỏa Vân đang cùng Phượng Cửu Phi sắp trở thành em vợ cũng ra vẻ thân mật. Dĩ nhiên bên cạnh còn có thêm vài công tử thế gia các tỉnh phía Nam tới tham gia náo nhiệt. Ví dụ như Tôn gia đại công tử Tôn Bài Không, Diệp gia đại công tử Diệp Phi Tiêu đang ngồi bên cạnh, còn thêm vài thiên kim tiểu thư danh môn của thành phố Thương Hải, người nhà quan viên cũng tới góp vui. Trong đại sảnh rất náo nhiệt, tụ tập ở đây đoán chừng tới mấy chục người. Thành phố Thương Hải là thành phố lớn có hơn 200 vạn nhân khẩu, vị trí địa lý tương đối trọng yếu. Đối diện cách đó không xa chính là Đài Loan, quốc gia có bố trí có trọng binh canh gác ở đây nên ngoại trừ tứ đại thế gia ra cũng có không ít tiểu thế gia, vàng thau lẫn lộn tụ cùng một chỗ. Chỉ có Lôi Hương Thảo không chịu xuống lầu, một mình ngồi trong phòng khóc thầm, trong người còn giấu thêm một thanh chủy thủ. Chẳng qua tối nay cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, chưa phải chính thức đính hôn, cùng với bàn bạc việc làm ăn sau đó tiến hành ký kết sơ bộ, nếu không thì gia chủ Phượng gia Phượng Lăng không khẳng định cũng tới. Tuy nhiên tối nay cũng rất quan trọng, nếu như thuận lợi qua cửa này thì hôn sự chắc cũng xác định tới tám thành. Mục đích của bữa cơm tối nay là thông báo với các thế gia, nhà giàu, các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và quan viên của tỉnh Nam Phúc là hai nhà chuẩn bị lễ đính hôn. Xin hỏi mấy vị tiên sinh muốn tìm ai? Hai người canh cửa ăn mặc kiểu vũ giả luyện công lên tiếng ngăn mấy người Diệp Phàm. À, chúng tôi là bạn họ của Hương Thảo, hôm nay tới thăm cô ấy. Lô Vĩ trả lời thản nhiên, xem ra cũng có thiên phú diễn xuất làm Diệp Phàm bên cạnh cũng âm thầm giơ ngón tay lên. Khách nhân chờ để tôi hỏi một chút. Một thanh niên cao lớn đi vào, lát sau quay trở ra chau mày. Thật xin lỗi, gia chủ đã dặn dò khuya hôm nay có khách nên tiểu thư không rảnh, xin mời sau này đến lại. Hai vị võ giả canh cửa ra vẻ khách khí, tuy nhiên trông ánh mắt lóe lên vẻ bất thiện. Như thế nào người anh em? Ngay cả cửa còn không thể nào vào được còn thế nào. Lô Vĩ giang hai tay vẻ bất lực cười khổ với Diệp Phàm. Người đi báo khô Lôi Trương tiên sinh một tiếng là ta có tin tức của Lôi nhị công tử, gặp hay không thì tùy. Nếu không, chúng ta thì rời đi, hừ. Diệp Phàm lạnh lùng, phong phạm đại sư hiển lộ rõ ràng, ra vẻ cao nhân thần bí, dĩ nhiên đều là mánh lới gạt người. Nhị thiếu gia, a, à, ngươi chờ đó. Người thanh niên ngây người một lát rồi vội vàng chạy vào. Chỉ chốc lát sau, Lôi Trương vội vàng bước ra, thấy Trương Cường thì sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Tiểu tử, không phải đã sớm nói với ngươi, không được đến dây dưa Hương Thảo, có phải cho là Lôi gia ở Thương Hải hiền lành quá rồi phải không? Thật xin lỗi, cháu chỉ muốn gặp Hương Thảo. Trương Cường cũng ngoan cố, đáp lại lạnh như băng. Tiễn khách, Lý Cương. Sau này người nào đến không có hồng đường thỉnh thúc thì không cho vào, đúng là một đám đạo trích.
Lôi Trương hừ lạnh phất tay định đi vào trong. Hồng Đường thỉnh thúc, thật có khí thế. Lô Vĩ cười nhạt. Hồng Đường thỉnh thúc là thứ gì? Diệp Phàm nhìn Lô Vĩ, cảm thấy giấy mời khách chỉ là một tờ giấy thôi sao, có gì mà còn phân Hồng Đường thỉnh thúc? Ở Thủy Châu có một cửa hiệu lâu đời chuyên sản xuất thiệp mời khách tinh xảo gọi là Hồng Đường thỉnh thúc, giá một tấm tới 4 đồng, những thế gia nổi tiếng khi mời khách đều dùng thứ này, dân chúng bình thường thì dĩ nhiên là không cần nghĩ tới. Lô Vĩ hơi châm chọc. Ừ, đúng là khí thế, chỉ cần cái tam đẳng kém nhất cũng đã ngang với một tháng lương của tôi rồi, loại như vậy một tờ cũng đủ để tôi ăn cơm 3 tháng. Chỉ có mấy chữ mà đắt đến xót ruột. Ai, thật là đáng tiếc. Nếu có thể đổi lại tiền hẳn là tốt. Diệp Phàm hiểu rồi thì cũng nói đùa. Dĩ nhiên hai người đều nói mát mẻ, Lô Trương vừa nghe thì trầm mặt định phát hỏa. Cường ca, anh đã đến rồi, mau vào đi. Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Lôi Hương Thảo. Hương Thảo, con ra ngoài này làm gì, loại bằng hữu này có đáng để tới đây không? Lôi ra chúng ta đâu mời bọn họ. Lôi Trương trầm giọng, lúc này Lôi Hương Thảo cũng vừa ra tới cửa. Phượng Cửu Phi và Lôi Hỏa Vân cũng đi theo, hai công tử Tôn gia Diệp gia thấy vậy cũng chạy theo làm ngoài cửa thoáng cái đã náo nhiệt. Vừa thấy mặt Lô Vĩ, mấy đại thế gia công tử lập tức hoảng hồn, không ai dám lên tiếng, chắc là cũng đã biết. Có ý gì Lôi gia chủ, Trương Cường này tuy nói chỉ là lính nghèo nhưng chú là một người chủ gia đình nói vậy cũng quá khắc bạc, quá không có phong độ đi. Trương Cường tức giận, đoán chừng muốn nói quá không có tu dưỡng. Chẳng qua thấy Lôi Hương Thảo nên đem nửa câu sau đổi thành phong độ. Khắc bạc, phải xem đối với người nào rồi. Đối với người văn minh chúng tôi đương nhiên là văn minh đối đãi, về phần lưu manh côn đồ giống như các ngươi thì không khắc bạc được không? Vô lại, mau cút, nếu không đừng nói Lôi Hỏa Vân ta tính tình không tốt. Lôi Hỏa Vân thấy Trương Cường khí thịnh thì cũng phát hỏa, giơ tay phất phất như đuổi ruồi. Anh sao có thể xử sự với bạn bè em như vậy? Lôi Hương Thảo giận đến lắp bắp, đôi môi run rẩy, nước mắt đã ứa ra. Em gái, anh đã nói với em rồi, chơi với bạn bè phải rất thận trọng, những thứ không đứng đắn này mà nói bạn bè thì chỉ có thiệt thòi thôi. Lôi Hỏa Vân liếc mấy người Diệp Phàm vẻ khinh thường. Lôi Hỏa Vân, anh sẽ vì lời nói hôm nay mà hối hận giấy. Lô Vĩ cũng đã nổi giận, tính khí thanh niên nổi lên, hai tay đút túi quần cười lạnh. Hối hận, buồn cười, quá buồn cười. Có thể làm tôi hối hận, rằng lão tử cũng cười đến nỗi sắp rớt ra rồi, ha ha. Lôi Hỏa Vân khẽ gập người, ra vẻ buồn nôn. Hừ, nó nói không sai, là nhị công tử Lô gia Thủy Châu, nó có tư cách nói lời đó, không hề khoa trương. Phía sau Lôi Hỏa Vân đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm đục lạnh lùng. Chú, sao chú tới đây? Lô Vĩ hơi ngạc nhiên nhìn tiểu trưởng lão Lô Chí Viễn của Lô gia. Ha ha. Vốn là hôm nay có việc đi ngang qua thành phố Thương Hải, sau đó gia chủ Lôi Trương mời tới đây tham gia náo nhiệt. Ai ngờ tính tình thiếu gia Hỏa Vân lại như vậy, còn nói còn nhị công tử Lô gia là lưu manh côn đồ cộng thêm vô lại, không xứng với cái gì cả, ai? Sớm biết thì đừng tới, hừ, Lôi gia chủ, cáo từ. Lô Chí Viễn sầm mặt, dứt khoát ôm quyền cáo từ, phất tay áo định rời đi. Lô trưởng lão, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Con trai tôi đúng là không biết vị này là nhị công tử Lô gia nên nói chuyện không thỏa đáng, mời về trong sảnh uống chén trà. Lô công tử cũng mời vào. Lôi Trương hoảng hốt, trong lòng thầm kêu một tiếng xui xẻo. Ai nghĩ rằng thanh niên cợt nhả giống như lưu manh côn đồ này lại là nhị công tử Thủy Châu Lô gia có thân phận cao quý. Lô gia tuy trong Thủy Châu tứ đại thế gia xếp số 2 nhưng cũng là thế gia lánh đời đời xưa. Hơn nữa lợi hại nhất chính là trong Lô gia có mấy thành viên ở trong các bộ và ủy ban trung ương ở Yên Kinh, quan viên địa phương cũng không thiếu, trong quân đội nghe nói cũng có. Thực lực của bọn họ so với Thủy Châu Phượng gia về phương diện nhỉnh hơn chút ít. Phượng gia thắng ở tiền nhiều khí mạnh mà Lô gia thắng ở chỗ quan viên đông đảo. Lôi Trương biết vậy nên nhìn con trai giận đến xanh mặt, nhỏ giọng quát. Còn không xin mời Lô nhị công tử vào trong sảnh uống chén trà. Lô công tử, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm, mời vào phòng uống chén trà. Khuôn mặt Lôi Hỏa Vân hồng như cà chua, vội vàng giả lả. Ba người đi vào trong sảnh ngồi xuống. Lô công tử, sau này có rảnh rỗi thường tới Lôi gia đại viện thăm một chút, cứ coi đó như nhà mình đi, ha ha. Lôi Trương cười híp mắt, thần sắc lập tức thay đổi.
con gái mình có thể quen biết nhị công tử Lô gia cũng không hẳn là không tốt, chẳng phải tục ngữ nói nhiều bằng hữu là nhiều đường sao? Không biết ngoài ừ bạn học bên cạnh anh là ai? Lôi Hỏa Vân mỉm cười nhìn Diệp Phàm, bởi vì vừa rồi Diệp Phàm nói dối nói là bạn học của Lôi Hương Thảo nên Lôi Hỏa Vân mới cẩn thận hỏi lại. Gã chỉ sợ động vào lại lòi ra một cái gì như công tử Nam Cung gia hoặc Từ gia thì phiền to. À, bạn thân của tôi, Diệp Phàm. Lô Vĩ Thuận miệng đáp. Không biết Diệp huynh nhà ở nơi nào à? Lôi Hỏa Vân lễ phép hỏi, vì gã đã vừa nghĩ qua một vòng. Nhìn chung thế gia quốc thuật Hoa Hạ ngoại trừ Thủy Châu Diệp gia thì cũng không còn danh nhân họ Diệp nào khác, trong giới phú hào hay chính giới cũng không nghe nói tới người nào có tên là Diệp Phàm. Diệp gia đại công tử Diệp Phi Tiêu vẫn còn ở đây, lúc nãy cũng không tỏ vẻ gì nên chắc tiểu tử này không phải là người của Diệp gia, vì vậy thái độ của Lôi Hỏa Vân lạnh nhạt hơn rất nhiều. Một con dế nhũi nông thôn tới cũng tới xem náo nhiệt, đúng là thói đời đảo điên a, không biết tự lượng sức. Mặt bên đột nhiên có một thương ách thanh âm đoạt đáp, trong thanh âm hết sức khinh bỉ ý. À, Hoàng Đức Huynh biết vị Diệp tiểu hữu này. Lôi Trương hơi ngạc nhiên nhìn Phượng gia nhị trưởng lão Phượng Hoàng Đức. Thứ hắn còn không xứng để tôi biết, đồ chó không biết chạy từ ổ nào tới, hừ. Phượng Hoàng Đức lại càng khinh miệt, đương nhiên là muốn thừa cơ nhục nhã đồng chí Diệp Phàm. Bởi vì tối hôm trước ở phòng ca múa đế lang, lúc đó Phượng Bình Thiên của Phượng gia nhảy vào đá Diệp Phàm, kết quả bị Diệp Phàm chơi đòn âm dùng ngũ âm tiệt mạch chỉ đánh gãy chân. Cho tới bây giờ Phượng gia vẫn không thể hiểu tại sao Phượng Bình Phi lại gãy chân, phần lớn người Phượng gia đều cho rằng gã lỡ đà nên cuối cùng tự té. Chương 481, giả heo ăn thịt hổ. Tuy nhiên người của Phượng gia sau đó cũng điều tra qua nội tình của Diệp Phàm, cuối cùng không điều tra ra được gì. Phượng gia có lẽ cho rằng Diệp Phàm là đồ nhà quê chui ra từ thôn nhỏ xó xỉnh nào đó, cho nên Phượng Hoàng Đức mới khinh thường như vậy. Bởi vì Phượng gia điều tra cả nhà họ Diệp, không phát hiện thái tử gia nào quan hệ với tiểu tử này. Lão thất phu, không phải ông khinh thường tôn tử, muốn hành hung đánh người, cuối cùng không cẩn thận tự mình té ngã đứt xương sao? Chuyện này có quan hệ gì đến tôi đến từ nông thôn, nhưng cũng không có chỗ nào thua kém ổ gà rách nát Phượng gia các người, hừ. Diệp Phàm giận tím mặt, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Một câu thốt ra làm kinh hãi toàn bộ mọi người trong sảnh, đám người Tôn Bài Không, Diệp Phi Tiêu, ngay cả Trương Cường và Lô Vĩ đều thiếu chút nữa hóa đá. Không ngờ lão đại, đồng chí Diệp Phàm luôn luôn ôn hòa khi đối mặt với Phượng Hoàng Đức quốc thuật ngũ đoạn, tiểu trưởng lão Phượng gia lại có thể không nể mặt lão gia hỏa này một chút nào. Tiểu tử, chán sống rồi sao, dám mắng tiểu trưởng lão Phượng gia ta. Em họ của Phượng Cửu Phi là Phượng Hải Tinh là người đầu tiên không nhịn được, thanh niên thường nóng nảy. Đương nhiên, có một nguyên nhân là anh trai ruột của gã Phượng Bình Thiên bị Diệp Phàm hạ đòn ngầm làm gãy xương hôm đó, hay là gã cũng muốn biểu hiện uy phong của mình trước mặt mấy đại mỹ nữ trong sảnh. Cho nên, gã không chút do dự, một quyền bén nhọn xé gió đánh về hướng Diệp Phàm. Cơ thể cũng theo đó nhảy lên cao hơn một thước bổ xuống. Phượng Hải Tinh, người anh phải tìm là tôi. Lô Vĩ cũng một quyền cuốn tới thay Diệp Phàm ngăn đỡ đòn này. Đồng chí Diệp Phàm khẽ cười ngồi ở đó không hề động đậy, tuy nhiên đầu ngón tay khẽ nâng lên, lén lút lấy thủ pháp phi đao bắn ra một hạt đậu tương. Đồng chí Diệp Phàm phi đao là nhất tuyệt, nhưng dùng thủ pháp bắn ra đậu tương uy lực cũng không rất nhỏ. Hơn nữa người có quốc thuật bình thường đều không cách nào cảm nhận được, vì thể tích của hạt đậu tương quá nhỏ, dễ dàng bị mọi người bỏ qua. Phút. Phượng Hải Tinh vọt lên phía trước hai bước, đột nhiên cảm giác trên đùi bị thứ gì mạnh mẽ ghim vào, đau như gãy xương. Choảng! Phượng Hải Tinh không cẩn thận từ trên không trung rơi thẳng xuống trước mặt Diệp Phàm, tình cảnh chẳng khác gì chó đói liếm. Lô Vĩ cũng ngơ ngác nhìn bàn tay mình, rất buồn bực nói. Kỳ quái, tiểu tử này không phải đột nhiên mắc bệnh động kinh, tự nhiên quỳ xuống như vậy, hình như trưởng kình của mình còn chưa động tới người gã. Lão tử chỉ mới có bước đầu tứ đoạn, lại phun không ra nội kình trưởng lực, đó là độc quyền của tiên thiên tôn giả, siêu cửu đoạn, ngay cả Lô đại trưởng lão cao thủ thất đoạn nhà mình cũng chỉ có thể tràn ra một chút khí tức nội kình. Dựa vào sức mạnh và trưởng phong của phách không trưởng miễn cưỡng có thể chém nứt cành cây nhỏ lớn bằng lạp xưởng cách đó mười mấy mét, đó là vì vũ khí đặc biệt phách không trưởng của nhà mình. Bản thân lão tử muốn từ trên không chém tiểu tử này quỳ xuống làm sao được, 30 năm nữa còn có thể. Thật là kỳ quái.
Ha ha, Phượng gia thiếu gia, anh quỳ phục trước mặt tôi như vậy khiến tôi rất bối rối, vì, ha ha, chấm xin lỗi, vì tôi quên mang theo túi tiền rồi. Diệp Phàm nói mỉa mai. Hắn còn nháy mắt, xoay đầu nói với Lô Vĩ. Lô Vĩ, cậu có mang tiền không? Nếu có thì thưởng cho cậu ấy một đồng trước đi. Nếu không tôi không còn mặt mũi nào gặp gỡ người khác. Ai, chuyện này thật quá mong đợi, đồ nhà quê đến từ nông thôn này cuối cùng cũng có thể khen thưởng, ha ha ha. Nếu đang ở nông thôn thì tốt, tôi còn có thể đào trong đất ra củ hai khoai lang làm bao tiền lì xì thưởng cho cậu ấy. Ở chỗ này thì... Diệp Phàm cười khan, hết sức bớn cợt. Hải Tinh, cháu không sao chứ? Phượng Hoàng Đức vội vàng tiến lên đỡ Phượng Hải Tinh dậy. Ánh mắt cũng hết sức quái dị liếc nhìn gã, hình như không phát hiện ra thương thế gì. Tuy nhiên y nhìn thấy khuôn mặt Phượng Hải Tinh cứ nhăn nhó, đau đến mức phùng mang trợn má mà không dám phát ra âm thanh lại cảm thấy thật sự kỳ quái. Thật ra Diệp Phàm bắn ra hạt đậu tương có công năng đặc thù đánh bỏ trên không, nhìn qua da rẻ bên ngoài bắp chân không hề có vết thương nào, kỳ thật bên trong đầu xương đã vỡ ra. Tiểu tử, ta đạp chết ngươi. Phượng Hải Tinh cảm thấy hôm nay quá mất mặt. Cố nén đau, điên cuồng gào thét, đẩy tiểu trưởng lão nhà mình ra, đùi phải nhanh chóng đá điên cuồng. Hừ, ngươi dám. Trương Cường và Lô Vĩ cùng nhau kêu lên nhào tới, tuy nhiên đã quá muộn, vì Phượng Hải Tinh cách Diệp Phàm quá gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chân đá lên mặt Diệp Phàm. Vù, bốp, rắc. Một chuỗi thanh âm dữ dội liên tiếp vang lên, Phượng Hải Tinh đầu tiên bay ra ngoài 5 mét. Sau khi ngã xuống đất lại xoay người ba vòng rưỡi giống như con lừa lười nhác lăn lộn dưới đất, cuối cùng tê liệt dưới đất, ôm bắp chân kêu đau không ngừng. Lần này gã không nhịn được nữa, bất chấp đến hình tượng kêu gào đau đớn, có lẽ thật sự rất đau, vì xương chân vỡ nát. Hừ, tiểu tử Phượng, lần này là cậu chọc vào tiểu gia tôi. Con cọp không phát huy, cậu tưởng tiểu gia là mèo bệnh sao? Thật buồn cười, người của Phượng gia làm sao đều như vậy? Các người còn lỗ mãng hơn loại thô kệch đến từ nông thôn như tôi, lẽ nào người của Phượng gia Thủy Châu đều là một đám không ra gì? Hừ! Diệp Phàm ngồi một chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt nói, căn bản không nhìn thấy hắn động tay động chân, chỉ cảm giác bóng dáng chợt lóe, đã thấy Phượng Hải Tinh kêu rên dưới mặt đất. Cảnh tượng hết sức quái dị. Cảnh tượng này khiến mọi người trong sảnh nhất thời thiếu chút nữa muốn rớt con mắt. Bởi vì Phượng Hải Tinh có thân thủ đỉnh cao nhị đoạn quốc thuật, thiếu niên này còn chưa động đậy đã khiến Phượng Hải Tinh lăn lộn dưới đất. Công lực của thiếu niên này thật ghê gớm, đây lẽ nào là thuật cách không mà cao thủ bát đoạn sử dụng, chuyện này thật quá kinh người, một cao thủ bát đoạn chưa đến 20 tuổi. Tuy nhiên có mấy nhân sĩ trong sảnh suy nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, đại sư quốc thuật bát đoạn chí ít cũng phải ba mấy tuổi. Phượng Tứ Tiểu Thư người trẻ tuổi nhất trong Tứ Tú Hoa Hạ cũng 28, 29 tuổi, người ta có sư phụ và gia thế tốt. Có dược liệu cửu phẩm hỗ trợ. Người bình thường làm gì có loại may mắn này. Đại sư quốc thuật thất đoạn, bát đoạn bình thường có lẽ đều trên 40 tuổi trở lên, đa số đều là lão già 80, 90 tuổi, giống như là Phượng Xí Diêu, trưởng lão Phượng gia, trưởng lão Thanh Tiên của Lô gia cũng khoảng 80 tuổi, 20 tuổi đạt bát đoạn, không có ai dám nghĩ, không có ai dám tin. Cảnh tượng quỷ dị vừa rồi chỉ có thể giải thích là một sự trùng hợp mà thôi. Phượng trưởng lão, giết chết tên tiểu tử này cho cháu, giết chết hắn. Phượng Hải Tinh khàn giọng kêu gào, thật sự không còn bất chấp đến thể diện. Tiểu Nhi, đón một quyền của lão phu. Phượng Hoàng Đức cũng bất chấp thể diện, hoàn toàn không chú ý đến mọi người có nói mình gậy già lên mặt, kình khí toát lên tay, đập tới. Hừ, ông chỉ có thân thủ ngũ đoạn cũng lấy ra khoe khoang gì chứ. Diệp Phàm hừ lạnh tiện tay nâng nhẹ một quyền nghênh đón. Giống như căn bản không sử dụng sức lực gì. Vù, rắc. Quyền phong mạnh mẽ của Phượng Hoàng Đức như đá ném vào biển rộng, không dấy lên được một chút sóng gợn nào cứ thế mà biến mất. Còn bản thân Phượng Hoàng Đức lại mãnh liệt nện ra ngoài 5 mét trong tiếng va chạm, đập vỡ ba chiếc ghế và một bàn trà lăn lộn xuống đất, há miệng phun máu tươi không ngừng. A, à, thiên tài lục đoạn trẻ tuổi nhất. Trưởng lão Lô Chí Viễn không kìm được điên cuồng gào thét trong lòng. Cho dù là trong lục đại nhất lưu thế gia Hoa Hạ hiện nay thân thủ lục đoạn như lão bất tử Phượng Mao Lân là rất hiếm thấy. Cảnh giới võ giả chia từ nhất đoạn đến cửu đoạn, mỗi đoạn lại chia làm 4 cấp nhỏ, theo thứ tự là khai nguyên, tiệt lưu, luyện kính, thuần hóa.
Đại sư nào vượt qua cửu đoạn thì sẽ tiến vào hàng ngũ tiên thiên tôn giả, đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ cũng khó nhìn thấy, có hay không chỉ là mọi người truyền thuyết lẫn nhau mà thôi. Chính là vượt qua nhất lưu đại sư lục đoạn đã rất hiếm thấy rồi. Lấy Lô Gia Gia mà nói, trừ đại trưởng lão Lô Giật Tiên là một cao thủ siêu nhất lưu thất đoạn gia, lục đoạn không có ai. Ngũ đoạn ngoài tiểu trưởng lão gia không có người nào, tứ đoạn, tam đoạn còn lại tập trung thành một khối còn không đến 5 người, toàn bộ cao thủ của Lô Gia cộng lại còn không bằng một lớp ẩm thực tăng cường. Đương nhiên, Phượng Hoàng Đức cũng hoảng sợ, vì đại trưởng lão Phượng Xí Diêu của Phượng Gia trước mắt cũng chỉ vừa đột phá đến cảnh giới tiệt lưu thất đoạn, tuy nhiên đã gần 90 tuổi. Có lẽ lúc nào đó hai chân sẽ đạp một cái đến Hoàng Tuyền Địa Phủ báo cáo, tuy nhiên Phượng Gia có phái Thanh Thành cường đại ở phía sau chống đỡ. Hơn nữa quan hệ với gia tộc Trần của Nam Hải cũng tương đối tốt, cho nên cũng không cần lo lắng gì cả. Gia chủ Lôi Trương hối hận đến mức ruột sắp biến thành màu tím xanh, vừa rồi bản thân mình lại có thể ngu xuẩn mắng chửi thiếu niên họ Diệp này là lưu manh côn đồ, vô lại. Hắn chính là đại sư lục đoạn, thử nghĩ xem đáng sợ đến mức nào, có thể bồi dưỡng ra người cao thủ thiếu niên như vậy, ở sau lưng tuyệt đối có sự tồn tại thần bí có tu vi bát đoạn, cửu đoạn. Thậm chí siêu giai như tiên thiên tôn giả, nếu không làm sao có thể bồi dưỡng ra đại sư lục đoạn chưa đến 20 tuổi. Lẽ ra con gái Lôi Hương Thảo có thể quen biết cao nhân như vậy hẳn là vinh hạnh của Lôi gia Thượng Hải, tất cả đều do mình làm hỏng. Nếu chọc vào cao thủ như vậy, có lẽ một mình hắn cũng có thể phá hủy cả nhà Lôi gia, đương nhiên là chỉ ở trong bóng tối. Nghĩ đến những quan hệ lợi hại này, trên mặt của gia chủ Lôi Trương toát đầy mồ hôi to như hạt đậu tương. Không ngừng lấy khăn giấy ra lau lau. Tiểu tử, cho dù cậu có thân thủ siêu cao, Phượng gia Thủy Châu chúng tôi cũng không sợ cậu, hừ. Núi không chuyển nước chuyển, nước không chuyển đường chuyển, một ngày nào đó cậu sẽ chuyển tới trong tay Phượng gia chúng tôi, đi. Phượng Hoàng Đức lau vết máu trên miệng, ôm lấy Phượng Hải Tinh sải bước mà đi. Hoàng Đức huynh, chuyện hôm nay thật có chút. Lôi Trương vội vàng đuổi theo xin lỗi không thôi. Lôi gia các anh lợi hại lắm. Sinh được đứa con gái may mắn, lại có cả bằng hữu là đại sư cấp lục đoạn, Phượng gia Thủy Châu chúng tôi với không tới. Hừ, Phượng Hoàng Đức tức giận muốn đi, tuy nhiên cuối cùng khuyên giải một hồi lại bị Lôi Trương uốn ba tấc lưỡi khuyên nhủ quay lại. Ha ha ha, Diệp tiên sinh có thể tới thăm, thật là vinh hạnh vô cùng của Lôi gia. Không biết Diệp tiên sinh hôm nay đến là có. Lôi Trương cẩn thận hỏi. Người này đúng là đặc biệt nịnh hót. Diệp Phàm vừa lộ vẻ có chút năng lực y đã lập tức bỡ đỡ rồi. À, là như vậy, hôm nay là tôi đặc biệt tới để nói chuyện của huynh đệ Trương Cường với tiểu thư Hương Thảo. Hai người bọn họ yêu nhau, tôi nghĩ Lôi gia chủ có lẽ cũng là một gia chủ rất sáng suốt. Hiện tại là xã hội gì chứ, tình yêu tự do, chúng ta hẳn là phải ủng hộ chuyện của bọn họ. Nếu như chuyện này có thể làm được, tôi thấy ta cứ thuận theo tự nhiên. Hôm nay dứt khoát bàn bạc thì thế nào? Diệp Phàm khẽ cười, phong phạm đại sư hiển lộ rõ ràng, giống như vừa rồi căn bản không phát sinh chuyện gì không vui. Chương 482, khi nên giả vờ dồn ép quyết không hàm hồ. Chuyện này, đầu Lôi Trương lớn hơn cả đầu heo, lén lén liếc nhìn Phượng Hoàng Đức giờ đã sầm mặt xuống và Phượng Cửu Phi miệng như sắp rút gân, chuẩn bị bộc phát, lẩm bẩm muốn nói gì đó, vẻ mặt rất tức cười. Không sai, hôm nay cháu và đại ca mạo muội tới thăm chính vì chuyện này. Kính xin Lôi gia chủ thứ lỗi. Lô Vĩ cũng nhanh chóng góp lời. Lẽ nào Lôi gia tộc có chuyện khó nói, nếu không ngại xin nói nghe xem. Nếu có thể giúp được, chúng tôi quyết không từ chối, Trương Cường là huynh đệ của chúng tôi. Diệp Phàm giả bộ khá ngạc nhiên, từng bước ép sát, Lô Vĩ ở phía sau đương nhiên cũng liên tục gật đầu hợp sức tạo thế. Thật ra Diệp Phàm chỉ giả bộ hồ đồ, nếu Tề Thiên có ở đây nhất định sẽ thầm cằn nhằn. Anh chính là người phụ trách thẩm vấn Lôi Hoán Cường, còn hỏi Lôi gia xảy ra chuyện gì. Màn trình diễn này thật là không chê vào đâu được. Hừ, các anh giúp đỡ được. Chuyện của Hương Thảo tiểu thư, Phượng gia chúng tôi đã sớm cùng bàn bạc quyết định với Lôi gia chủ rồi, trên đời này dù sao cũng phải có thứ tự trước sau mới tu dưỡng nhân đức được. Phượng Hoàng Đức lại lạnh lùng giễu cợt. À, tuy nhiên tôi chỉ thấy Hương Thảo và hảo huynh đệ Trương Cường của tôi vẫn luôn keo sơn gắn bó. Hình như sắp được 2 năm rồi, ở đây cũng không có chuyện gì của Phượng gia. Hơn nữa hai người bọn họ tình đầu ý hợp, trời sinh một đôi, Phượng gia các ngài tham gia vào bên trong làm gì? Bây giờ là thời đại nào chứ,
loại hôn nhân ép xuyên trước kia, tôi tin Lôi gia chủ hẳn là khinh thường. Đây cũng là chuyện quan hệ đến hạnh phúc cả đời của Hương Thảo, phải rất thận trọng. Đồng chí Diệp Phàm nghiêm trang, thật sự có phong phạm của nhất đại tông sư trước kia. Những người khác như đám người Tôn Bài Không và Diệp Phi Tiêu đương nhiên cũng chỉ biết đứng xem cảnh náo nhiệt, ai nấy đều giả bộ ở uống trà, kỳ thực đã sớm dựng đứng lỗ tai nghe ngóng. Hôm nay mặc dù nói chỉ là chuyện của con gái Lôi gia Thương Hải, tuy nhiên cũng liên lụy đến gút mắc ích lợi giữa một số thế gia của Thương Hải, thậm chí cả Nam Phúc. Nếu Lôi gia và Phượng gia kết thân, thế bí sẽ ảnh hưởng đến Tôn gia, Lô gia, Diệp gia Thủy Châu. Nếu con gái của Lôi gia gả cho Trương Cường, mà Trương Cường lại có quan hệ tương đối tốt với Diệp Phàm và Lô Vĩ, xu thế ắt hẳn có khuynh hướng nghiêng về Lô gia Thủy Châu. Hơn nữa thiên tài cao thủ thần bí Diệp Phàm vẫn chưa rõ lai lịch, cũng không biết là thần thánh phương nào, nói không chừng còn là đệ tử chân truyền của môn phái cổ xưa nào đó phái ra ngoài để rèn luyện, thế lực sau lưng chắc chắn rất ghê gớm. Đối với Diệp gia mà nói đương nhiên là chuyện tốt, bởi vì Diệp gia và Lô gia có quan hệ tương đối tốt, tuy nhiên trái lại đối với Tôn gia và Phượng gia mà nói lại là một chuyện xấu, xu thế này tất tạo thành kiềm chế lợi ích đối với bọn họ. Nhị ca Hoán Cường của Hương Thảo mất tích, anh có thể tìm được sao? Anh muốn giúp đỡ, nói khoác đấy à? Dựa vào anh, chặt mấy gánh củi còn được, nếu nói đến giúp đỡ thì chuyện này có hơi, ha ha ha. Phượng Cửu Phi vốn là một kẻ có tính tình không ra gì đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói, vẻ mặt khinh bỉ. À, ý tứ là nói Phượng gia các anh có nắm chắc có phải không? Diệp Phàm tiếp tục dẫn Phượng Cửu Phi vào hố bẫy. Đương nhiên, ở thành phố Thủy Châu trừ Phượng gia chúng tôi, còn có ai có thể khiến bên an ninh? Phượng Cửu Phi nhất thời cao hứng, vừa nói tới đây mới nhớ tới chuyện của Cục An ninh Quốc gia thuộc về chuyện cơ mật, cho nên vội vàng dừng lại. Ha ha ha, đánh cuộc một trận xem thế nào? Chúng ta đánh cuộc xem người nào tìm được nhị công tử Lôi ra trước. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh mỉm cười, đợi tiểu tử Phượng Cửu Phi nhảy vào bên trong. Đánh cược, nếu như Diệp tiên sinh trong 3 giờ có thể tìm được nhị ca của Hương Thảo, dẫn về Lôi ra, tôi sẽ thừa nhận anh có khả năng, lập tức rời khỏi Lôi ra không nói gì thêm. Nếu không thể xin mời Diệp tiên sinh tránh ra, đừng ở chỗ này chướng mắt. Lúc này Phượng Cửu Phi trái lại rất bình tĩnh, dù sao Diệp Phàm trước đó đã hiện ra thực lực quá mức cường hãn. Y cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc loại cao nhân này, mang đến phiền toái không cần thiết cho gia tộc. Tốt, không biết Lôi gia chủ và Phượng trưởng lão thấy thế nào? Diệp Phàm liếc mắt nhìn con hồ ly Lôi Trương và con hổ đất cổ lỗ Phượng Hoàng Đức. Được. Lôi Trương chỉ mong sao như vậy, y không muốn đắc tội với cả hai bên, Diệp Phàm có thể là cao thủ cấp bậc lục đoạn, cùng đi với hắn còn có một vị trong gia tộc thần bí Lô gia Thủy Châu, còn bên này lại là Phượng Thị Thế gia, nghe nói còn có chút liên quan với phái Thanh Thành. Kết cục tốt nhất đương nhiên là không đắc tội với cả hai bên, hơn nữa nếu có thể cứu con trai mình ra ngoài đương nhiên là hoàn mỹ nhất. Quan tâm gì đến là ai làm, cho nên trả lời vô cùng dứt khoát. Có thể, chỉ cần Diệp tiên sinh có thể làm được chuyện Cửu Phi vừa mới nói, lão hủ tôi sẽ lập tức rời đi, từ nay về sau hai bên không thiếu nợ nhau. Phượng Hoàng Đức liếc mắt nói. Y cũng có chút nghi ngờ tên tiểu tử khốn khiếp họ Diệp này có phải có quan hệ rất thân thiết gì đó với Cục An ninh Quốc gia thành phố Thương Hải hay không. Tuy nhiên nhớ tới gia chủ nói muốn cứu Hoán Cường gia. Không phải dễ dàng bằng một câu nói, lòng tin của người này nhất thời tăng lên, căn bản không tin dựa vào một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như Diệp Phàm có thể trong 3 giờ cứu được nhị công tử Lôi ra. Đối với Phượng gia mà nói muốn cứu người từ cục cảnh sát là chuyện rất dễ dàng, muốn cứu người bên an ninh thì khó khăn hơn, dù sao bên an ninh có liên quan đến an toàn quốc gia. Một gia tộc chọc giận cả quốc gia là chuyện rất kiêng kỵ, cho nên Phượng gia cũng xem tình hình rồi mới quyết định. Xem sắp tới có nhận Lôi Hương Thảo về làm cháu dâu được không rồi mới hạ quyết tâm giúp đỡ. Ha ha ha, tất cả mọi người trong sảnh đều là người làm chứng. Tôi nghĩ các vị đều là nhân vật nổi tiếng của thành phố Thương Hải, có lẽ sẽ không. Diệp Phàm cười thản nhiên, tiện tay móc điện thoại ra nhỏ giọng nói. Tề Thiên à, tôi là Diệp Phàm, tôi hạn cho cậu trong vòng 1 giờ đưa Lôi Hoán Cường đến Lôi gia Thủy Châu, hơn nữa tất cả thủ tục đều phải làm ổn thỏa. Cuối cùng cười nói bổ sung. Hai viên này đương nhiên là chỉ Xuân Cung Hoàn. Tề Thiên vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng phấn hét lên. Được, em tuyệt đối sẽ không để đại ca mất hứng.
Tề Thiên vừa nói chuyện vẻ mặt tràn đầy niềm vui, huýt sáo hướng về phòng giam, miệng càu nhàu nói. Cũng không biết lão đại phát bệnh thần kinh gì nữa, làm chuyện vội vã như vậy, may mà trước đó đã đưa người đến Thương Hải, nếu không từ Thủy Châu chạy tới trong 2 giờ là không đủ. Tuy nhiên có 2 viên, Xuân Cung Hoàn, mình cũng không lỗ. Hy vọng chuyện như vậy có thể lặp lại mấy lần nữa, vậy mình sẽ có nhiều Xuân Cung Hoàn hơn, tha hồ hưởng thụ cuộc sống, hắc hắc. Ha ha ha, hàng cao cấp để đánh tan mỹ nữ đã có rồi. Mình sẽ không thẹn với cái tên, người tiêu diệt mỹ nữ. Suốt Schwarzenegger là cái thá gì, lão tử một đêm nổ pháo 5 lần. 40 phút sau, chiếc xe Jeep của Tề Thiên nổ vang vào tới sân của Lôi Gia. Ai là Lôi Trương? Tề Thiên tỏ vẻ nghiêm túc, cố ý hỏi, thật ra y đã sớm nhận ra, vì đêm đó đã gặp qua ở Đế Lang. Tuy nhiên lúc này nên giả vờ dồn ép cũng phải giả vờ cho đúng. À, ngài là... Gia chủ Lôi Trương, nhìn Tề Thiên nghi ngờ, không biết thằng nhãi tỏ vẻ oai nghiêm này là thần thánh phương nào. Đương nhiên, Lôi Hương Thảo vừa nghe thấy tiếng xe đến đã nhanh chóng xông ra ngoài. Chuyện này liên quan đến đại sự cả đời của cô ấy, không nhanh làm sao được. Tôi là Tề Thiên của Liệp Báo, nhận chỉ thị của thượng cấp thẩm tra xử lý chuyện Hồng Đao Hội. Chuyện Lôi Hoán Cường nhà ông đã được điều tra rõ ràng rồi, chuyện cơ mật quốc gia không liên quan đến y. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận chuyện y giao du với xã hội đen, quốc gia hiện tại cũng đang xử lý nghiêm khắc. Chuyện đàng hoàng không làm lại đi làm những chuyện đường ngang ngõ tắt là không tốt. Tề Thiên hách dịch nói một hơi, đương nhiên cái đầu của gia chủ Lôi Trương ở phía sau đã sắp cúi xuống tận bụng. Da mặt Lôi Trương dù dày cũng trướng lên giống như quả cà tím, lúng túng dị thường. Tuy nhiên y cũng không dám đắc tội với nghiêu nhân thẩm tra xử lý con mình, nếu chọc cho gã mất hứng con mình không phải sẽ chịu tội sao. Thật ra Tề Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, âm thầm bội phục đại ca không thôi. Sau khi tiến vào đại sảnh, Tề Thiên cố ý dõi mắt nhìn một vòng, phát hiện ra Diệp Phàm vội vàng chạy tới, hơi cúi người xuống nhiệt tình kêu lên, thuận tay đưa tới một điếu xì gà Cuba đặc biệt, kêu lên. À, anh Diệp cũng tới à, cái này em mới có được. Mời anh nếm thử, mặt hàng Cuba chính tông. Tiểu tử này đương nhiên đang diễn trò, đơn giản là muốn hiển lộ rõ ràng, tô đậm khả năng của Diệp Phàm. Chỉ có một điếu thôi sao, tôi còn có hai huynh đệ, cậu đừng keo kiệt vậy chứ. Diệp Phàm nhả vòng khói trêu chọc nói. Anh là Lô Vĩ, anh là Trương Cường sao, lão đại vẫn thường xuyên nhắc đến hai anh, nào, mời các anh nếm thử. Tề Thiên hơi có vẻ đau lòng lại phát hai điếu. Lần này trái lại đau lòng thật chứ không phải diễn trò. Bởi vì loại thuốc này chỉ vẻn vẹn có mấy điếu, phát một điếu thì ít một điếu, vì Tề Thiên lập công cho nên Thiết Chiêm Hùng mới chia cho gã 5 điếu. Đại ca, anh phải biết loại xì gà này là của thủ lĩnh Thiết đoạt được của thủ lĩnh Trấn lúc đi họp, nghe nói chủ tịch nước Cuba khi tới thăm Hoa Hạ chúng ta đã đặc biệt tặng cho loại thuốc số 1 này, hút rất thơm ngon. Hàng cực phẩm đấy. Tề Thiên nhỏ giọng nói. Ừ. Lai lịch cũng không đơn giản, vậy tôi cũng phải xin thủ lĩnh Thiết mấy điếu. Diệp Phàm nhỏ giọng cười nói. Đừng, anh Diệp, thật ra mấy điếu vừa rồi là phần của anh. Tề Thiên cười gượng. Cái gì, tiểu tử cậu đưa phần của tôi chia cho tôi, lợi hại thật. Giao chỗ còn lại ra đây. Diệp Phàm thiếu chút nữa tức giận bể phổi. Diệp Phàm thật sự bị Tề Thiên ám toán, bởi vì Thiết Chiêm Hùng cho Diệp Phàm giữ một hộp. Năm điếu của Tề Thiên thật ra là bí mật cất giấu, mấy điếu thuốc chia hào phóng như vậy thật ra là hộp thuốc Thiết Chiêm Hùng kêu Tề Thiên tiện tay đưa tới cho Diệp Phàm, tiểu tử này lại dám. Còn dư lại hơn nửa hộp thôi. Tề Thiên cười mờ ám quay đầu kêu lên với một quân nhân tùy tùng. Còn không đi lấy, ở trên xe ấy. Đây là giấy tờ, Lôi gia chủ, ông ký tên vào đây, hy vọng ông có thể quản lý tốt con trai mình, sau này đừng để xảy ra những chuyện như vậy. Lần này may nhờ nhờ anh Diệp xin hộ. Tuy nhiên vì Lôi Hoán Cường giao du với xã hội đen, cho nên cũng phải bị phạt 30 vạn, hình phạt 1 năm, tuy nhiên hoãn thi hành án, sau khi về nhà phải giám sát chặt chẽ, cứ cách 1 tháng phải tới Cục Công an Thương Hải báo cáo. Tề Thiên vinh váo hách dịch nói, sau khi gọi Lôi gia chủ vào phòng nghiêm chỉnh dậy dỗ một bữa, phỉnh mông lên để lại nửa hộp xì gà vội vàng chạy trốn. Gã sợ Diệp Phàm tìm gã tính sổ thì phiền toái. Chương 483, giao sâm ngàn năm. Chúng ta đi. Phượng Hoàng Đức sầm mặt xuống, lẩm bẩm nói chuẩn bị rời khỏi. Chậm đã, sau chuyện này hy vọng Phượng công tử đừng gây rắc rối gì nữa,
quân tử lấy thành tín làm gốc, tôi tin tưởng Phượng gia Thủy Châu là đại gia tộc, Phượng công tử là một quân tử có phải không? Ha ha ha! Diệp Phàm hơi giễu cợt Phượng gia, có thể không kết thù tốt nhất là không kết. Đương nhiên, hôm nay Phượng gia cũng mất sạch thể diện rồi, chuyện này có lẽ nên kết thúc, tuy nhiên có thể làm nhạt đi được thì nên làm. Hừ! Phượng Hoàng Đức hừ lạnh một tiếng trả lời, mặt xám xịt bước đi, y vẫn buồn bực tiểu tử họ Diệp tại sao lại quen biết với bên an ninh, hơn nữa hình như còn rất thân thiết. Từ thái độ, ánh mắt của sĩ quan Liệp báo tên là Tề Thiên, hình như còn có vẻ bỡ đỡ, thật sự khiến người ta khó hiểu, người thanh niên họ Diệp này rút cuộc là thần thánh phương nào. Hắn có lai lịch thế nào, lần này trở về nhất định phải cùng với gia chủ điều tra kỹ càng lai lịch của tiểu tử này, không tìm ra được lai lịch của hắn tuyệt đối không bỏ qua. Phía sau đương nhiên là khách và chủ đều hết sức vui mừng, đám người Tôn Bài Không, Diệp Phi Tiêu liên tiếp mời rượu. Mặc dù nói không thể thoáng cái trở thành bằng hữu, tuy nhiên ít nhất quen mặt vẫn vô cùng quan trọng, quan hệ bằng hữu có thể từ từ sẽ đến. Trương Cường và Lôi Hương Thảo rốt cục cũng nhận được chấp nhận của Lôi gia, Diệp Phàm đương nhiên tranh thủ lúc sắt còn nóng, lập tức gọi song phương trao đổi tín vật, coi như làm nghi thức đính hôn đơn giản. Món quà chúc mừng của đại sư Diệp Phàm là một viên Xuân Cung Hoàn, một viên Hậu Cung Ngọc Nhan Hoàn, đối với Trương Cường và Lôi Hương Thảo mà nói vừa vặn thích hợp. Sau này Tề Thiên vừa nghe nói liền mở rộng tầm mắt, mấy ngày liền nhìn Trương Cường với ánh mắt là lạ chỉ muốn cười. Tuy nhiên Lôi gia chủ vẫn rất lo lắng, ngoài mặt chỉ miễn cưỡng cười vui. Bởi vì hôm nay đã mạo muội đắc tội với Phượng gia Thủy Châu. Tuy nhiên cá và gấu không thể hòa hợp. Chỉ ít có thể quen biết Diệp công tử thần bí có thể là đại sư Lục Đoạn và Lô gia của Thủy Châu cũng xem như rất có thu hoạch, mất cái này được cái kia. Lôi gia chủ, tôi thấy lệnh công tử hình như sắp đột phá đến tam đoạn rồi. Thật ra Diệp Phàm đã sớm dùng đôi mắt ưng, hơn nữa dựa vào tình huống Trương Cường cung cấp, cũng đã điều tra xong đẳng cấp thật sự của Lôi Hỏa Vân. Ha ha ha, ai, tiểu nhi tiến vào cấp bậc nhị đoạn cũng đã được 5 năm rồi. Tuy nhiên vẫn không cách nào đột phá, cũng không biết nguyên nhân gì. Lôi Trường rất bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, đây cũng là nguyên nhân Lôi Hỏa Vân vẫn muốn tiến vào phái Thanh Thành luyện công, chẳng qua là muốn tìm cơ hội đột phá tam đoạn. À, lệnh công tử có thể vươn tay ra được không? Diệp Phàm tự nhiên mỉm cười. Hỏa Vân, mau, đại sư sẽ tìm nguyên nhân cho con. Lôi Trường vui mừng sung sướng, kinh nghiệm của đại sư cấp bậc lục đoạn chắc chắn rất phong phú. Có lẽ tìm ra được nguyên nhân. Cảm ơn Diệp đại sư. Lôi Hỏa Vân vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phàm, khom người cung kính hành lễ, đưa tay ra, có chút run sợ, kích động. Đối với võ giả mà nói đột phá lên được một đẳng cấp lớn chính là mơ ước xa xôi, sau khi đột phá chẳng những thực lực tăng nhiều, lợi ích ở các phương diện khác cũng không ít. Ví dụ như đại sư quốc thuật công lực càng cao, khí tức nội kình cũng có thể trì hoãn sự già yếu nhất định. Ông lão 70 tuổi nhìn qua không khác gì người trung niên 40 tuổi. Buông lỏng, bão nguyên thủ nhất, duy thủ bổn tâm, tự nhiên hành khí, tiểu chu thiên độn hoàn. Diệp Phàm bình thản nói, phất tay một cái khí nội kình từ kinh lạc thông qua lỗ chân lông tràn ra các tia, bơi vào trong kinh lạc của Lôi Hỏa Vân. Trong sảnh lúc này yên lặng đáng sợ, những người khác giống như ngừng thở. Vận khí, tiểu tử này hình như muốn lập tức đột phá, nền tảng rất dày. Khí nội kình tựa hồ đã dần dần đạt đến đỉnh cao thuần hóa cảnh nhị đoạn. Mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy thì hắn lập tức có thể tiến vào tam đoạn, có lẽ còn có thể đột phá được cảnh giới tiệt lưu tam đoạn, được rồi, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Xem như là tặng cho Trương Cường và Hương Thảo món quà kết hôn trước thời hạn vậy. Diệp Phàm âm thầm nghĩ ngợi, sau khi tốn một canh giờ quen thuộc với con đường hành công của Lôi gia, sắp lại gần bên tai Lôi Hỏa Vân nói khẽ. Tôi có thể giúp anh đột phá đến tam đoạn, tuy nhiên, sau này anh phải toàn lực ủng hộ chuyện của Trương Cường và Hương Thảo, chuyện này có thể rất khó chịu, anh có thể chịu được không? Nếu được thì gật đầu. Được, tôi tuyệt đối sẽ không thất lời, xin mời tiền bối tương trợ. Lôi Hỏa Vân thiếu chút nữa thành gà mổ thóc gật đầu lia lịa, khiến cho mọi người trong sảnh đều cảm thấy khó hiểu, không biết hai người này đang làm gì. Được, bắt đầu. Diệp Phàm nói xong. Lấy ra nửa viên Lôi Dương Cửu Long Hoàn, liều mạng đẩy ra các tia nội tức lẩn vào bên trong kinh lạc Lôi Hỏa Vân. Đối với Diệp Phàm mà nói, vì đẳng cấp còn quá thấp, muốn ép ra một số nội tức ra bên ngoài cơ thể vẫn tương đối khó khăn, bởi vì đó là chuyện tiên thiên tôn giả mới có thể làm được.
Đối với võ giả quốc thuật từ cửu đoạn trở xuống, khí nội kình bình thường chỉ có thể chạy trốn trong kinh lạc cơ thể, có thể rót vào trong da rẻ, bắp thịt, tuy nhiên muốn tràn ra ngoài cơ thể là tương đối khó khăn. Không lâu sau, trên người Lôi Hỏa Vân bắt đầu toát ra một số hơi nước màu vàng nhạt, giống như một lồng hấp đang hấp bánh bao. Tất cả võ giả quốc thuật trong sảnh đều mở to hai mắt nhìn, thầm than Lôi Hỏa Vân thật là may mắn, được vị Diệp tiên sinh thần bí này tương trợ quỷ dị lại có thể đột phá. 3 giờ sau, răng rắc, sau khi mấy tiếng khớp xương dữ dội vang lên, Lôi Hỏa Vân thu khí về đan điền. Một đạo kim mang thần quang như ngọn lửa nóng bỏng từ trong mắt lướt qua. Cảm ơn Diệp tiền bối tương trợ, Hỏa Vân suốt đời không quên. Lôi Hỏa Vân khom nửa gối nói. Hỏa Vân, con, có phải con, đột phá rồi không? Đến mức nào rồi? Gia chủ Lôi Trương kích động đến nỗi miệng run rẩy, nhỏ giọng hỏi, có vẻ không thể tin được. Võ giả muốn đột phá một đại cấp là chuyện vô cùng khó khăn. Đối với loại nhị lưu thế gia như Lôi gia mà nói, một cao thủ quốc thuật trung giai tam đoạn có thể mang đến uy thế lớn lao cho gia tộc. Hơn nữa Lôi Hỏa Vân là gia chủ tương lai, trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến trung giai tam đoạn, sau này rất có thể lên cấp tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn, mới nghĩ đến tương lai huy hoàng này Lôi gia chủ đã muốn khóc, đây cũng là chuyện làm rạng danh tổ tông. Bởi vì Lôi gia chủ đến 40 mấy cũng mới đột phá đến cảnh giới khai nguyên tứ đoạn. Đúng vậy cha, làm phiền Diệp tiền bối, tôi có lẽ đã đạt đến cấp tiệt lưu tam đoạn rồi. Lôi Hỏa Vân vô cùng kích động nói. Lôi gia đương nhiên vô cùng vui mừng, những tân khách khác biết võ giả quốc thuật phần lớn đều đỏ mắt khen tị. Người không hiểu chỉ đứng xem cảnh náo nhiệt, Lôi Trương gia chủ vung tay lên, một cô gái thanh tú bê tới một cái khay, phía trên là một cái hộp được chạm trổ cổ xưa và một tấm chi phiếu màu vàng. Diệp tiên sinh, trong hộp này là một cây dao sâm ngàn năm, nghe tổ tiên tôi nói là hái từ vực sâu đáy biển mấy ngàn mét, cũng là tổ tiên trong lúc vô tình đổi được từ trong tay một vị đại sư quốc thuật. Lôi gia chúng tôi đã cất giữ hơn 1.000 năm rồi, cũng chưa kiểm tra công dụng, hôm nay xin được mượn hoa hiến Phật. Gia chủ Lôi Trương vừa nói tới đây, tôn bài không của tôn gia Thủy Châu vô tình, lên cắt đứt. Dao sâm, tôn bài không nói, đảo mắt xấu hổ cười ha ha nói. Thất lễ rồi. Tôn lão đệ biết lai lịch của dao sâm này. Diệp Phàm cười nhạt, vô cùng thân mật hỏi. Có thể nói nghe xem được không? Ha ha, biết một chút, dao sâm này nghe nói sinh trưởng ở đáy biển có độ sâu đạt gần vạn mét, điểm này ở thời cổ cũng không có gì kỳ lạ ở chỗ nó sinh trưởng ở phía trên phân và nước tiểu của dao long, hấp thu tinh hoa của dao long, cho nên gọi là dao thân. Các vị thử nghĩ xem, trong Sơn Hải Kinh, không phải nói sau khi dao long biến hóa có thể thành rồng, trong phân và nước tiểu lại hàm chứa rất nhiều nguyên linh long tinh, là vật đại bổ cực phẩm hiếm thấy. Nghe nói sau khi hợp thuốc có thể luyện chế thành linh đan dược hoàn thuốc, tôi cũng tình cờ đọc được trong sách, rốt cuộc có phải là thật hay không cũng không biết được, có lẽ là thần thoại truyền thuyết thôi, ha ha ha, quấy dày, thất lễ quá. Tôn bài không hơi cảm thấy xấu hổ nói. Thật đúng có chút ít lai lịch. Trương Cường và Lô Vĩ không nhịn được khen ngợi. Ha ha, không sai, tình huống đại khái chính là như vậy. Trong sách tổ tiên nhà tôi truyền lại cũng nói như vậy. Tuy nhiên rồng chỉ là một loại truyền thuyết, từng thấy qua trong TV, nhưng đã có người nào thật sự nhìn thấy nó. Diệp tiên sinh, lễ mọn này xin hãy nhận lấy, so với chuyện tiểu nhi có thể đột phá công lực, cái này xác thực hơi thiếu. Lôi Trương rất chân thành nói. Ha ha, cảm ơn, tuy nhiên lễ vật này tôi không thể nhận được, tất cả những gì tôi làm hôm nay đều là quà tặng đính hôn cho hảo huynh đệ Trương Cường và Hương Thảo tiểu thư. Diệp Phàm phất tay cự tuyệt. Ánh mắt trong sáng, không hề có chút thay đổi vì bảo vật. Thật ra trong đáy lòng hắn lửa nóng đang thiêu đốt, hận không thể lập tức đem dao sâm ngàn năm này cất vào trong túi. Bởi vì thứ này nghe nói có thể dùng để thay thế thái tuế luyện chế lôi âm cửu long hoàn phẩm chất cao, có thể phối hợp giúp đỡ đột phá công lực. Bởi vì bên trong có chứa một chữ, long, hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn tinh hoa thái tuế, hiện tại ngay cả chất dịch thái tuế cũng không có, có món bảo bối này còn không kích động được sao. Nếu thêm một chút bỏ vào trong dược hoàn của Thiết Chiêm Hùng, phẩm chất tuyệt đối sẽ không kém. Tuy nhiên cuối cùng được đám người Hương Thảo và ở Tư Mã gia chủ nhiệt tình cứng rắn nhét vào, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là cố mà nhận lấy dao sâm ngàn năm, còn tấm chi phiếu thì kiên quyết không nhận. Tuy nhiên trong đáy lòng vẫn mơ hồ đau lòng,
vì mình hiện tại nghèo rất mồng tơi. Trong thẻ đã sớm trống trơn, còn nợ bên ngoài mười mấy vạn. Bởi vì tất cả tiền đều quăng vào nhà máy giấy thị trấn Giác Khê, số còn dư lại toàn bộ đều chia cho người trong nhà. Hiện tại mặc dù nói mình không cần tiền, nhưng lần này thi hành nhiệm vụ nếu có thể còn sống trở về lẽ nào không cần dùng tiền sao? Có lẽ trong tấm thẻ lôi ra muốn tặng ít nhất cũng có mấy chục vạn. Tuy nhiên sau khi trở lại Liệp Báo, Trương Cường đi sát theo, đưa tấm thẻ chi phiếu, nói là nhiệm vụ Nhạc Phụ kiên quyết giao cho, nếu Diệp Đại Sư không nhận lấy tấm thẻ này, con rể y cũng có chỗ khó xử, hơn nữa Lôi Hương Thảo lại nghiêm mặt, có lẽ nếu Trương Cường không hoàn thành được nhiệm vụ này, sau này lúc ngủ cùng nhau phải nằm trên sàn nhà rồi. Diệp Phàm lại ra vẻ khó xử, biểu hiện vẻ mặt thống khổ trước mặt Trương Cường. Trương Cường len lén nói, thủ trưởng, bên trong có 100 vạn. Nhạc phụ còn làm giấy chứng nhận, chứng minh đây là chi phí phẫu thuật đặc thù của anh cho em vợ em, sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì cho thủ trưởng. Được rồi, ông ấy suy nghĩ thật chu đáo, vậy tôi, nhận vậy. Diệp Phàm cười bình thản, tiện tay cất vào trong cặp da, lại nói. Ngại quá Trương Cường, lại đi nhận đồ của nhạc phụ cậu. Chương 484, tàu ngầm thần long số M2. Tốt, tốt, làm rất tốt. Diệp Phàm cười nói, vỗ vỗ bả vai Trương Cường, vừa mới quay lại ngôi nhà nhỏ của mình, nữ sĩ quan quân nhân tên Niệm Linh đã nấu nước sôi từ trước, chuẩn bị xong quần áo, thật sự rất chu đáo, giống như thị nữ cổ đại. Hơn nữa, trong ngôi nhà nhỏ này, nữ sĩ quan quân nhân cũng không mặc trang phục quân nhân, mà là váy liền, hiển thị rõ phong thái dịu dàng của con gái. Diệp Phàm liếc mắt nhìn nữ sĩ quan quân nhân, đột nhiên cười nói. Niệm Linh! Cô kỳ lưng cho tôi được không? Cả ngày tập luyện người bẩn quá rồi, ha ha ha. Thân hình Niệm Linh cũng tương đối xinh đẹp, mặc dù không được xem là cực phẩm tuyệt đối, tuy nhiên trên người cô ta lại có một luồng khí chất không giống với các cô gái bình thường, mang tới cho người ta một loại cảm giác đặc biệt rất dễ chịu. Cô ta được Thiết Chiêm Hùng đặc biệt nhờ cậy nữ sĩ quan quân nhân chọn lựa ra từ mười mấy vạn quân đội của quân khu Lĩnh Nam, đương nhiên sẽ không quá kém cỏi. Đây là ưu đãi lớn mà Thiết Chiêm Hùng dành cho với Diệp Phàm. Mặc dù nói Diệp Phàm tương đối bướng bỉnh, nhưng ít ra cũng phải buộc hắn thỉnh thoảng xuất lực một phen cho tổ hạch tâm số 8. Chuyện này, được. Niệm Linh ấp úng hồi lâu, vặn vẹo một lúc, hai má đỏ bừng, thân hình khẽ run sợ, tuy nhiên cuối cùng chữ, được, phun ra miệng lại nhỏ như tiếng muỗi kêu. Bởi vì cô ta nghĩ tới dặn dò của đoàn trưởng Thiết lúc ấy vẻ mặt đứng đắn. Vô cùng nghiêm túc nói. Niệm Linh, cô là nhân tài ưu tú được chọn lựa ra từ mười mấy vạn sĩ quan trong quân đội, bộ đội sẽ dành cho cô tiền trợ cấp tốt nhất, cho cô vinh dự cao nhất, kêu cô đi thi hành nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ của cô chính là hầu hạ một người, để hắn hài lòng. Mặc dù nói bản thân cô là một sinh viên đại học, nghe nói khi cô ở trường học còn là vũ sư, có chút thiệt thòi cho cô rồi, nhưng quốc gia cần cô đi làm. Vâng, thủ trưởng. Niệm Linh kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Niệm Linh đứng nghiêm nói. Tuy nhiên cô phải chuẩn bị tâm lý hy sinh tất cả. Đi đi. Phía sau Thiết Chiêm Hùng lại bồi thêm một câu, làm cho trái tim Hồ Niệm Linh run rẩy thật lâu. Những lời này có ý gì, Niệm Linh sau khi trở về suy nghĩ mãi cũng hiểu ra. Được rồi, đùa với cô thôi, cô ra ngoài đi, tôi muốn tắm rồi. Diệp Phàm rất là hài lòng khẽ cười. Cảm ơn thủ trưởng. Tôi chờ ngoài cửa. Hồ Niệm Linh nhỏ giọng trả lời, lau lau mồ hôi trên mặt. Thật ra trong đáy lòng Hồ Niệm Linh vẫn có một luồng hưng phấn, vì Diệp Phàm là thủ trưởng số 2, vóc người lại trẻ tuổi, trên người hắn có một loại phong cách quý phái rất ít người có được, Hồ Niệm Linh mơ hồ có vẻ mong chờ. Diệp Phàm vừa tắm rửa đi ra, Hồ Niệm Linh đưa quần áo cho hắn, nhẹ nhàng nói. Thủ trưởng, đoàn trưởng Thiết gọi ngài đến phòng họp. Mấy người phụ trách đều đã ở đây, Lang Phá Thiên, Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng đã có mặt. Thiết Chiêm Hùng đưa tới một tờ kế hoạch hành động nói. Theo Tổng bộ xác định, Hồng Á Đao Lưu Hội trước giải phóng, hiện gọi là Y Hạ Ma Cung, không những xây dựng phân đà ở thành phố Thủy Châu chúng ta, hơn nữa cũng xây dựng phân đà lớn hơn ở thủ đô Yên Kinh. Lần trước sau khi chúng ta báo cáo tình huống Thủy Châu đã thu hút sự chú ý của Tổng bộ, cuối cùng toàn lực tiêu diệt phân đà Yên Kinh. Tổng bộ chỉ thị, hành động tàn sát lần này ngoài cứu người, chủ yếu là tìm được chìa khóa thần bí mở ra bí cung,
Sương Bối Chỉ, do đồng chí Diệp Phàm phó soái tổ hạch tâm số 8 làm tổng chỉ huy, Lang Phá Thiên làm phó tổng chỉ huy. Thành viên bao gồm cô Lạc Tuyết Phiêu Mai, Trương Cường, Lý Sơn tổng cộng là 5 người. Nếu như theo con đường đi du lịch bình thường, Diệp phó soái trái lại không có ai có thể nhận ra, chỉ có Phá Thiên mặc dù luôn nay vẫn duy trì thần bí, khiêm nhường, nhưng thật ra cậu ấy sớm đã bị Nhật Bản chú ý đặc biệt. Hơn nữa thời gian cấp bách, tình huống có biến, sau khi tan họp buổi tối phải xuất phát cho nên chỉ có thể trực tiếp đi từ quân cảng căn cứ Lam Nguyệt Vịnh chúng ta. Vậy tôi thì sao thủ lĩnh Thiết, tại sao không có phần của tôi? Triệu Đoan thoáng cái ủ rũ, có hơi bất mãn kêu lên. Tôi biết cậu có lòng yêu nước muốn giết bọn Nhật Bản, nhưng phía bên Liệp Báo phải trông coi gần 10 tỉnh phía Nam. Nếu như tất cả đều đi, bên này có việc phát sinh thì không có ai kịp thời điều phối. Hơn nữa tôi lại phải đi Mỹ, căn cứ trên căn bản đều trống rỗng, cho nên cậu phải lưu lại trấn giữ, phối hợp với phó đoàn trưởng Mã quản lý tốt công việc của căn cứ. Thiết Chiêm Hùng vỗ vỗ bả vai Triệu Đoan an ủi. Mỗi người được chia một số dược hoàn trị thương đặc thù và công cụ đặc chế, sau khi thương lượng đơn giản liền xuất phát. Tuy nhiên trước khi đi mỗi người đều viết di thư và yêu cầu, đây là thứ cần chuẩn bị khi tổ đặc cần đi làm nhiệm vụ trọng đại. Triệu Đoan, tôi đi đây. Sau này nhớ chiếu cố Tề Thiên, ở đây có một bọc đồ cậu giao lại cho cậu ấy. Diệp Phàm đưa cho Triệu Đoan một bọc đồ, ban đầu hắn vốn tưởng ngày mai mới lên đường, tạm thời đổi thành hiện tại, cũng không kịp chào hỏi Tề Thiên. Thủ trưởng, ngài bảo trọng. Giọng nói Triệu Đoan có chút nghẹn ngào. Mấy giờ sau, phi cơ trực thăng đã đưa bọn họ tới đảo Phi Ngư của thành phố Giang Đô, ở đảo Phi Ngư có một quân chủng mới trực thuộc đại quân khu lĩnh Nam. Đảo tương đối lớn, phía trên là rừng rậm bao quanh, quái thạch chắn ngang, nghe nói là lạp vẩn thạch thời thượng cổ tạo thành. Trên đảo hiện có một tập đoàn khoảng 6 vạn binh lực đóng quân, xưng là quân đoàn số 1 lĩnh Nam, là một đội quân hỗn hợp bộ binh, hải quân và không quân. Tân binh đoàn này cũng là tổ chức được đặc biệt xây dựng cho thời đại mới. Trên đảo phi trường, cảng, sân luyện tập, phương tiện dân sự đều vô cùng đầy đủ, nghe nói quốc gia đã tiêu tốn gần 50 tỷ để xây dựng. Tàu ngầm hiệu Thần Long được nghiên cứu chế tạo theo loại hình mới nhất được bí mật rút một chiếc đến quân cảng. Tàu ngầm này dài chừng 100 mét, chiều rộng cũng đạt 20 mét, tốc độ tuần tra dưới nước lớn nhất có thể đạt 50 đoạn, hơn nữa hiệu quả yên lặng cực kỳ tốt, thân tàu sử dụng một loại trang bị ẩn thân và phản kích. Cả hình thể tựa như một con rắn, cho nên lấy tên hiệu là Thần Long, nghe nói các quan binh thường trú trên thuyền đã xây dựng một hệ thống kiểu sinh vật theo hình thức tuần hoàn tự động. Có thể lặn dưới nước 2 năm liên tục mà không cần bổ sung bất cứ thứ gì, tốc độ lặn xuống có thể đạt 1.000 mét. Trước mắt chiếc tàu lặn này vẫn đang nằm trong giai đoạn giữ bí mật cao nhất, chưa đối ngoại công khai, ngay cả đặc công Mỹ và Liên bang Nga cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào, chỉ mơ hồ có một số suy đoán hoa hạ hình như có loại đồ công nghệ cao này thôi. Hơn nữa loại hình tàu lặn mới nhất này có quan hệ rất mật thiết với tổ A đặc cần, vì động lực không phải dùng lò phản ứng hạt nhân. Mà là dùng là trang bị chữ điện, vệ sinh, an toàn. Trang bị chữ điện này chính do tổ khoa năng tổ thứ 2 trong tổ A đặc cần dùng thuật nội kình mới nhất nghiên cứu chế tạo mấy tảng đá trong phòng nghiên cứu của lão viện trưởng Trần của Đại học Yên Kinh. Số lượng chữ điện lớn, nghe nói một khối lớn bằng bàn tay có thể cất giữ được mười mấy vạn độ điện năng. Tuy nhiên loại tảng đá này quá hiếm lạ, căn bản không có ở đâu cả, nghe nói bắt nguồn từ vẩn thạch bên ngoài trái đất, cho nên càng quý hiếm. Hơn nữa quá trình chế luyện quá phức tạp, sau khi mấy cao thủ cấp lục đoạn trở lên dùng khí nội kình bao bọc, vỏ điện mới có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy, cho nên muốn sản xuất số lượng lớn là điều không hiện thực, chỉ có thể làm vũ khí bí mật của quốc gia. Máy bay của nhóm người Diệp Phàm vừa hạ cánh, đã có một loạt cảnh vệ uy vũ xếp thành hàng chờ đợi từ trước. Một sĩ quan cấp tá họ Lâm mặc trên người trang phục đại tá trực tiếp dẫn bọn họ tới một ngôi nhà làm việc rất bình thường. Sau khi thẩm tra đối chiếu một loạt chứng thực như dấu tay, giấy chứng nhận, hình ảnh, đại tá Lâm mới thở dài một cái, chào theo nghi thức quân đội vô cùng tiêu chuẩn. Báo cáo Diệp phó soái, người phụ trách tổ A đặc cần trú ở đảo Phi Ngư, Lâm Bang Huy xin báo cáo với ngài, xin thủ trưởng chỉ thị. Được, đại tá Lâm cực khổ rồi, tôi không nói nhiều, tranh thủ thời gian lên tàu. Diệp Phàm đã sớm biết, Lâm Bang Huy còn là một cao thủ khai nguyên cảnh ngũ đoạn. Đảo Phi Ngư là căn cứ có tác dụng rất quan trọng đối với quốc gia, cho nên Chủ tịch nước Trung Quốc Trấn Sơn Hà đương nhiên phải nắm chặt trong tay.
cho nên tổ A đặc cần phái người phụ trách ẩn thân bên trong cũng không có gì kỳ quái, hơn nữa còn có thể trực tiếp phối hợp với tổ thứ 8 đặc cần thi hành nhiệm vụ trọng đại khẩn cấp. Xin mời thủ trưởng đi theo tôi. Lâm Bang Huy ở phía trước cẩn thận dẫn đường. Kỳ quái là Lâm Bang Huy không đi ra ngoài, mà là đi lên chỗ khúc quanh cầu thang lầu 1, tiện tay móc ra một khối đá màu xanh biếc hướng một mặt chiếu lên trên vách tường. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng nhìn lướt qua, phát hiện tảng đá kia rất là đặc biệt, tựa hồ bên trong hàm chứa một số năng lượng quái dị, xem ra tổ A đặc cần quốc gia thật sự là tài ba quái lạ. Không lâu sau, từng đạo sóng gợn hình vòng tròn hiện lên, sau một tiếng, răng rắc, thạch bích trơn nhẵn hướng sang một bên, lộ ra một khung cửa. Sau khi tiến vào, thạch bích tự nhiên khép lại, không để lại một dấu vết nào. Nơi này lại còn dùng nội kình lắp đặt một số trang thiết bị đặc biệt. Đặc công bình thường cho dù có tìm tới nơi này cũng không vào được. Bởi vì chỉ có khí nội kình của Lâm Bang Huy mới có thể mở ra, thật là lợi hại. Sau khi đi quanh co khúc khuỷu về phía dưới hai mấy phút đồng hồ, trước mắt xuất hiện một động lớn tự nhiên. Trong động còn xây dựng một ngôi nhà ba tầng nhiều chức năng, một mô hình nhỏ bến tàu, một chiếc tàu toàn thân màu nước biển đang nhô lên dựa vào bên cạnh bến tàu. Báo cáo thủ trưởng, tôi là Tào Mặc, thuyền trưởng tàu Thần Long M2. Toàn bộ sĩ quan trên tàu đã tập hợp, chuẩn bị hoàn tất, xin mời thủ trưởng chỉ thị. Một sĩ quan mặt gầy mặc trang phục thượng tá dẫn một loạt thủy binh đang đứng thẳng trên thuyền giống như một loạt cọc tiêu. Thuyền trưởng cũng là cao thủ quốc thuật, mơ hồ có nội thức tràn ra, có lẽ cũng ở trong tổ A. Thân thủ mấy đoạn khi chưa phát lực thì chưa thấy được, xem ra quốc gia đặc biệt coi trọng loại tàu lặn kiểu mới này. Diệp Phàm thầm nghĩ, miệng hơi mở hạ lệnh. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Các đồng chí cực khổ rồi. Vì an toàn quốc gia chúng tôi tình nguyện. Giọng nói của mười mấy tên quan binh quanh quẩn trong động, làm cho một đám nhân viên bí mật làm công tác hậu cần trên bờ đều kinh ngạc nhìn quanh. Cố chủ nhâm, anh xem người thanh niên này đoán chừng bao nhiêu tuổi. Lai lịch thật sự không nhỏ, hình như ngay cả Lâm thủ lĩnh và tàu thuyền trường đều vô cùng cung kính đối với hắn. Một thiếu tá oai hùng thấp giọng hỏi. Đúng vậy, thiên hà, Lâm thủ lĩnh bình thường không nể nang cả tư lệnh căn cứ. Lần trước tư lệnh căn cứ muốn mượn tàu ngầm hiệu Thần Long số M2 lặn xuống thăm dò địa hình đảo Phi Ngư. Bởi vì chỗ đó quá sâu, tàu lặn của căn cứ chỉ có thể ngắm biển. Kết quả Lâm thủ lĩnh cũng kêu ông ấy lấy ra chỉ thị phê bình của thủ trưởng tổng bộ, trong khi đó Lâm thủ lĩnh cũng chỉ là một đại tá, còn tư lệnh Trương là thiếu tướng. Thiếu tá cố chủ nhâm nói. Chương 485, biển sâu U Linh. Vương Thiên Hà tiếp lời. Đúng vậy. Làm tư lệnh Trương giận đến mức thiếu chút nữa đập vỡ bàn làm việc. Sau này còn đền cho trưởng trạm Lâm một bình rượu Mao Đài. Không lâu sau phó tư lệnh Trần của quân khu chúng ta đến thị sát căn cứ trên đảo Ngư Phi, tư lệnh Trương đề xuất có thể cấp cho quân đoàn một chiếc hiệu M2 Thần Long tổng hợp kiểu mới. Kết quả phó tư lệnh Trần nói như thế nào? Trung Kim à, cậu đúng là không biết đủ. Cậu có biết trước mắt quốc gia có mấy chiếc loại Thần Long này không? Có lẽ có mấy chiếc. Tư lệnh Trương Trung Kim có vẻ không dám chắc chắn trả lời. Mấy chiếc, cậu tưởng đó là rau cải trắng chỗ nào cũng có thể nhổ được sao? Chỉ có 2 chiếc, chi phí một chiếc đạt 80 tỷ. Phó tư lệnh Trần thận trọng nói. 80 vạn, đắt quá. Trương Trung Kim há to miệng thiếu chút nữa không thể ngậm lại. Cho nên, chiếc tàu đó có thể ngụ lại đảo Phi Ngư quân khu lĩnh Nam chúng ta đã là vinh hạnh cho các cậu lắm rồi. Cậu phải biết các quân đoàn khác sắp lồi mắt ra vì ghen tị, mặc dù chúng ta không có quyền điều phối sử dụng, tuy nhiên nếu gặp phải chuyện gì tôi nghĩ trưởng trạm Lâm cũng sẽ không thể không để ý có phải không. Lúc ấy vì vấn đề ngụ lại của chiếc M2, 7 đại thủ trưởng quân khu khác thiếu chút nữa vung bàn, sắn tay đấu đá với nhau. Cuối cùng nghe nói chiếc tàu này chuyên thuộc về tổng bộ tổ A đặc cần quốc gia mới không náo loạn nữa. Anh phải biết đủ, ha ha ha, gần quan được ăn lộc. Dính chút ánh sáng là được rồi. Hôm nay tôi cũng cảm thấy khó hiểu, người thanh niên này có lẽ không quá 20 tuổi, tôi nhìn người rất chính xác. Thật sự không biết có lai lịch gì, thật lợi hại. Cố chủ nhâm không khỏi giơ ngón tay lên nhỏ giọng nói. Nghe nói gần đây hướng gió thay đổi rồi, trạm đặc cần chúng ta phải trực thuộc chỉ huy của một người thần bí, nghe nói thủ trưởng sẽ trú lại ở chỗ cách đảo Phi Ngư không xa. Thủ lĩnh Lâm trước đó đã thông báo cho chúng ta. Cuộc họp hôm đó có lẽ cậu quên mất rồi.
thiếu tá Vương Thiên Hà thần bí nói. Hai người đừng ở sau lưng nói chuyện linh tinh, cẩn thận không lên tòa án quân sự đấy. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hừ lạnh của trưởng trạm lâm, hai người đó bị hù dọa vội vàng ngậm miệng lại. Dưới độ sâu 900 mét dưới nước, chiếc thần long đang chậm rãi đi vào, giống như một u linh màu xanh trong đại dương. Lúc này trong phòng họp Diệp Phàm, Lang Phá Thiên và thuyền trưởng thượng tá Tào Mặc đều đang có mặt. Lang tướng quân, anh giới thiệu cặn kẽ tình huống Y Hạ Ma Cung của Nhật Bản. Diệp Phàm ngồi ở chính giữa, lộ vẻ vô cùng trầm ổn, tỉnh táo. Được, Y Hạ Ma Cung nằm ở thành phố Khang Nại phía bắc Nhật Bản, cách khu vực thành thị trên 100.000 mét, ẩn náu trong một dãy núi bao la, thế núi dựng đứng, khe rãnh ngang dọc khó mà tìm được. Bọn chúng hấp thu năng lượng trong máu để tiến vào con đường lên cấp, tương đối quỷ dị. Cảnh giới công lực từ thấp đến cao chia làm ma sĩ, ma sư, đại ma sư, đương nhiên, còn có ma tôn. Tuy nhiên ma tôn cũng chỉ có danh tiếng chứ chưa từng thấy người, giống như cao thủ quốc thuật Hoa Hạ chúng ta chia làm vũ sĩ, vũ sư, đại vũ sư, tiên thiên tôn giả. Nghe nói riêng ma sĩ nhị đoạn, tam đoạn đã có 20 người, ma sư tứ đoạn cũng có 5 người. Phía trên còn có 3 vị ma sư ngũ đoạn đến thất đoạn. Đại trưởng lão Hoành Mộc Tiến Nhị, đại ma sư thất đoạn Khai Nguyên Cảnh. Nhị trưởng lão Đằng Điền Quy Sa, thượng đẳng ma sư cấp lục đoạn Khai Nguyên. Tam trưởng lão ma sinh Nại Xuyên, trung đẳng ma sư cấp luyện kính ngũ đoạn. Trái lại cung chủ của bọn họ là ai đến bây giờ cũng không ai biết rõ, nghe nói là mất tích hoặc là bế quan, trước mắt Y Hạ Ma Cung do đại trưởng lão Hoành Mộc Tiến Nhị chủ trì. Mọi người vừa nghe có lẽ sẽ nghĩ, vậy mấy người chúng ta đến đó không phải là chịu chết sao? Thật ra thì không phải, tổng bộ vừa mới nhận được tin tức xác thực. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão bọn họ không biết nguyên nhân gì dẫn theo một nhóm ma sĩ, ma sư vội vã chạy tới chỗ lân cận phía bên Nam Cực. Có lẽ mất mấy ngày mới về được, cho nên chúng ta phải tận dụng cơ hội này áp dụng đánh lén, phải giải quyết xong trong một lần, nếu như không thành công cũng đành rút lui. Nếu không hai trưởng lão Y Hạ quay về thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lang Phá Thiên sắc mặt ngưng trọng phân tích. Lang tướng quân! Không phải còn có tam trưởng lão ma sinh Nại Xuyên đóng ở ma cung sao, y cũng là một vị cao thủ trung giai ngũ đoạn, có lẽ trong ma cung còn giấu giếm một lão bất tử thái thượng trưởng lão gì đó. Trương Cường lo lắng hỏi. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ, tam trưởng lão sẽ do Phá Thiên Huynh chịu trách nhiệm giết chết, những thứ khác do tôi và Lạc Tuyết Phiêu Mai, Trương Cường, Lý Sơn bốn người đi vào cứu người, tìm chiếc chìa khóa thần bí kia, thuận tiện có thể đánh chết mấy người. Cứu người là quan trọng nhất. Tuy nhiên chiếc chìa khóa lại là một vấn đề lớn nhất, bởi vì không có bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến chiếc chìa khóa này, cho tới bây giờ cũng chỉ là đám người đoàn trưởng Thiết suy đoán. Lần trước đoàn trưởng Thiết tới núi Sương Bối ở lĩnh Nam tìm tòi bí mật, trước kia còn tưởng lầm núi Sương Bối là núi Trường Bạch, làm hại đoàn trưởng Thiết phí công chạy một chuyến, sau đó mới tra rõ, có lẽ do nguyên cớ trùng âm. Để tiến vào, Hồng Á Đao Lưu Hội, trước giải phóng. Tuy nhiên khi tìm tòi bí mật đến cuối cùng lại phát hiện một nội động kỳ quái, phía trên lại có một cánh cửa, theo chuyên gia Liệp báo suy đoán có thể là một mật thất, nhưng không cách nào mở ra. Sau khi tổ chuyên gia được tạo thành từ các chuyên gia quang học, âm thanh và bộc phá liên hợp lại dò xét suy đoán, đưa ra kết luận có thể có mật thất khổng lồ. Tuy nhiên phải có chiếc chìa khóa thần bí mới có thể mở ra, nếu như cậy mạnh mở ra có lẽ sẽ khiến pháo nổ đồng thời khối lượng bạo tạc tương đối lớn. Cho dù khối lượng không lớn tổng bộ cũng không nỡ phá hủy, nếu bọn Nhật Bản khi rút lui đã làm ra mật thất bí mật này, bên trong nhất định có cất giấu một số bí mật quan trọng không muốn người khác biết. Ý tứ của tổng bộ là bất luận làm thế nào cũng phải lấy được chìa khóa của mật thất, suy nghĩ cho an toàn quốc gia. Mới vừa rồi tôi cũng đã tra xét cẩn thận tài liệu tổng bộ đưa cho, phát hiện Y Hạ Ma Cung gần đây hình như có một số dây dưa với tổ chức đoạn đao lưu của huyện Ái Xuyên. Cháu trai của một trưởng lão đoạn đao lưu và cháu trai của tam trưởng lão Y Hạ Ma Cung ma sinh Nại Xuyên vì một ca kỹ mà đánh nhau, hai người tranh giành tình nhân, đã đến mức độ quyền cước tung ra rồi. Diệp Phàm nói. Diệp phó soái, đoạn đao lưu là tổ chức gì? Lạc Tuyết Phiêu Mai hỏi. Đoạn đao lưu nghe nói là một tổ hợp võ sĩ ninja, thật ra giống như người luyện công quốc thuật của Hoa Hạ chúng ta, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi. Tông chủ tên là Chính Giã Nhất Hạc. Nghe nói có thực lực cấp Khai Nguyên lục đoạn. Trong tông môn còn có hai trưởng lão ngũ đoạn đến lục đoạn.
tổng thể thực lực yếu hơn một chút so với Y Hạ Ma Cung. Tôi nghĩ có thể lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ khơi mào cuộc chiến trấn áp Y Hạ Ma Cung, chúng ta thừa cơ hạ thủ. Hơn nữa, chúng ta vừa lúc có một số đồng phục của Y Hạ Ma Cung chính tông, đợi sau khi liên lạc được với trưởng trạm đồn trú ở Nhật Bản rồi nói. Diệp Phàm tỉnh táo phân tích. Được, cách này rất hay, ít nhất cũng sẽ phân hóa một phần ma sĩ, ma sư Y Hạ, thuận tiện cho chúng ta làm việc. Lang Phá Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy người lại phân tích một hồi xem nên bố trí như thế nào, sau đó bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Anh họ, lâu rồi anh không về nhà. Thuyền trường Tào Mặc nhẹ giọng hỏi Lý Sơn. Anh gần đây nhiều việc quá, không dứt ra được. Các cậu còn tốt hơn, không phải chui vào trong động đã ẩn náu trong biển sâu 1.000 mét, rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chúng tôi thì không giống như thế, cả ngày ở trên đất bằng chạy như bay. Ai, bận rộn lắm, chúng tôi sắp biến thành phi ưng rồi. Lý Sơn rất bất đắc dĩ, buồn bực cười khổ. À, hai người còn là anh em họ, thật không nghĩ tới. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cười nói. Ha ha, đúng vậy phó soái. Anh họ từ nhỏ đã ức hiếp tôi cho tới bây giờ, khi còn bé cả ngày bị anh ấy đánh cho sưng mặt sưng mũi, ngài là lãnh đạo của anh họ nên khuyên anh ấy thường xuyên về thăm nhà một chút. Nếu không, Tào Mặc nói chuyện ẩn ý, nhưng đoạn sau lại không nói ra. Ha ha, tôi không phải lãnh đạo của cậu ấy, chuyện này phải hỏi thủ lĩnh Thiết. Diệp Phàm khẽ mỉm cười liếc nhìn Lý Sơn liếc, hướng về phía thuyền trường Tào Mặc cười nói. Chẳng lẽ anh họ cậu cố ý không về nhà, tại sao vậy? Anh ấy muốn trốn mỹ nhân. Ha ha ha. Tào Mặc đắc ý cười khan. Diễm Phúc không cản A Lý lão đệ. Ha ha. Trương Cường nắm bắt được đầu đề câu chuyện bắt đầu bấn cợt. Xem ra không riêng gì Tề Thiên muốn trốn mỹ nhân, trong trụ sở còn có mấy người có cảnh ngộ không khác gã, giống như Lý Sơn. Diệp Phàm thầm buồn cười, cảm giác hóa ra mình vẫn tương đối thoải mái, xuất thân trong gia đình nghèo khó, tuy nói kinh tế còn khó khăn, nhưng cuộc sống lại rất tự do tự tại. Ngoài việc cha mẹ cảm giảm mấy câu thương yêu ra, đối với chuyện mình tìm bạn gái rất là sáng suốt, để mặc mình tự do. Tàu sau một thời gian ngắn lặn xuống đã đến gần mục tiêu. Báo cáo Diệp phó soái, bây giờ chúng ta đã đến đảo Lưu Thạch. Nơi này có rất nhiều tàu thuyền, nếu nổi lên sẽ không dễ bị hệ thống phòng ngự điện tử Sona Nhật Bản phát hiện. Mọi người chuẩn bị đi, tàu lặn chỉ có thể ở cách mặt nước 100 mét thả mọi người ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tập hợp ở đây, đợi có thuyền đưa mọi người đến nơi vắng vẻ. Tàu Mặc nghiêm nghị. Mấy người mặc đồ lặn đặc chế ra khỏi tàu. Bình thường thợ lặn muốn lặn xuống độ sâu 100 mét đã không chịu được áp lực nước, tuy nhiên bọn người Diệp Phàm đều là cao thủ quốc thuật, cho nên phương diện này cũng chiếm tiện nghi rất lớn. Bọn họ được thuyền câu hỗ trợ, cách Nhật Bản chừng 20.000 mét thì dừng lại, sau khi nghỉ ngơi một lát liền lặn về hướng Nhật Bản. Đây cũng là khảo nghiệm kéo dài đối với sự chịu đựng và thể lực, 20.000 mét cũng tương đối xa. Người bình thường căn bản không dám tưởng tượng, đây cũng là chỗ lợi hại của tổ đặc cần. Cho dù hệ thống phòng ngự của Nhật Bản có tiên tiến cũng không cách nào phát hiện được có người đang bơi trong biển. Bọn họ thuận lợi đáp xuống mũi đá phi ưng chui vào trong bụi cỏ. Mấy người được một người trung niên mập lùn, tướng mạo cực kỳ bình thường tên là Dương Tái Đình đón đầu, y chính là trưởng trạm tổ bí mật của tổ A đặc cần đóng ở Nhật Bản, thân thủ khai nguyên ngũ đoạn. Mọi người thay đổi y phục, đi theo trưởng trạm Dương đến một ngôi nhà lớn 3 tầng, tương đối khí phái. Trang thiết bị bên trong khá xa hoa, trong đại sảnh còn có mấy cô gái mặc quần áo lót đang ra sức vặn vẹo cặp mông khoe vẻ lẳng lơ, dưới đài có một đống người vây quanh kêu gào. Có người còn ném tiền lên đài, những cô gái này hình như có màu da khác nhau, nhiều người nhìn qua không giống người Nhật Bản, trái ngược với các cô gái bên kia Âu Châu, kỳ quái là người bên trong người đến người đi dập dìu, toàn là các đôi ôm ấp, vuốt ve lẫn nhau tiến vào phòng. Viện trưởng Dương, chỗ này của ông hình như là... Trương Cường không nhịn được cười khan nói, ánh mắt hết sức mập mờ. Chương 486, một kỹ nữ đặc biệt. Sao hả, bổn viện này chính là một kỹ viện chính tông, tuy nhiên chỗ này không gọi là kỹ viện, mà phải gọi là lưu tục viện mới đúng. Ha ha ha, mấy vị khách đến từ phương xa, có muốn bổn viện trưởng chọn mấy thiếu nữ kimono Nhật Bản hầu hạ không? Tuyệt đối là mặt hàng chính tông, không có bệnh lây qua đường sinh dục. Những lời của Dương Tái Đình thật ra cũng không tạo nên chấn động lớn lao, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu.
dưới viện còn có một mật thất, mấy người bọn họ đi xuống. Tái Đình, tình hình của Đoạn Đao Lưu như thế nào? Tôi muốn áp dụng kế hoạch sống mái, ông thấy có được không? Diệp Phàm hỏi, dù sao Dương Tái Đình cũng đã tiềm phục ở Nhật Bản mười mấy năm rồi, rất quen thuộc với tình hình ở đây. Diệp tiên sinh, mấy hôm trước Ichiro Miyamoto của Đoạn Đao Lưu và Ma Sinh Cửu Thái Lang của Y Hạ Ma Cung vừa đấu với nhau một trận. Song phương đều dẫn theo mấy tên thủ hạ, cuối cùng mấy tên thủ hạ bị thương, bản thân cũng chỉ bị một số vết thương ngoài da. Hai tổ gia trưởng lão của bọn chúng cũng không quản những chuyện nhỏ nhặt này, có lẽ cho rằng chỉ là tiểu bối gây chuyện đánh nhau. Cho nên, nếu như muốn cho bọn chúng sống mái với nhau có lẽ cần phải làm mạnh tay, tuy nhiên nếu làm quá mức, chỉ sợ bọn chúng điều tra sẽ hoài nghi đến Hoa Hạ chúng ta. Bởi vì Nhật Bản cũng có một tổ chức không khác gì tổ đặc cần chúng ta tên là Tổ Thần Đạo, độ bén nhạy với phương diện tình báo tuyệt đối không thua tổ chúng ta, nếu như khiến cho tổ đặc cần hai nước phát sinh công kích quy mô lớn lẫn nhau thì phiền toái. Kết quả này có lẽ hai quốc gia cũng không muốn nhìn thấy. Mặc dù giữa hai nước vẫn thường xuyên xảy ra xung đột nhỏ, tuy nhiên chỉ cần không quá mức hai nước cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở, chuyện này chính là vấn đề nắm bắt được mức độ. Trưởng trạm Dương Tái Đình hơi có vẻ lo lắng. Sợ cóc khô gì, lão tử thật muốn tận diệt Tổ Thần Đạo. Hoa Hạ chúng ta là truyền nhân của rồng, bọn chúng là tiểu dân vùng thiếu văn minh cũng dám xưng thần đường, thần cái dám. Lang Phá Thiên lại có thể cùng Trương Cường chửi mắng. Được rồi, nhiệm vụ lần này là lên Y Hạ cứu người, không phải là tiêu diệt Tổ Thần Đạo. Hơn nữa dựa vào mấy người chúng ta có thể tiêu diệt Tổ Thần Đạo sao? Chuyện hoang đường lấy trứng chọi đá này làm sao làm được? Diệp Phàm liếc nhìn hai nhân sĩ yêu nước nói. Tôi nghĩ nếu Ichiro Miyamoto và Ma Sinh Cửu Thái Lang đã tranh giành ca kỹ tên là Mỹ Sa Anh Tử, chúng ta cứ sử dụng một số thủ đoạn từ chỗ Mỹ Sa là được. Chuyện này tốt nhất bắt đầu vào buổi tối, thời gian không chờ ai cả. Nếu như chờ hai trưởng lão của Y Hạ trở lại, kế hoạch của chúng ta căn bản không áp dụng được. Ba tên cao thủ, trong đó có một người còn là đại ma sư cấp thất đoạn, dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ làm đồ ăn cho bọn chúng. Được, cứ làm như thế. Lang Phá Thiên gật đầu nói. Buổi tối, đoàn người đến thành phố Khang Nại của Nhật Bản, thành phố Khang Nại ở phía bắc Nhật Bản, nhân khẩu trên 100 vạn, xây dựng trong một vùng núi hẻo lánh. Phòng ốc cổ xưa đan xen hỗn loạn với những tòa nhà cao tầng mới xây, cảm giác như ở một vùng ngoại quốc xa lạ. Bởi vì chỉ có Diệp Phàm tương đối thuần thục quốc ngữ Nhật Bản, cho nên hành động đối với Mỹ Sa Anh Tử lần này do phó soái hắn tự mình đảm đương. Lang Phá Thiên và Lạc Tuyết Phiêu Mai mặc dù nói tiếng Nhật Bản cũng tạm được, tuy nhiên bởi vì danh khí của Lang Phá Thiên quá lớn, Lạc Tuyết Phiêu Mai lại chỉ là người phối hợp giúp đỡ đặc cần làm việc, cho nên sợ làm cho tổ chức thần đạo của chính quyền Nhật Bản chú ý. Diệp Phàm thu khí cơ toàn thân lại, như một con mèo hoang dảo hoạt đi tới, Ly Viên. Bởi vì Mỹ Sa Anh Tử ở, Ly Viên. Ly Viên, là một khu vực toàn biệt thự của các nhân vật nổi tiếng và nhà giàu cấp cao của thành phố Khang Nại. Bên trong được thiết kế toàn là màu xanh cây cỏ, áp dụng hình thức lâm viên Tô Châu của Hoa Hạ chúng ta, kết hợp với phong cách đặc biệt của Nhật Bản tạo thành một nhất thể rất quái dị. Diệp Phàm lục lọi đối chiếu bản đồ tìm đến phòng anh tử. Hắn dùng đôi mắt chim ưng quan sát một lát, đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn thanh cao xa xăm truyền đến, khiến người ta như lạc bước vào chốn hoa cỏ ngập tràn. Diệp Phàm phát hiện trong ngôi nhà dùng hàng rào cây rậm rạp bao quanh có một cô gái toàn thân mặc áo kimono trắng đang gảy hồ cầm. Khúc nhạc đó chính là khúc hát Cao Sơn Lưu Thủy, nổi tiếng của Hoa Hạ, loại đàn được dùng cũng là đàn cổ của Hoa Hạ chúng ta. Tiếng đàn như nước chảy mây trôi tựa như u linh xa xôi. Hắn cẩn thận nhìn kỹ lại cô ta, hai hàng lông mày nhỏ nhắn tựa như hai hàng liễu non, khuôn mặt sáng bóng cảm giác vô cùng mịn màng. Tướng mạo hơi thua so với Lan Điền Trúc, tuy nhiên trên người cô gái tràn ra vẻ dịu dàng của cô gái nước ngoài, làm cho trong sâu thẳm linh hồn Diệp Phàm không khỏi chấn động. Từ tận đáy lòng không khỏi thở dài nói. Cô gái này có thể nói là một đóa u lan nơi sơn cốc. Sau khi nghe xong một khúc, Diệp Phàm thản nhiên từ cái cây sau lưng vọt ra, vỗ nhẹ tay khen ngợi. Tiếng đàn như trên ngân hà rót vào nhân gian mênh mông, hay lắm. Chắc hẳn cô chính là Mỹ Sa Anh Tử tiểu thư. Anh là ai? Tại sao vô cớ xông vào phòng của tôi? Mỹ Sa Anh Tử bị hù dọa một phen run rẩy đứng lên, khẩn trương nhìn chăm chú Diệp Phàm. Tuy nhiên cô ta không cách nào thấy rõ mặt mũi Diệp Phàm,
bởi vì Diệp Phàm mang trên người một chiếc áo choàng cánh rơi đặc biệt màu đen kiểu voan mỏng. Chiếc áo này thật sự rất tốt, mang trên đầu nhẹ như không có gì, tuyệt đối không cản tầm mắt, giống như da thịt của mình vậy. Cho dù đánh nhau tốc độ cao cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tốc độ. Hơn nữa Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện chiếc áo choàng này giống như được chế tạo trực tiếp từ tơ tằm, thật là một bảo bối tốt. Có thể là thứ kỳ quái do tổ khoa năng trong tổ đặc cần làm ra. Vào trong nhà nói chuyện. Diệp Phàm khẽ cười. Thật xin lỗi, tôi không thích đưa người lạ vào nhà. Mỹ Sa anh tử nhếch lông mày lạnh lùng nói. Mời anh rời đi lập tức, nếu không tôi phải gọi an ninh. Ha ha, vậy sao, tôi nghĩ tiểu thư Mỹ Sa anh tử là người thông minh. Tôi thích nhất là được làm bạn với người thông minh. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh khẽ cười buộc anh tử vào phòng. Sau khi vào nhà, Mỹ Sa anh tử trái lại rất bình tĩnh, còn chân thành tiếp đãi rót cho Diệp Phàm một chén trà xanh, khi cô ta khom lưng khe rãnh sâu thẳm giữa hai vú cũng lộ ra không chừa lại gì. Không biết là cố ý hay vô ý, Diệp Phàm luôn cảm giác có hai ngọn núi hút hồn liên tục ngọ nguậy trước mắt mình. Hắn vội vàng cấp tốc hành khí một vòng, trong lòng mắng thầm. Vưu vật, sâu dân mọt nước. Khó trách làm cho Ichiro Miyamoto và Ma Sinh Cửu Thái Lang phải ra tay, ngay cả lão tử cũng thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh. Ai, mình hiện tại cuối cùng đã cảm nhận được tâm tình của Lữ Bố năm xưa. Không biết tiên sinh tìm tôi có chuyện gì, tôi chỉ là một cô ca sĩ đáng thương kiếm sống bằng nghề ca hát. Mỹ Sa anh tử dịu dàng cười nói, giọng nói như con rắn nhỏ uyển chuyển cứ muốn quấy nhiễu lòng người. À, rất đơn giản. Tôi muốn mời tiểu thư anh tử giúp cho một chuyện nhỏ, gọi điện thoại cho Ichiro Miyamoto và Ma Sinh Cửu Thái Lang thiếu gia, kêu bọn họ lập tức đến phòng cô, tôi nghĩ hai vị thiếu gia hẳn là vô cùng vui lòng. Diệp Phàm mỉm cười kỳ quái. À, tiên sinh muốn lợi dụng tôi dẫn dụ hai vị thiếu gia có phải hay không? Mỹ Sa anh tử rất thông minh, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nháy mắt đã đoán được ý đồ bất lương của Diệp Phàm. Cô nương quả không đơn giản. Diệp Phàm âm thầm hành khí nhìn chằm chằm vào Mỹ Sa anh tử, đôi mắt ưng và thuật xem tướng dung hợp lại với nhau quan sát một hồi, phát hiện trên người cô gái này giống như cũng có một số tia khí tức nội kình tràn ra. Kể từ sau khi chân chính tiến vào thân thủ thất đoạn, Diệp Phàm phát hiện cho dù là võ giả quốc thuật không kích thích nội kình, bản thân dựa vào đôi mắt ưng và thuật xem tướng bén nhạy cũng có thể cảm giác được trên người những người này có nội tức kình khí tràn ra. Tuy nhiên cụ thể người này đạt đến tầng cảnh giới nào thì không cách nào suy đoán được. Trên người Mỹ Sa anh tử tràn ra khí tức nội kình cũng không phải mãnh liệt, có lẽ đẳng cấp cũng không cao. Tôi có thể dẫn các anh tới Y Hạ Ma Cung. Mỹ Sa anh tử nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt bất chợt long lanh nước mắt. Tôi chưa nói muốn tới Y Hạ Ma Cung, hình như cô nương không thích Y Hạ Ma Cung. Hơn nữa điều khiến tôi khó hiểu nhất là cô chỉ là một ca sĩ bình thường. Làm sao lại biết Y Hạ Ma Cung, điểm này thật khiến người khác khó hiểu. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm chấn động, đề phòng, hồ nghi liếc nhìn Mỹ Sa anh tử. Hừ, Y Hạ Ma Cung, tôi hận không thể uống máu của bọn chúng, ăn thịt bọn chúng, đáng tiếc tôi chỉ là một cô gái, công lực thấp, vô vọng báo thù. Mỹ Sa anh tử nhún vai nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ kiếp, cô gái này có vấn đề, hỏi rõ ràng trước đã. Tu vi của cô ta thấp như vậy cũng không cần sợ. Diệp Phàm thầm nghĩ, giọng nói bình thản hỏi. Cô nói chuyện của cô đi, tôi rất hiếu kỳ. Tôi vốn là con gái của tông chủ tiểu môn phái tên là Thần Phù Môn của thành phố Khang Nại, phụ thân là Đạo Điền Xuân Sơn, tôi theo họ mẹ. Năm ngoái, người của Y Hạ được tam trưởng lão Ma Sinh Nại Xuyên dẫn theo đột nhiên đến Thần Phù Môn ép hỏi gia phụ đưa, thôn nguyệt biên bức gì đó, gia phụ đương nhiên không đưa. Cuối cùng đám người ma nhân máu tanh Y Hạ Ma Cung giết chết 30 người tộc Thần Phù Môn chúng tôi. Lúc ấy bởi vì tôi không ở nhà, còn có một nguyên nhân là tôi theo họ mẹ, cho nên không bị Y Hạ Ma Cung chú ý. Chỉ nghe nói mẫu thân của tôi Mỹ Sa Lê Tử bị Y Hạ Ma Cung bắt đi, cuối cùng chỉ còn một mình tôi may mắn sống sót. Gần đây tôi luôn tìm cách tiếp xúc với cháu trai của tam trưởng lão Y Hạ, cũng chính là Ma Sinh Cửu Thái Lang, nửa năm trôi qua. Tôi đã làm được bản đồ lộ tuyến cụ thể tiến vào Y Hạ Ma Cung. Nếu như tiên sinh, nói tới đây Mỹ Sa anh tử nhìn Diệp Phàm chằm chằm không nói. Ý của cô là muốn kêu tôi cứu mẫu thân của cô, tuy nhiên tôi được ích lợi gì? Diệp Phàm giả bộ xem thường. Tôi có thể dẫn các anh đi vào con đường dẫn vào Y Hạ Ma Cung, tôi nghĩ,
nếu như không có bản đồ của tôi dẫn dắt, các anh cũng không thể tìm được Y Hạ Ma Cung chân chính. Thứ hai, tôi có thể lấy Thôn Nguyệt Biên Bức của thần phù môn tặng cho các anh, điều kiện chính là cứu mẹ tôi. Mỹ Sa Anh Tử giống như muốn ép Diệp Phàm, cuối cùng suy nghĩ một lát khuôn mặt lại buồn bã nói. Nếu như tiên sinh có thể cứu mẹ tôi ra, tôi nguyện ý suốt đời hầu hạ tiên sinh, làm một nữ ca sĩ, một vũ nữ diễn cho tiên sinh xem. Mỹ Sa Anh Tử này tuy nói không dám khoe khoang bản thân mình có thể so sánh với vũ sư đỉnh cao quốc tế, nhưng cũng có trình độ nhất lưu. Tôi nghĩ vừa rồi tài đánh đàn của tôi, tiên sinh hẳn đã nghe được một chút rồi. À, hợp tác, cô không sợ tôi giết người đoạt đồ đoạt phù sao? Như vậy không phải tôi càng bớt việc, cần gì phải bất chấp nguy hiểm đi cứu người. Diệp Phàm liếc nhìn Mỹ Sa, cười nham hiểm. Chương 487, Điệu Hổ Ly Sơn. Ha ha ha, tiếng cười liên tiếp như chuông bạc vang lên, Mỹ Sa Anh Tử cười chảy nước mắt, cuối cùng thấy cười đủ rồi, mới lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Anh thử xem, tôi đã sớm đốt tấm bản đồ rồi, toàn bộ chỉ còn tồn tại trong đầu. Tu vi của anh tuy nói cao hơn tôi, nhưng cho dù anh bổ đầu tôi ra cũng không lấy trí nhớ ra được. Ha ha ha, hơn nữa, Thôn Nguyệt Biên Bức cũng phải dùng phương pháp đặc thù của thần phù môn mới có thể khởi động. Nếu không có phương pháp đặc thù này mở ra, anh có cướp đi cũng chỉ là một tấm phế ra, không có tác dụng gì. Còn nữa, tôi có thể thiết kế giúp các anh điều tam trưởng lão Y Hạ Ma Sinh Nại Xuyên đi, tôi nghĩ thân thủ của tiên sinh có lẽ không vượt qua đỉnh cao ngũ đoạn. Cô gái này sau khi nói xong vẻ mặt rất bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi Diệp Phàm, lúc này nhìn qua giống như con hổ tương đối hung tàn. Vậy cô chứng minh cô không phải đang gạt tôi mà là thật lòng hợp tác xem thế nào. Diệp Phàm cũng không động đậy, lạnh lùng hỏi. Anh có thể lục soát thân thể của tôi, thậm chí, tôi có thể cởi hết đồ để anh lục soát, tuyệt đối không có mang bất kỳ thứ gì bất lợi đối với anh. Hơn nữa thân thủ của tôi chỉ khoảng nhị đoạn, thấp như thế, lẽ nào một cao thủ ngũ đoạn như còn sợ tôi phản kích. Hơn nữa trước đó anh có thể giam tôi lại, dùng dây trói lại, dùng then cài dựng lên cũng được, đợi lúc nào xuất phát thì cõng tôi, tay chân tôi đều bị trói, muốn giở trò gì cũng không được. Tôi có thể chỉ đường cho các anh đi. Nếu như gặp nguy hiểm tôi chính là người đầu tiên bị giết chết, chẳng lẽ thành ý như vậy còn chưa đủ sao? Mỹ Sa Anh Tử vừa nói vừa ưỡn thẳng ngực. Cặp núi đôi giống như là hai cái bánh bao thịt khổng lồ. Sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng, ý bảo đồng chí Diệp Phàm soát người để thể hiện thành ý. Chậm đã, cô vừa nói Y Hạ Ma Cung thật là có ý gì, lẽ nào trên đời này còn có Y Hạ Ma Cung giả hay sao? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Y Hạ Ma Cung thật chỉ có một chỗ, phòng ốc cung điện giả mạo trái lại có rất nhiều, nếu không có bản đồ chỉ điểm cho dù là thần tiên cũng phải lạc đường. Mỹ Sa Anh Tử hơi có vẻ đắc ý, áo đã được cô ta cởi ra. Diệp Phàm điểm chỉ, làm cho Mỹ Sa Anh Tử mê man đi, lấy điện thoại gọi cho đám người Lang Phá Thiên và Lạc Tuyết Phiêu Mai thương lượng. Sau khi kiểm chứng, phát hiện thần phù môn mà Mỹ Sa Anh Tử nói quả thật bị tiêu diệt. Mà thật sự cũng có người tên là Mỹ Sa Anh Tử, xem ra tình huống có 5 phần là thật, tuy nhiên không thể loại bỏ là thủ đoạn của một số tổ chức đặc thù Nhật Bản. Tuy nhiên nhóm người bọn họ lần này đến Nhật Bản thi hành nhiệm vụ cơ mật, bọn chúng không thể nào biết được tin tức trước đó, nếu như tin tức bị tiết lộ thì chứng tỏ trong tổ đặc cần có nội gian. Nếu quả thật phát sinh chuyện này thì đại sự thật sự không thành rồi, sau khi mấy người bọn họ bàn bạc, quyết định sẽ thử xem. Bởi vì làm như vậy nắm chắc lớn thêm không ít, đối với bên mình cũng rất có lợi. Không lâu sau, Diệp Phàm đánh thức Mỹ Sa Anh Tử dậy nói. Có thể hợp tác. Tốt, đây chính là bảo bối, Thôn Nguyệt Biên Bức, của tổ tông thần phù môn tôi, còn phương pháp sử dụng phải đợi anh cứu mẹ tôi ra rồi mới cho các anh. Mỹ Sa Anh Tử phun ra một ngụm máu tươi lên pho tượng chạm khắc gỗ đầu con mèo, niệm đọc một hồi khó hiểu, tay sờ lên đầu con mèo. Chiếc đầu mèo chạm khắc gỗ quỷ dị tự nhiên lóe lên một tia bạch quang, răng rắc một tiếng rồi tự động văng ra. Bên trong lộ ra một lỗ nhỏ, thiết kế thật sự tinh diệu, trước đó đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng không phát hiện ra cái đầu mèo chạm khắc gỗ này là một vật cổ quái. Mỹ Sa Anh Tử móc ra từ trong động một con rơi gỗ được chạm khắc chỉ lớn bằng đầu ngón tay út. Tuy nhiên trên người con rơi toàn thân màu tím đen được chạm khắc cổ xưa này, tựa hồ có tràn ra từng tia khí tức quái dị. Diệp Phàm vận chuyển công lực hấp thu các tia khí tức quái dị này vào, cảm giác trong đan điền có một số dị động,
tựa hồ có chút giống như khí tức tràn ra của giao sâm ngàn năm mà gia chủ Lôi Trương của thành phố Thương Hải tặng cho mình. Quái, thật là quỷ dị, chẳng lẽ con rơi này lại có quan hệ với Thái Tuế và giao sâm sao, chuyện này thật đúng là phát hiện trọng đại, giá trị. Nếu rảnh rỗi phải nghiên cứu kỹ càng con rơi này, đây có lẽ là thứ có tác dụng lớn, tên là Thôn Nguyệt Biên Bức, chẳng lẽ thật sự có thể nuốt trăng? Trăng, đây khẳng định không phải là chỉ trăng sáng chân chính, nếu không phải là trăng sáng thì chỉ cái gì chứ? Lẽ nào phải ở dưới ánh trăng mới có thể tiến hành chức năng nào đó? Diệp Phàm suy nghĩ một hồi cảm thấy nghi ngờ, cũng không chút khách khí đem con rơi chạm khắc gỗ bỏ vào trong túi. Hiện tại chúng ta coi như đã là đồng bạn hợp tác, nếu đã muốn cứu mẹ cô, tôi nghĩ có lẽ cô biết rất rõ thực lực của Y Hạ Ma Cung, nếu như có thể điều đi một phần cường giả ma sư của bọn chúng. Chúng tôi cứu người cũng thuận tiện nhiều hơn, tốt nhất là có thể dẫn dắt Tam trưởng lão ma sinh Nại Xuyên rời đi. Cô có cách gì hay nói nghe xem. Thật ra căn bản không cần các anh động thủ, tôi chỉ cần gọi điện thoại là có thể điều lão chó điên ma sinh Nại Xuyên ra ngoài. Mỹ Sa Anh Tử lộ ra vẻ vô cùng tự tin. À, còn có diệu kế như thế, tôi thật sự muốn nghe thế nào. Diệp Phàm có vẻ không tin, thầm nghĩ làm gì có chuyện nhẹ nhàng như vậy, ma sinh Nại Xuyên nằm trong ma cung làm sao chịu tùy tiện ra ngoài, hơn nữa hiện tại hai trưởng lão Y Hạ ma cung cũng không ở đấy, Y là người phụ trách duy nhất, không thể nào tùy tiện rời đi được. Ma sinh Nại Xuyên có một tình nhân rất thương yêu tên là Linh Mộc Chân Tử. Mỗi tuần ma sinh Nại Xuyên đều sẽ đến chỗ tình nhân ở lại một đêm. Tôi chỉ cần gọi điện thoại cho Ichiro Miyamoto của Đoạn Đao Lưu, kêu y đi làm nhục Linh Mộc Chân Tử, hơn nữa cố ý lưu lại một số dấu vết, tôi nghĩ lão chó điên ma sinh Nại Xuyên nhất định sẽ lập tức xung phong liều chết xông tới Đoạn Đao Lưu. Mỹ Sa Anh Tử mặt không đổi sắc nói, ngay cả khi kêu người đi làm nhục tình nhân của người khác cũng không nháy mắt. Mẹ kiếp, cô ả này giống như con rắn độc. Diệp Phàm âm thầm tự nhắc nhở mình. Mình phải cẩn thận trông chừng cô ta, không để cô ta rời khỏi tầm mắt một giây nào, cô ta cũng không thể dở trò gì. Hơn nữa Lang Phá Thiên ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm, bốn con mắt chẳng lẽ còn có thể bị cô ả rắn độc nhị đoạn này đùa bỡn hay sao? Hay, cô đi gọi ngay đi. Diệp Phàm nói. Miyamoto, em là Mỹ Sa Anh Tử, chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Mỹ Sa Anh Tử ngọt ngào gọi điện. Khiến Lang Phá Thiên đang ẩn náu ngoài cửa sổ cũng choáng váng, giọng nói kia đúng là ngọt ngào, khiến người ta say mê, chỉ có điều Lang Phá Thiên hình như không có thích con gái. À, anh Tử à, em yêu, đây là lần đầu tiên em chủ động gọi điện cho anh, có phải nhớ anh không, anh lập tức tới ngay. Linh hồn nhỏ bé của Ichiro Miyamoto thiếu chút nữa nhảy ra khỏi Nê Hoàn Cung. Anh muốn em đi cùng anh cũng được, nhưng bây giờ anh phải đi dạy dỗ Linh Mộc Chân Tử một trận cho em. Hừ hừ. Công phu giả bộ ngọt ngào của Mỹ Sa Anh Tử thật sự rất cao cường, Ichiro Miyamoto còn tưởng rằng Linh Mộc Chân Tử thật sự chọc giận Mỹ Sa Anh Tử. Nữ nhân bụng dạ hẹp hòi muốn báo thù cũng là chuyện rất bình thường, cho nên không chút nghĩ ngợi lập tức xuất phát. Thằng nhãi này trên đường đi cứ nghĩ tới sau chuyện này có thể ôm ấp Mỹ Sa Anh Tử, chỗ kín lại nổi hứng, hơn nữa nghe nói Mỹ Sa Anh Tử còn là một xử nữ chính tông. Nếu như mình có thể chiếm được lần đầu tiên của cô ta, ngày mai khi đối đầu với ma sinh cửu Thái Lang, có thể khoác lác trước mặt y rồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì Ichiro Miyamoto không biết Linh Mộc Chân Tử là thịt cấm của trưởng lão ma sinh Nại Xuyên, nếu không cho y 10 lá gan có lẽ cũng không dám đi làm chuyện hư hỏng này. Mặc dù nói Ichiro Miyamoto bình thường cũng là một kẻ ăn chơi đàng điếm, tuy nhiên khi làm việc lớn cũng không hồ đồ. Những chuyện này đương nhiên đều hoàn thành dưới mắt đám người Trương Cường. Lúc ấy khi Ichiro Miyamoto ô nhục Linh Mộc Chân Tử, Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng vô cùng bất nhẫn, dù sao đều là đàn bà với nhau. Tuy nhiên lần này cô ta là người phối hợp giúp đỡ nhân viên đặc cần quốc gia làm việc để trả nợ cho mẹ, thân phận làm khách cũng không nên đứng ra phá hư cái gì, cuối cùng đành cắn răng nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn Miyamoto áp dụng hành vi man dợ. Tuy nhiên Ichiro Miyamoto đi ra ngoài không lâu đã bị Lạc Tuyết Phiêu Mai mặc đồng phục Y Hạ Ma Cung thiến thành công công, từ nay về sau chỉ có thể vui vẻ với các mỹ nữ ở trong mộng. 3 giờ sau, trong sơn mạch cổ thú phía bắc Nhật Bản, trong một đại sảnh của một ngôi chùa bình thường có một ông lão mặt ngựa mặc trường bào võ sĩ Nhật Bản, đang nhận điện thoại, mấy phút sau. Bốp! Chiếc điện thoại di động vệ tinh mới nhất bị y hung hăng nện xuống dưới đất.
vô cùng kinh ngạc là sau một trận mảnh đá tung bay, dưới sàn nhà cứng chắc dùng đá hoa cương màu xanh lót đá lại bị chiếc điện thoại di động yếu ớt đập ra một hố lớn như chiếc chảo sắt. Khốn khiếp! Lão đầu thô lỗ mắng một câu, sắc mặt tiếp đó âm trầm như khối chì, đột nhiên xoay người hướng ra ngoài kêu lên. Xuân Sơn Nhất Lang, lập tức triệu tập đội 1, đội 2 y hạ, đi với ta tới đoạn đao lưu, không đem tên tiểu tử Miyamoto đập thành thịt nát ta sẽ không phải là ma sinh nại xuyên nữa. Cầu tạp trùng, tam trưởng lão, đại trưởng lão trước khi đi đã đặc biệt giao đái, không thể tùy tiện rời khỏi y hạ ma cung, ít nhất cũng phải chờ bọn họ trở lại. Đoạn đao lưu cũng không đơn giản, có chuyện gì hãy chờ đại trưởng lão trở lại rồi hãy nói. Lúc này trong sảnh một lão giả đầu chọc mập như heo, đứng lên khuyên nhủ. Cương giã, trưởng lão tôn quý ta đây lẽ nào có thể để một tên tiểu hộ pháp như ngươi quản hay sao? Hừ, lên đường. Ma sinh nại xuyên liếc xéo cương giã đầu chọc, tức giận trên mặt chợt lóe rồi biến mất lao ra cửa. Ai? Phía sau truyền đến tiếng thở dài vô cùng lo lắng của cương giã. Huyết lang, lập tức đưa tin cho các vị ma sĩ, ma sư còn lại trong điện, tăng cường thủ vệ, hủy bỏ thay phiên nghỉ ngơi, toàn bộ lên trạm gác, phụ cấp gấp đôi. Mấy giờ sau, nơi đồn trú của đoạn đao lưu ánh lửa ngút trời, hơn trăm người đang hỗn loạn chém giết hò hét. Tiếng kim khí va vào nhau xoang xoảng vang lên không dứt, có lẽ cảnh sát địa phương đã sớm biết tình huống như thế, cũng toàn bộ giả câm giả điếc không ra mặt. Trước kia chuyện này cũng không phải không phát sinh, chỉ cần không nguy hại đến an toàn của dân chúng, bọn họ bình thường mà nói sẽ mắt nhắm mắt mở. Nghe nói sau lưng những võ sĩ môn phái này đều có quan lớn chống đỡ, loại cảnh sát nhỏ bé cũng chọc vào không nổi, ngược lại rước họa vào thân thì không đáng, cho nên dứt khoát đem con bỏ chợ. Diệp phó soái, kẻ địch đã rơi vào bẫy, ma sinh nại xuyên xuất hiện ở đoạn đao lưu, có thể lập tức lên đường hành động. Dương Tái Đình phát tin tốt tới. Lên đường. Diệp Phàm đã sớm tiềm phục dưới chân dãy núi cổ thú vung tay lên, mấy người giống như u linh trong đêm tối tung hết sức lực lao về phía y hạ ma cung. Chương 488, gặp người là giết. Sau một tiếng lay động run rẩy, chiếc đầu đầm đìa máu của tên ma sĩ thanh niên có khuôn mặt dữ tợn đã rời khỏi người. Thằng nhãi này miệng còn đang nhe răng không phát ra được thanh âm nào, nói thì chậm nhưng thật ra chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lợi hại! Thứ đó sao có chút giống như huyết tích tử biểu diễn trong phim ảnh, nghe nói sau khi thứ đó bắn ra có thể túm vào đầu người lôi xuống, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng, là vũ khí lợi hại giết người để ung chính đế xưng hùng. Dân gian vừa nhắc đến huyết tích tử đã biến sắc. Khi Diệp Phàm đang kinh ngạc thì Lang Phá Thiên ở bên cạnh cũng kinh ngạc không dứt nhìn chằm chằm vào đồ vật cổ quái của Lạc Tuyết Phiêu Mai, trong lòng hai người không khỏi sinh ra một luồng lạnh lẽo. Lạc Tuyết Phiêu Mai rung rung món đồ hình hoa sen. Dùng ít lực, giọt máu dính phía trên tự động chảy xuống dưới đất, trên hoa sen lại sạch bóng như mới, giống như vừa rồi không có dính máu. Trương Cường ở bên cạnh lại càng kinh ngạc, thiếu chút nữa không khép miệng lại được. Ha ha, có gì hay đâu mà nhìn, cái này là lợi khí của tổ tiên thần cung chúng tôi lợi dụng huyết tích tử cải tạo thành, tên là Huyết Liên Xuân. Lạc Tuyết Phiêu Mai nhẹ giọng cười, vẻ mặt tự nhiên, không có một chút sợ hãi giết người, làm cho Diệp Phàm âm thầm bội phục. Nói đến giết người trong mấy người hắn là người non nhất, có lẽ dù sao cũng là giết người, nhưng đó không phải là một trò chơi. Huyết Liên Xuân, đích xác là mùa xuân hoa nở, thật lợi hại, có chút kinh người. Diệp Phàm nhún vai. Không sai, hoa sen nở, cái đầu ăn cơm của người ta cũng nở hoa. Lang Phá Thiên sờ sờ mấy sợi râu mép. Không cần lo lắng, Huyết Liên Xuân của tôi chỉ giết người xấu, sẽ không kéo đầu mấy người đâu. Lạc Tuyết Phiêu Mai thản nhiên cười, như trăm hoa đua nở, đẹp đến mê hồn, khiến Diệp Phàm có cảm giác ngơ ngẩn như mộng. Mỹ nữ sát thủ, loại vợ như vậy thật không dám cưới, nếu hôm nào đó chọc cô ta mất hứng, tùy tiện quăng cái đó tới, Huyết Liên Xuân chỉ cần một chảo, cái đầu đã không còn. Diệp Phàm thầm cằn nhằn, cảm giác trên lưng ớn lạnh. Không lâu sau, từ từ chui vào chân tường. Mấy tên ma sĩ phát hiện ra tình huống, đang muốn cảnh báo. Tốc độ Diệp Phàm đã nhanh hơn, một bóng đao lóe lên. Mấy tên ma sĩ đã khó hiểu ngã xuống, hai con mắt phồng lên như kim ngư, như không cam lòng. Trương Cường chém xuống một đao, đầu của tên ma sĩ thanh niên đã như dưa hấu tràn đầy máu tươi. Đồng thời Lạc Tuyết Phiêu Mai lại quăng ra Huyết Liên Xuân đáng sợ, giống như viên đạn bổ xuống trước đầu tên thanh niên.
Trong tiếng, xoẹt, vang lên, bộ ngực của tên ma sĩ thanh niên đã giống như đậu phụ vỡ tung. Kỳ quái là sau khi máu bắn ra cũng không bay ra xung quanh, toàn bộ bị lợi khí liên hoa của Lạc Tuyết Phiêu Mai bao thành một đoàn, chỉ thấy Lạc cô nương nhướng mày, binh khí dạng hoa sen hướng vào phía trong co lại, thịt máu vỡ vụn nhất thời ngưng tụ thành một đoàn bị đè nén thành một khối máu lớn như trái bóng bàn lơ lửng trong lòng bàn tay cô ta. Diệp Phàm nhìn thấy cảm giác da đầu tê dại, thầm nghĩ. Người của tổ A đặc cần người nào cũng có tuyệt kỹ. Lạc Tuyết Phiêu Mai được xưng tụng là Liên Hoa Tiên Tử, thì ra là có liên hoa tàn phá người như vậy chứ tiên tử cái gì. Mỹ nữ này nổi điên còn đáng sợ hơn bất cứ người đàn ông nào. Mỹ Sa Anh Tử, bí thất ma cung ở chỗ nào cô có biết không? Diệp Phàm quay đầu hỏi. Không biết, cái đó là cơ mật đặc biệt của Y Hạ Thần Cung, ngay cả ma sinh cửu Thái Lang dùng mưu đồ cũng không nói ra, có lẽ ngay cả y cũng không biết. Mỹ Sa Anh Tử lắc đầu. Vậy chúng ta không thể làm gì là đến từng nơi, thấy người thì diệt, hạ thủ phải nhanh. Diệp Phàm hàn mang chợt lóe, vẻ mặt lạnh lùng, nghĩ đến hành vi phạm tội ngút trời của bọn quỷ Nhật Bản trong 8 năm Hoa Hạ kháng chiến, trong lồng ngực không khỏi dấy nên cảm giác hào hùng muốn giết hết yêu nghiệt ma cung. Mặc dù nói người Nhật Bản bình thường vô tội, nhưng những tên ma nhân chuyên môn trộm lấy tình báo cơ mật Hoa Hạ, làm một số việc phá hủy an toàn của Hoa Hạ chúng ta lại không thuộc về hàng ngũ của bọn họ. Những người này vô cùng hung tàn, có lẽ ngay cả một số người dân Nhật Bản bình thường nhìn thấy bọn chúng cũng kinh hãi khiếp đảm. Mấy người sau đó lại phá hủy 3 ngôi miếu đổ nát, gọn gàng đánh chết 4 ma sĩ, hình như thực lực thủ hộ bên ngoài ma cung cũng không ra gì. Cho tới bây giờ cũng chưa gặp đối thủ nào tương đối mạnh. Trước đó tên ma sư dưới một đao của cao thủ thất đoạn Diệp Phàm cũng dễ dàng bị giải quyết, có lẽ cao thủ đều được tam trưởng lão dẫn đi sống mái với đoạn đao lưu rồi. Kỳ quái là đống miếu thờ đổ nát này mặc dù nói hết sức cũ kỹ, nhưng từng ngọn giống như đều được sắp hàng theo phương vị nhất định, giống như mê cung. Mấy người ở bên trong chuyển động một hồi trái lại cảm giác càng ngày càng mơ hồ, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập bên trong, giống như mơ hồ những ngôi miếu đổ nát kia đều sắp biến thành mãnh thú hồng hoang. Khi mọi người đang lục soát tòa miếu thứ 10 phát hiện một miếu đường tương đối hoàn chỉnh đặc biệt lớn, có lẽ đây là nơi trung tâm giống như đại sảnh. Các miếu lớn xung quanh cũng có mấy tòa. Lang Phá Thiên cẩn thận đi tuần tra một vòng xung quanh, lẩm bẩm nói nơi này có phải thiết kế một trận phòng ngự hành quân gì đó theo như phương vị cửu cung bát quái. Tất cả mọi người vừa nghe y nói như vậy đều lập tức chú ý, thật sự có chút giống, khi đang muốn lại gần tìm kiếm thì Mỹ Sa Anh Tử đột nhiên nói. Không phải trong đó, hình như tôi nghe ma sinh cửu Thái Lang có lần uống rượu say nói là trong thần miếu cao lớn bố trí đều là hố bẫy. Nếu như có kẻ địch đến vừa lúc dẫn vào trung tâm, bắt rùa trong hũ, bên trong đều là cơ quan thiết bị, còn tòa đại viện bình thường phía sau thần miếu mới là nơi các trưởng lão nghị sự. Tuy nhiên cô ta lại rơi vào trong suy nghĩ, đầu khẽ giật giật, có vẻ không dám xác định. Cô có chắc không? Diệp Phàm hỏi. Tôi không dám xác định, hình như có nói qua. Mỹ Sa Anh Tử lắc đầu. Không kịp nữa rồi, đến hậu viện nhìn kỹ rồi hãng nói. Diệp Phàm ra lệnh, mấy người cẩn thận vây quanh đại điện phía sau, thật sự có tòa viện khá lớn, hai ma sư đang tán gẫu. Huyết Lang, anh nói tam trưởng lão có thể diệt đoạn đao lưu hay không? Một ma sư gượng cười hỏi. Diệt, không dễ dàng như vậy, bên trong người ta cũng có cao thủ, tuy nhiên bây giờ hình như cũng không ở đấy, đi Âu Châu làm gì rồi? Huyết Lang hút điếu thuốc lắc đầu. Mẹ kiếp, đám cẩu tạp chủng đoạn đao lưu nên chém chết toàn bộ mới đúng. Ma sư nói trước đó hung hăng nói. Thiết cầu, nói đến hung ác chúng ta không hung ác hay sao? Thật ra tất cả mọi người đều vì sinh tồn, nếu mình không hung ác thì không có gì cả, có cách nào chứ? Huyết Lang trái lại có chút phân rõ phải trái cười nói. Huyết Lang, anh nói tại sao đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi Nam Cực? Thiết cầu hỏi. Ha ha, trong chuyện này thật ra có mờ ám, bọn họ thật ra không phải đi Nam Cực, chỉ là ngụy trang. Thật ra là tới, trang viên hưởng đức lợi, của anh, nghe nói là làm một cuộc mua bán rất lớn. Huyết Lang nói khẽ, nhưng vẫn là bị bức nhĩ thông của Diệp Phàm nghe thấy. Mua bán gì, Thiết Cầu tỏ ra hứng thú. Nghe nói chuyện này có quan hệ với Trung Quốc đối diện chúng ta, bên trong có thứ đồ, là liên quân 8 nước cướp được ở Trung Quốc, nghe nói thứ đồ này có thể ứng dụng dự trữ năng lượng làm cho năng lượng bản thân gia tăng rất lớn.
cũng có người nói là một loại phương pháp luyện thép, đúc kiếm cổ xưa của Hoa Hạ, nghe nói võ giả phía bên Hoa Hạ tên là huyền thiết gì đó, đúc bảo kiếm đặc biệt sắc bén, lấy kiếm chặt đao nhẹ như lông hồng. Huyết lang thần bí áp sát bên tai thiết cầu nói. Động thủ. Diệp Phàm vung tay lên, bốn thanh phi đao lao về hai người, sau một tiếng, cha, khẽ vang lên, hai kẻ đang nói chuyện cao hứng đều đồng thời trúng đao. Tuy nhiên vì công lực hai người này tương đối cao, tính cảnh giác rất mạnh, phi đao chỉ ghim vào một nửa, người vẫn chưa tắt thở. Hai người lăn xuống đang muốn kêu lên, tuy nhiên tốc độ của sát thần lang phá thiên và liên hoa tiên tử Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng không chậm, thân thể như gió lao tới, chỉ thấy một bóng kiếm thoảng qua. Đầu huyết lang đã bị lang phá thiên cắt gọn quay tròn mấy vòng trên không trung rồi rơi vào trong tay Trương Cường. Bởi vì sợ nện xuống dưới đất gây ra tiếng động quá lớn. Còn Lạc Tuyết Phiêu Mai dùng huyết liên xuân giống như huyết tích tử, thoáng cái đã chặt đứt đỉnh đầu thiết cầu. Trong viện lóe lên ánh đèn, tuy nhiên không thấy người nào. Mấy người lục tìm một hồi, dùng máy thăm dò cũng không phát hiện có vật gì giá trị. Kỳ quái, lẽ nào chúng ta lầm rồi? Trương Cường nói khẽ, không phải có cơ quan gì sao? Cơ quan? Diệp Phàm vừa nghe thấy đã ngẩn người, đôi mắt ưng mở ra, phát hiện trong viện có một tượng đá, điêu khắc bát kỳ đại xà của Nhật Bản. Tám đỉnh đầu dữ tợn trợn mắt nhìn, ở dưới ánh đèn lộ ra vẻ rất kinh hãi. Đại xà điêu khắc này lẽ ra phải đặt trong đại điện phía trước mới đúng, tại sao lại để trong tòa viện này, không phải cơ quan ở trên người đại xà này chứ? Lang Phá Thiên cũng chú ý tới. Chăm chú quan sát bát kỳ đại xà. Mọi người nhìn cái này không phải có chút cổ quái sao? Lúc này Lang Phá Thiên chỉ vào đầu đạn phía trên bát kỳ đại xà. Đúng là có chút quái dị, bát kỳ hẳn là thần thoại truyền thuyết viễn cổ, còn đầu đạn là của thời hiện đại, lẽ nào phía trên này có gì đó? Diệp Phàm phân tích lại nói. Mọi người lui về phía sau, để tôi thử xem. Muốn lui, muộn rồi. Sát. Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu. Phụt, một đoàn xương khói dâng lên, trong viện nhất thời một thoáng mưa lất phất. Mọi người chú ý, đeo mặt nạ phòng độc vào, có lẽ là khói độc. Lang Phá Thiên già dặn kinh nghiệm giống to một tiếng, mấy người nhanh chóng đeo mặt nạ chống độc vào. Tuy nhiên đám ma sư cũng không bỏ qua cho bọn họ, mặt nạ còn chưa đeo lên, mấy đạo kiếm quang đã từ mấy phương hướng chém tới, hỗn loạn trong xương khói mơ hồ như ánh sáng u linh. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt ưng phát hiện hình như trong hậu viện có một hòa thượng, trong tay người này vung khai sơn chùy, lực phách hoa sơn một búa sư tử bổ về phía Trương Cường. Đinh! Một tiếng giòn vang vang lên, Trương Cường liền lùi lại 3-4 bước, bảo kiếm trong tay đã bị nện đứt thành hai khúc, vội vàng một như con lửa lăn lộn tránh ra. Tuy nhiên dưới đất đột nhiên toát ra đao nhọn bằng sắt giống như măng tre.